chương 351, tâm tư của Trung Linh Nhi sau khi ăn cơm xong, ba người lập tức đi ra khỏi khách sạn. Lúc này, Ngụy Vân Hiên đang đứng trước cửa quán ăn, anh ta đang nói gì đó với hai nhân viên tiếp tân. Sau khi nhìn thấy gia đình Trung Thiên Nguyên đi ra, anh ta vội vã mỉm cười đi đến ninh đón. Bác trai, nhanh như vậy mà mọi người đã ăn xong rồi sao? Có cần phía nhà bếp chuẩn bị chút gì đó cho mọi người hay không? Ngụy Vân Hiên hỏi. Không cần, bữa ăn hôm nay cứ ghi vào hóa đơn thanh toán cho tôi, chúng tôi về trước đây, Trung Thiên Nguyên nói. Chỉ là một bữa ăn thôi mà, bác trai không cần để bụng đâu, Ngụy Vân Hiên cười nói. Trung Thiên Nguyên không nói thêm gì nữa, chỉ là một bữa ăn, quả thật cũng không cần so đo, tính toán làm gì. Ngụy Vân Hiên tiến ba người đi ra bên ngoài, anh ta liếc nhìn Lâm Thanh Diện, ánh mắt mang theo sự khinh thường. Sau khi mấy người họ đi ra ngoài, Ngụy Vân Hiên nói với Trung Thiên Nguyên và Trung Linh Nhi một câu, bác trai, Linh Nhi, hai người đi thong thả, cháu không tiễn hai người nữa. Anh ta muốn đợi một lát nữa, nếu như Lâm Thanh Diện tách khỏi đám người Trung Thiên Nguyên, anh ta sẽ tiến lên, hỏi Lâm Thanh Diện, rốt cuộc Lâm Thanh Diện có tư cách gì mà dám tranh giành cô cả của Thương hội Thiên Nguyên với anh ta. Thế nhưng, điều khiến Ngụy Vân Hiên không thể ngờ đó là Lâm Thanh Diện lại đi cùng với Trung Thiên Nguyên, ngồi lên xe Hammer phiên bản dài rồi cùng nhau rời đi audio điện tử võ tấn bền. Điều này khiến Ngụy Vân Hiên không nhịn được siết chặt nắm đấm, ánh mắt tràn đầy sự đố kỵ. Chẳng lẽ tên nhãi danh đó lại muốn đi về cùng với họ ư? Anh ta rốt cuộc có tư cách, tài cán gì, vì sao lại được hội trưởng của Thương hội Thiên Nguyên coi trọng như vậy cơ chứ? Hơn nữa, Trung Linh Nhi còn nói Lâm Thanh Diện là người đàn ông của cô ta, tên Lâm Thanh Diện đó chẳng qua chỉ là một tên không ra gì mà thôi, Trung Linh Nhi nhìn chúng anh ta ở điểm nào cơ chứ? sau khi thấy chiếc xe Hammer đã rời đi, Ngụy Vân Hiên quay trở lại cửa, đi đến trước mặt hai nhân viên tiếp tân. Khi nãy, hai nhân viên tiếp tân bị Ngụy Vân Hiên cho máy cái tát, bây giờ đã thành thật hơn nhiều, cũng không dám lớn tiếng thở dốc. Hai người chắc chắn tên nhãi đó đi xe đạp công cộng đến. Ngụy Vân Hiên chừng mắt nhìn hai người họ rồi hỏi một câu. Hai nhân viên tiếp tân vội vã gật đầu, không dám do dự. Tất cả đều là sự thật, anh ta còn muốn đỗ chiếc xe đạp công cộng đó ở trước cửa quán ăn của chúng ta chúng tôi bảo anh ta đi ra chỗ khác anh ta cũng không dám nói gì cả nếu không chúng tôi cũng không dám thể hiện thái độ như vậy với anh ta đâu một trong hai nhân viên tiếp tân mở miệng nói ngụy vân hiên như có điều suy nghĩ sau đó gật đầu anh ta nheo mắt lại gương mặt lộ ra ý cười lạnh lẽo xem ra tên nhãi đó chẳng qua cũng chỉ là một tên không ra gì mà thôi không biết dẫm phải vận phân chó gì mới quen biết Trung Thiên Nguyên. Chắc chắn anh ta không muốn Trung Thiên Nguyên và Linh Nhi biết rằng ngay đến cả ô tô anh ta cũng không mua nổi, thậm chí tiền bắt taxi cũng không có cho nên mới đi chiếc xe đạp công cộng đó đến đây từ sớm rồi đợi họ. Hừ, nếu đúng là như vậy, thì có rất nhiều cách để đối phó với tên nhãi này. Xem ra, phải nhờ đến mấy cậu chủ con nhà giàu có ý với Linh Nhi xử lý tên nhãi danh này mới được. Cho dù, mình không chiếm được Linh Nhi, thì tuyệt đối cũng không thể để tên nhãi danh đó chiếm được cô ấy. Lầm bẩm hai câu xong, Ngụy Vân Hiên lập tức lấy điện thoại ra, anh ta đi vào bên trong khách sạn, sau đó gọi điện thoại cho mấy tên công tử nhà giàu mà anh ta quen biết. Tại biệt thự nhà họ Trung, thân là hội trưởng của Thương hội Thiên Nguyên, khả năng tài chính của Trung Thiên Nguyên là không thể bàn cãi, nghỉ ngờ gì được. Nơi ông ta ở đương nhiên cũng không phải là một dinh thự mà người bình thường có thể với tới được biệt thự nhà họ Trung được xây trên mảnh đất do chính Trung Thiên Nguyên chọn. Mảnh đất này chỉ có một mình dinh thự của nhà họ Trung, tiện thể có mấy căn nhà dành cho người giúp việc. Nơi còn lại được Trung Thiên Nguyên cải tạo thành khu vui chơi của Trung Linh Nhi. Dinh thự này thậm chí còn có cả khu đánh gôn riêng, chỉ là số tiền cần thiết dùng để duy trì, giữ gìn bãi cỏ đánh gôn hàng năm đã đủ để một người bình thường mua được mấy căn nhà ở kinh đô rồi. Các địa điểm giải trí xung quanh dinh thự có thể nói là muốn gì có đó. Trung Linh Nhi đã lớn lên dưới một môi trường như vậy, nơi này thuộc về lâu đài của cô ta, thế nhưng từ nhỏ đến lớn cô ta chỉ sống trong tòa lâu đài này, không biết nhiều về thế giới ngoài kia. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Trung Linh Nhi hình thành nên tính cách giống như bây giờ. Dẫn theo Lâm Thanh Diện đến tòa lâu đài của chính mình, Trung Linh Nhi trông khá vui vẻ, cô ta muốn dẫn Lâm Thanh Diện đi tham quan toàn bộ tòa lâu đài này một lượt những người giúp việc bên trong tòa lâu đài nhìn thấy Trung Linh Nhi dẫn theo Lâm Thanh Diện đi tham quan trong tòa lâu đài, đều dùng ánh mắt tò mò nhìn Lâm Thanh Diện. Dễ dàng nhận thấy, trước đây bọn họ chưa từng nhìn thấy Trung Linh Nhi dẫn theo bất cứ người ngoài nào đi vào tham quan tòa lâu đài này như vậy cả. Mà Trung Linh Nhi càng không hề khách sáo, nói với những người giúp việc, Lâm Thanh Diện chính là chân mệnh thiên tử của cô ta, sau này anh sẽ là nam chủ nhân của nơi này. Bình thường, những bộ phim truyền hình nhàm chán mà Trung Linh Nhi xem, căn bản đều là do những người giúp việc giới thiệu cho cô ta. Bọn họ đa số đều thích những bộ phim tình cảm máu chó, Trung Linh Nhi thấy họ thích xem như vậy thì cũng muốn xem cùng, cho nên mới cho rằng ngủ cùng một giường với người khác chính là cả đời này sẽ phải đi theo người ấy, hơn nữa còn phải sinh con cho người ấy. Lâm Thanh Diện nhìn những người giúp việc, bỗng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, anh nhỏ giọng nói với Trung Linh Nhi, nếu cô nói như vậy Tối nay anh sẽ đi ra ngoài tìm một nơi khác để ngủ. Nghe vậy, Trung Linh Nhi lúc này mới không nói nữa. Thế những cô ta vẫn ôm lấy cánh tay của Lâm Thanh Diện, lôi anh đi tham quan mọi ngóc ngách bên trong tòa lâu đài của mình. Đợi đến khi đã xem hết những nơi cần xem, lúc này Trung Linh Nhi mới buông tha cho Lâm Thanh Diện. Trung Thiên Nguyên sắp xếp một căn phòng ở bên trong căn biệt thự cho Lâm Thanh Diện. Sau khi Lâm Thanh Diện tắm rửa qua loa xong, anh lập tức trở về phòng, nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ đi đến nhà họ Lâm. Khoảng 11 giờ tối, Trung Linh Nhi mặc một bộ quần áo lụa mỏng đi đến trước cửa phòng Lâm Thanh Diện. Cô ta trang điểm, trên gương mặt xinh đẹp còn lộ ra tia quyến rũ. Cô ta vốn dĩ mới chỉ 19 tuổi, thế nhưng dưới lớp trang điểm, cô ta bỗng nhiên có sức hấp dẫn của một người phụ nữ trưởng thành. Mà lớp vải mỏng manh trên người cô ta khiến cho vóc dáng mềm mại, thước tha của cô ta hiện ra vô cùng rõ ràng. Lớp quần áo bên trong như ẩn như hiện, mang đến cho người ta cảm giác gợi cảm mơ hồ giống như tay ôm tỳ bà che khuất nửa gương mặt. Một cô bé ngây thơ, hoạt bát bông chốc biến thành một người phụ nữ gợi cảm, phong thái tuyệt vời có thể thu hút ánh nhìn của biết bao người đàn ông. Trung Linh Nhi đã bỏ rất nhiều công sức vào màn trang điểm này, cô luôn cảm thấy Lâm Thanh Diện luôn đối xử với cô giống như một đứa bé, cho nên cô mới bảo Lâm Thanh Diện đến nhà mình, như vậy cô mới có cơ hội thể hiện một mặt quyến rũ của bản thân mình cho Lâm Thanh Diện nhìn thấy hơn nữa cô còn muốn ngủ cùng lâm thanh diện một lần nữa lần này cô đã học được rất nhiều kiến thức mới mẻ cô biết rằng chỉ nằm chung một chiếc giường thì không thể nào sinh con được vì thế cô còn xem một vài bộ phim jav để học theo khi xem cả người cô cũng mặt đỏ tía tai đừng nhắc đến có bao nhiêu xấu hổ mà cô chuẩn bị tất cả những thứ này là để có thể tay trong tay danh chính ngôn thuận với lâm thanh diện cô không muốn tiếp tục để lâm thanh diện coi mình giống như một cô em gái nhỏ nữa tình cảm mà cô dành cho Lâm Thanh Diện là thật, không phải là bởi vì xem quá nhiều phim mà cô thật sự muốn giành lấy hạnh phúc thuộc về mình. Lúc 9 giờ sáng, Trung Linh Nhi đã dặn dò những người giúp việc trong biệt thự, nói với họ rằng ngày mai Lâm Thanh Diện có chuyện quan trọng cho nên bảo họ đừng quấy rầy anh, cũng không được đến gần căn phòng này. Cho nên sẽ không có ai đến phòng của Lâm Thanh Diện vào lúc này. Trung Linh Nhi hít một hơi thật sâu, sau đó lấy điện thoại ra, xem lại lớp trang điểm của mình, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, cô ta đi đến trước cửa phòng của Lâm Thanh Diện, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Lúc này, Lâm Thanh Diện đã ngủ say, bởi vì chuyện ngày mai đôi với Lâm Thanh Diện mà nói vô cùng quan trọng, cho nên anh phải đảm bảo rằng mình có một tinh thần và trạng thái tốt nhất để xử lý chuyện nhà họ Lâm. Trung Linh nhìn thấy Lâm Thanh Diện đã ngủ say, gương mặt lập tức lộ ra nụ cười thích thú. Sau đó, cô ta nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường Lâm Thanh Diện, nằm xuống bên cạnh anh có thể nhìn ra Trung Linh Nhi khá căng thẳng, thế nhưng trước khi đến, cô ta đã ôn tập lại một chút nội dung trong bộ phim hành động của nước nào đó rồi, hơn nữa còn nhớ vô cùng rõ ràng từng bước cụ thể. Thế nhưng rất nhanh, cô ta đã phát hiện ra vấn đề mình đang phải đối mặt, đó chính là người bên trong bộ phim đó đều không mặc quân áo, thế nhưng khi ngủ lâm thanh diện vẫn mặc quân áo, điều này khiến Trung Linh Nhi bỗng nhiên cảm thấy không biết nên hành động như thế nào. Giúp anh cởi quần áo xuống trước ư. Thế nhưng Lâm Thanh Diện nắng như thế, làm sao cô có thể nhắc anh dậy để cởi quần áo cho anh đây? Loại chuyện này, khi mặc quần áo thì thật sự không thể làm được ư. Ai à, đúng thật là, vẫn chưa tìm hiểu về phương diện này cặn kẽ mài. Trong lòng Trung Linh Nhi cảm thấy hơi hối hận vì bản thân chưa hoàn toàn tìm hiểu kỹ lưỡng về phương diện này, làm sao cô biết được mặc quần áo thì không thể làm được loại chuyện như vậy cơ chứ. Trung Linh Nhi nhìn chằm chằm vào môi của Lâm Thanh Diệt, nhịp tim lập tức tăng nhanh hơn cho dù có cởi quần áo ra hay không thì hôn anh một cái hẳn là sẽ không có vấn đề gì cả. Từ nhỏ đến lớn, Trung Linh Nhi mới chỉ nhìn thấy người khác hôn nhau qua màn hình tỉ vi, cô đã rất muốn nếm thử cảm giác này rồi, thế nhưng vẫn chưa gặp được đối tượng thích hợp, cho nên lần này cô nhất định không thể bỏ qua Lâm Thanh Diện được. Nghĩ như vậy, Trung Linh Nhi tiến lại gần đôi môi của Lâm Thanh Diện. Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện đang ngủ say đột nhiên cảm thấy trên giường mình hình như có nhiều hơn một người, anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, lập tức nhìn thấy Trung Linh Nhi đang muốn hôn mình. Anh giật mình, đẩy Trung Linh Nhi ra, sau đó bật dậy khỏi giường, đi đến bật đèn lên. Nửa đêm nửa hôm em không ngủ mà chạy đến phòng anh làm gì? Ban nãy suýt nữa em dọa chết anh rồi. Lâm Thanh Diện nhìn Trung Linh Nhi đang ở trên giường mình, gương mặt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Trung Linh Nhi không ngờ Lâm Thanh Diện lại tỉnh dậy ngay lúc này, bầu không khí đã lên dây cót sẵn sàng lúc đó lập tức biến mất không còn chút nào, cô ta trưng ra gương mặt đầy oán hận nhìn Lâm Thanh Diệt, nói anh đúng là làm người ta cột hứng mà, suýt nữa em đã hôn được rồi. Người ta đã muốn nếm thử cảm giác này lâu lắm rồi, đều bị anh phá hỏng hết cả. Lâm Thanh Diện cạn lời nhìn Trung Linh Nhị, lúc này, anh mới phát hiện Trung Linh Nhi trang điểm, hơn nữa trên người còn mặc quần áo vô cùng gợi cảm, anh lập tức hiểu ra Trung Linh Nhi muốn làm gì. Bà cô của tôi ơi, ngày mai anh còn có chuyện quan trọng cần làm, em có thể đừng làm ra loại chuyện như thế này ngay vào lúc này được không hả? em làm cái gì mà lại mặc thành ra như vậy? em vẫn chưa phù hợp để mặc loại quần áo như thế này đâu. mau trở về phòng thay ra đi. Lâm Thanh Diện khuyên cô ta. Trung Linh nhì bĩu môi, hừ một tiếng, nói, không phải là đám đàn ông các anh thích kiểu như thế này hay sao? em đã mặc thành ra như vậy rồi, anh còn không vừa lòng, thế anh muốn em phải làm như thế nào đây hả? chẳng lẽ phải cởi sạch ra thì mới được hay sao? anh không phải có ý đó. Lâm Thanh Diện nói, hừ, em quan tâm anh có ý gì làm gì, anh phá hỏng chuyện tốt của em rồi, anh bắt buộc phải đền cho em. Tối nay em muốn ngủ cùng anh, nếu không, ngày mai em sẽ nói với ba rằng, anh có hành động không đứng đản với em, Trung Linh Nhi bày ra dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Vậy bây giờ anh lập tức đi tìm ba em, nếu không anh thật sự không giải thích rõ ràng được Lâm Thanh Diện nói. Trung Linh Nhi đột nhiên hơi bực bội, tức giận, hận không thể đập cho cái tên đang đứng dưới giường kia một cái. Lâm Thanh Diệt, anh độc ác như vậy để làm gì? Chỉ là thích anh thôi mà, vì sao anh lại đối xử với em như thế? Nơi viền mắt đỏ ửng, nước mắt lúc nào cũng trực trào rơi xuống. Lâm Thanh Diện nhìn dáng vẻ hoan ức của Trung Linh Nhi, cũng luống cuống, không biết nên xử lý như thế nào. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ làm tổn thương Trung Linh Nhi, anh đúng là nằm không cũng trúng đạn mà. Linh Nhi, anh thật sự chỉ coi em như em gái mình mà thôi nếu có ai dám bắt nạt em anh nhất định sẽ đứng trước mặt em dạy dỗ họ một trận thay cho em thế nhưng cả đời này người phụ nữ anh yêu nhất cũng chỉ có một người đó chính là vợ của anh anh sẽ không yêu thêm ai khác đâu cho nên trung linh nhi rời khỏi giường cúi thấp đầu không nói lời nào đi ra ngoài từng giọt nước mắt rơi xuống hoàn toàn không có cách nào khống chế được lâm thanh diện lại gọi cô ta một tiếng thế nhưng lần này cô ta không đáp lại Lâm Thanh Diện. Lời nói của Lâm Thanh Diện khiến cho Trung Linh Nhi ý thức được rằng, dường như người cô cần đối phó không phải là Lâm Thanh Diện, nếu cô muốn đổi phó với Lâm Thanh Diện, thì người mà cô cần giải quyết trước chính là vợ của anh, chương 352, tôi phản đối. Sau khi Trung Linh Nhi rời đi, Lâm Thanh Diện ngồi ở bên giường rất lâu, trong đầu quả thật nghĩ không thông, từ khi nào mà bản thân mình lại biến thành người có năng lực trêu hoa gẹo nguyệt như vậy cơ chứ? Khi ở thành phố Thanh Vân, Tân Vô Song cũng đã từng chạy đến phòng anh, lần này ngay đến cả Trung Linh Nhi cũng làm ra loại chuyện như vậy. Ban nãy khi Trung Linh Nhi đi ra, gương mặt cô lộ rõ vẻ đau lòng, Lâm Thanh Diện cũng biết bản thân mình từ chối thẳng thừng cô như vậy, chắc chắn sẽ khiến cô rất khó chịu. Thế nhưng, trên phương diện tình cảm, anh không thể lừa dõi Trung Linh Nhi được. Anh cảm thấy loại chuyện này nên sớm nói rõ ràng với nhau là tốt nhất, như vậy mới có thể tránh được hiểu nhầm lớn hơn. Có lẽ, Trung Linh Nhi cũng chỉ đau lòng một khoảng thời gian mà thôi, đợi mọi thứ qua đi, cô nhất định sẽ không còn hứng thú với Lâm Thanh Diện nữa. Thân là cô cả của thương hội Thiên Nguyên, bên cạnh cô có biết bao người thú vị, Lâm Thanh Diện cảm thấy sẽ có người thay thế vị trí của anh nhanh thôi. Hơn nữa, bây giờ, Lâm Thanh Diện quả thật cũng không có tâm trạng suy nghĩ về chuyện này, ngày mai anh còn phải trở lại nhà họ Lâm, đoạt lại những gì thuộc về mình, cho nên bất cứ chuyện gì cũng phải nhường bước, ưu tiên cho chuyện này không nghĩ về chuyện của Trung Linh Nhi nữa, Lâm Thanh Diện lại nằm xuống giường lần nữa, không lâu sau, đã chìm sâu vào giấc ngủ. Anh không hề biết rằng, Trung Linh Nhi cả đêm không ngủ, trong đầu chỉ đang nghĩ đến chuyện làm như thế nào để giành được Lâm Thanh Diện từ trong tay hứa bích hoài. Ngày hôm sau, tại khu nhà cũ của nhà họ Lâm, bên trong chính viện đã có rất nhiều người nhà họ Lâm đứng ở đó. Đám người Lâm Thanh Ngân, Lâm Tài Thu cũng đứng trong đó. Cách đây không lâu, Lạc Tâm đã thông báo với tất cả mọi người, tập hợp ở trong chính viện, có chuyện quan khẩn cấp cần tuyên bố, nghe nói có liên quan đến sự sống còn của nhà họ Lâm. Tất cả mọi người khi nghe được này đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ai dám chậm trễ, cho nên lập tức đi đến chính viện. Mấy người nghe gì chưa, chuyện lần hay hình như có liên quan đến Lâm Thanh Diện đấy, một người trong số họ nhỏ giọng bàn tán. Gì cơ? Không phải nói chuyện lần này liên quan đến sự sống còn của nhà họ Lâm hay sao? làm sao lại có liên quan với tên phế vật Lâm Thanh Diện kia được cơ chứ? Đúng vậy đó, khoảng thời gian trước không phải nói cái tên phế vật không ra gì Lâm Thanh Diện đó đã chết rồi ư? Thế nào mà bây giờ chuyện này lại có liên quan đến tên Lâm Thanh Diện đó được cơ chứ? Không phải là nghe nhầm rồi đấy chứ? Chuyện này tôi cũng không chắc chắn lắm, tôi cũng chỉ là nghe từ người khác nói mà thôi. Nhưng đã có thể chắc chắn, Lâm Thanh Diện chưa hề chết, cách đây không lâu có người còn chụp được ảnh Lâm Thanh Diện ở huyện Yên Vân đó. Nghe nói, anh ta còn ở chung một chỗ với cô cả của Thương hội Thiên Nguyên. Mẹ nó, vận may của tên nhãi đó cũng quá tốt đi. Lúc trước không phải nói, anh ta giết chết cô cả của Thương hội Thiên Nguyên cho nên mới bị Thương hội Thiên Nguyên giết chết hay sao? Chẳng lẽ những tin tức đó đều là giả ư? Một đám người bàn tán xôn xao, họ đều đưa ra rất nhiều phỏng đoán về chuyện lần này. Lâm Thanh ngân nghe thấy những lời bàn tán đó của họ, cô lập tức không nhịn được cau mày chuyện lần trước sau khi lâm thanh diện trở lại khiến cho thái độ của lâm thanh ngân đối với lâm thanh diện đã có sự thay đổi rất lớn cô vẫn luôn cho rằng lâm thanh diện là một tên phế vật không làm được trò trống gì cả cho nên rất khinh thường anh thế nhưng khi xem ván cờ vây đó ngay đến cả huấn luyện viên cờ vây thẩm bình vương cũng không phải là đối thủ của lâm thanh diện cái nhìn của cô đối với lâm thanh diện hoàn toàn thay đổi dường như cô đã tìm lại được cảm giác sùng bái tôn kính ngày trước đối với Lâm Thanh Diệt, cho nên sau ngày hôm đó, cô rất muốn đi tìm anh để xin lỗi. Thế nhưng sau buổi tối ngày hôm đó, cô quả thật không có cách nào gặp được Lâm Thanh Diệt. Không lâu sau, chuyện anh giết cô cả của Thương hội Thiên Nguyên bị truyền ra ngoài, hơn nữa còn có người nói rằng, anh đã bị người của Thương hội Thiên Nguyên bắt được và giết chết để trả thù. Chỉ có điều, những chuyện này cũng chỉ là tin đôn, Lạc Hân cũng khống chế chuyện này rất tốt, khiến cho tất cả mọi người biết rằng có tin đồn như vậy thế nhưng lại không ai hay chuyện đó rốt cuộc là thật hay giả. Cho dù tin đồn đó là thật hay giả, thì sau ngày hôm đó, Lâm Thanh Ngân không nhìn thấy Lâm Thanh Diện là thật, chuyện này khiến cô ta cảm thấy khá mất mát. Bây giờ, nghe được có người nói, sự sống còn ngày hôm nay của nhà họ Lâm có liên quan đến Lâm Thanh Diện, cô ta lập tức cảm thấy rất hoang đường. Tên Lâm Thanh Diện đó chẳng qua cũng chỉ biết đấm đánh một chút mà thôi, suy cho cùng anh ta cũng chỉ là một tên bỏ đi của nhà họ Lâm, chút năng lực còn con đó của anh ta làm sao có thể có liên quan đến sự sống còn của nhà họ Lâm được cơ chứ? đúng là nực cười mà. Lâm Tài Thu đứng bên cạnh Lâm Thanh Ngân lưu môi rẻ biểu nói. Lần trước sau khi thất bại dưới tay Lâm Thanh Diện, Lâm Tài Thu vẫn luôn mang theo cục tức này trong lòng. thế nhưng cho dù thua Lâm Thanh Diện, anh ta vẫn cảm thấy không phục, cho nên vẫn luôn lấy chuyện Lâm Thanh Diện là tên bị nhà họ Lâm vứt bỏ ra để cân bằng lại tâm tình đúng lúc mọi người đang bàn tán xôn xao lạc tâm dẫn theo những người có địa vị cao trong nhà họ lâm đi vào trong chính viện vẻ mặt của họ ai ai cũng âm châm bọn họ cùng nhau đi về phía bên này khiến cho mọi người có cảm giác vô cùng u ám lâm uyên và ông đồ cũng đi trong hàng ngũ đám người đó vẻ mặt của ông đồ khá yêu sâu nhưng lâm uyên lại hiện ra vẻ tức giận đám người lạc tâm đi đến trước mặt tất cả mọi người bên trong chính viện trong nháy mắt im lặng không một tiếng động không ai dám phát ra bất cứ lời bàn tán nào nữa. Chỉ là thông qua sắc mặt của những người đứng đầu nhà họ Lâm thì có thể nhìn ra được, chuyện lần này chắc chắn vô cùng quan trọng. Lạc Tâm quét ánh mắt về phía tất cả mọi người bên trong chính viện, toàn bộ người nhà họ Lâm trong đây công lại cũng phải lên đến hơn trăm người, họ đều là những người tài giỏi ở mọi ngành nghề, lĩnh vực của nhà họ Lâm. Sau khi Lạc Tâm ý thức được việc có thể Lâm Thanh Diện sẽ trở về và đoạt lại nhà họ Lâm, nếu bản thân mình muốn giữ được nhà họ Lâm thì cần phải đánh lừa được những người tài giỏi này trước đã. Cô ta tiến lên một bước, hàng giọng nói, tôi tin rằng không ít người ở đây biết được lý do vì sao tôi gọi mọi người đến đây, chuyện mà tôi muốn tuyên bố hôm nay có liên quan đến sự sông còn của nhà họ Lâm, cho nên tôi mới phải gọi tất cả mọi người đến đây. Cho đến tận hôm nay, chị gái của tôi, cũng chính là chủ nhân của nhà họ Lâm, Lạc Hân, đã mất tích ở Hồng Thành suốt 10 ngày. Tôi cũng đã cử rất nhiều người đến Hồng Thành để điều tra về chuyện này, thế nhưng những người tôi cử đi, không người nào quay trở lại cả. Có lẽ mọi người đều biết rằng, đứa con bị vứt bỏ của nhà họ Lâm, Lâm Thanh Diện cũng đang ở Hồng Thành, khoảng thời gian trước có tin đồn Lâm Thanh Diện đã chết, cho nên tôi đã cử người đi kiểm chứng, hóa ra Lâm Thanh Diện hoàn toàn chưa chết, mà bây giờ cậu ta đang ở Hồng Thành. Chắc hẳn không ít người ở đây đều biết chuyện lần trước Lâm Thanh Diện trở lại. Cậu ta đã cho thấy một thực lực và tài năng trời cho vô cùng mạnh, đồng thời cũng chứng minh cho chúng ta thấy cậu ta không phải là một tên phế vật, chẳng có tài cản gì. Thế nhưng cậu ta quay lại tất cả chỉ vì muốn giao ai với chúng ta mà thôi. Sau khi chị gái tôi nhận ra khả năng tiêm tàng của Lâm Thanh Diệt chị ấy muốn giảng hòa với cậu ta, thế nhưng Lâm Thanh Diện lại không hề cảm kích. Sau khi Lâm Thanh Diện giao ai xong thì lập tức rời đi, trước khi đi còn buông những lời tàn nhẫn. Cậu ta nói rằng sẽ khiến chúng ta hối hận vì năm đó đã đuổi cậu ta ra khỏi nhà họ Lâm. Mọi người cũng biết, năm đó Lâm Thanh Diện bị đuổi khỏi nhà họ Lâm là vì cậu ta muốn giết chết chính mẹ ruột của mình, muốn đoạt lấy quyền làm chủ nhà họ Lâm. Mấy năm nay, chị gái tôi đã tha thứ cho Lâm Thanh Diện, hơn nữa nhà họ Lâm cũng cần một người thừa kế, cho nên sau khi suy đi tính lại, chị ấy đã đích thân đi đến Hồng Thành, muốn làm hòa với Lâm Thanh Diện. Thế nhưng chuyến đi này của chị ấy, một đi không trở lại không có bất cứ tin tức nào nữa. Những người tôi cử đi điều tra cũng lặn mất tâm hơi, cho đến ngày hôm qua, một cấp dưới của tôi đã bất chấp nguy hiểm tính mạng gửi tin tức về nói rằng, chị gái tôi đã rơi vào tay Lâm Thanh Diệt, nói không chừng bây giờ đã bị Lâm Thanh Diệt. Nói đến đây, Lạc Tâm đột nhiên dừng lại, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Trong lời nói của cô ta, có rất nhiều chỗ là bịa đặt, bởi vì có một số chuyện cô ta không thể để cho người nhà họ Lâm biết được, cho nên đã bịa đặt một chút trên cơ sở có lợi cho mình. Cô ta đang cố gắng khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy hành động giết Lạc Hân của Lâm Thanh Diện là tội ác tài trời không thể dung tha của nhà họ Lâm. Sau khi nghe những lời Lạc Tâm nói, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt ngập tràn kinh ngạc, mọi người lập tức nhao nhao cả lên. Không ngờ Lâm Thanh Diện lại là kẻ tàn nhẫn như vậy đấy, ngay đến cả mẹ ruột mình mà cũng. Thật sự quá độc ác, trên thế giới này làm sao lại có loại người độc ác, Tàn nhẫn như vậy cơ chứ? Loại người này tuyệt đối không thể giữ lại ở thế giới này được, dù anh ta có lợi hại như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là con rùa rụt cổ ở thành phố Hồng Thành nhỏ bé đó mà thôi. Với thực lực của nhà họ Lâm, muốn tiêu diệt anh ta là chuyện dễ như trở bàn tay, bây giờ chúng ta mau chóng cử người đi tiêu diệt anh ta. Sau khi Lạc Tâm nhìn thấy phản ứng của tất cả mọi người, trong lòng khẽ cười lạnh một tiếng, sau đó cô ta dùng biểu cảm đau khổ nói, "Lâm Thanh diện quả thật rất tàn nhẫn." Thế nhưng hôm nay tôi gọi tất cả mọi người đến đây không phải là để bàn kế giết chết Lâm Thanh Diện. Khi chị gái tôi đến Hồng Thành, bên cạnh chị ấy đều là những cao thủ đứng đầu nhà họ Lâm, vậy mà bọn họ còn không có cách nào đối phó với Lâm Thanh Diện. Cho dù chúng ta lập kế hoạch chu đáo, cặn kẽ như thế nào thì e rằng cũng khó giết được cậu ta. Sao tôi bảo mọi người đến đây là muốn nhắc nhở mọi người một chuyện, trên người chị gái tôi có lệnh bài của chủ nhân nhà họ Lâm, nếu như chị gái tôi bị giết hại, vậy thì tâm lệnh bài đó chắc chắn sẽ rơi vào tay của Lâm Thanh Diện. Theo như quy định của nhà họ Lâm, Lâm Thanh Diện là con trai trưởng, trong tay lại nắm giữ lệnh bài chủ nhân, vậy thì cậu ta hoàn toàn có tư cách tiếp quản nhà họ Lâm. Nếu như cậu ta lấy được tấm lệnh bài rồi trở về thừa kế nhà họ Lâm, vậy thì đối với chúng ta mà nói, đây sẽ là một tai họa. Tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ đến tính nghiêm trọng của chuyện này, họ đều cảm thấy lời nói của Lạc Tâm rất có ly. Cho nên tôi có một đề nghị, Trước khi chưa chắc chắn sự sống chết của chị gái tôi, hãy để tôi đứng ra thay thế vị trí người làm chủ nhà họ Lâm, đồng thời xóa bỏ quy định về tấm lệnh bài chủ nhân kia, như vậy cho dù Lâm Thanh Diện trở lại, chúng ta cũng có thể đoàn kết một lòng, không để nhà họ Lâm rơi vào tay Lâm Thanh Diện, nếu không cậu ta lấy đi rồi thì chúng ta cũng không còn cách nào khác cả. Đây chính là mục đích chủ yếu của Lạc Tâm, trước tiên phải khống chế được quyền làm chủ nhà họ Lâm, như vậy cho dù Lâm Thanh Diện trở lại, cũng không có cách nào cướp được dù sao những người có mặt ở đây mới là nền móng của nhà họ Lâm, chỉ cần họ không công nhận Lâm Thanh Diện thì Lâm Thanh Diện sẽ không có bất cứ cơ hội nào cả, mà đến lúc đó, Lạc Tâm cũng có thể khống chế được nhà họ Lâm. Chuyện này cũng là kết quả sau khi những người lãnh đạo cấp cao như chúng tôi bàn bạc, Lạc Tâm có kinh nghiệm quản lý nhà họ Lâm, để cô ấy tạm thời thay thế vị trí người đứng đầu nhà họ Lâm cũng rất hợp tình hợp lý. Đợi đến khi chúng ta loại bỏ được tên nghịch tử Lâm Thanh Diện kia rồi, Lúc đó quyết định vị trí chủ nhân nhà họ Lâm là ai cũng không muộn, Lâm Uyên ở bên cạnh nói phụ họa theo. Trong số những vị lãnh đạo cấp cao nhà họ Lâm, có một nửa là theo phe của hai chị em Lạc Tâm và Lạc Hân, nếu không hai chị em họ cũng không thể nào kiểm soát được nhà họ Lâm nhiều năm như vậy được, và Lâm Uyên cũng là một trong số đó. Tiếp theo là thời gian để mọi người đưa ý kiến, nếu có phương án nào tốt hơn mọi người cũng có thể đề xuất, nếu không có ai phản đối thì cứ làm theo những gì khi nãy nói, Lâm Uyên nói tiếp tất cả mọi người không ai phản đối. Mấy năm nay chị em Lạc Hân vì muốn nắm trong tay quyền kiểm soát nhà họ Lâm mà đã tiến hành một cuộc thanh lọc nhằm loại bỏ những người có ý muốn chống đối lại họ rồi. Cho dù những người còn lại không hề hay biết sự độc ác, tàn nhẫn của hai chị em Lạc Hân thì cũng không có ý kiến gì với họ cả. Không có ai phản đối đúng không? Nếu như không có, vậy thì tôi sẽ tạm thời giữ chức chủ nhân nhà họ Lâm, mà chuyện đầu tiên sau khi tôi tạm thời làm chủ nhân nhà họ Lâm chính là diệt trừ tận gốc tội ác tài trời Lâm Thanh Diện kia, lác tâm cao giọng nói. Cô ta đã cho rằng sẽ không có ai đứng ra phản đối mình nữa. Tôi phản đối. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói hùng hồn vang lên, ngay sau đó tất cả mọi người lập tức nhìn thấy một dáng người gầy gò nhưng đầy khí thế đang đi vào bên trong chính viện. chương 353, thay anh chủ trì công đạo. Là Lâm Thanh Diện, nó vậy mà lại trở về. Thằng súc sinh này, nó vẫn dám trở về sao? Nó có tư cách gì mà chống đối ở chỗ này? Mà nó trở về thật đúng lúc, bắt nó lại, loại cầm thú này, ngay cả mẹ của mình mà cũng dám giết, nó còn có tư cách gì mà sống trên đời này? Mọi người ở nhà họ Lâm thấy Lâm Thanh Diện đều lộ ra vẻ mặt đầy tức giận, bọn họ đã tin lời mà Lạc Tâm nói, cho rằng Lạc Hân đã bị Lâm Thanh Diện giết chết. Lạc Tâm cũng không ngờ rằng Lâm Thanh Diện sẽ quay về kinh đô nhanh vậy hơn nữa nhìn bộ dạng của anh, rõ ràng chính là đến tìm phiên phức. Cô ta đảo mắt, vội vàng dùng giọng nói đầy tức giận hét với phía Lâm Thanh Diệt, Lâm Thanh Diệt, cậu là tên ma quỷ. Chị của tôi muốn đến giảng hòa cùng cậu, nhưng không ngờ cậu lại ác độc như vậy, lại tàn nhẫn giết chết chị ấy, cậu vì muốn lấy được quyền kiểm soát của Lâm ra, mà lại không thừa một chủ đoạn nào, nhưng mà cậu nghĩ như vậy thì có thể có được nhà họ Lâm sao, cậu đừng có mà mơ, nhà họ Lâm sẽ không có ai đồng ý chuyện này đâu. Hơn nữa cậu cũng đã giết chị, cậu phải bỏ ra cái giá tương ứng, cậu dám quay về đây, vậy đừng có mà nghĩ có thể còn sống mà rời khỏi Lâm ra. Tất cả mọi người ở nhà họ Lâm đều bị những lời của Lạc Tâm kích thích tức giận ở trong lòng, bây giờ Lâm Thanh Diện chính là kẻ thù của bọn họ, bọn họ phải để Lâm Thanh Diện có một câu trả lời thích hợp vì cái chết của gia chủ. Tất cả mọi người mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, giống như là lúc nào cũng có thể nhào về phía Lâm Thanh Diện vậy. Lâm Thanh Diện nhìn mọi người ở nhà họ Lâm một cái, ánh mắt bình thản, sau đó nhẹ nhàng đi về phía trước, giống như là không có để những người ở nhà họ Lâm vào trong mắt vậy. Mọi người ở nhà họ Lâm cũng không biết tại sao, lại cảm nhận được nỗi áp lực đến không thở nổi ở trên người Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện đi về phía trước một bước, bọn họ lại cảm thấy áp lực trên người lại càng lớn. Bởi vì có cô áp lực này, cho nên hơn 100 người ở đây, không ai dám hó hé một lời nào cả. Lạc Tâm kỹ thuật diễn của cô thật là xuất sắc nha, lại không thể nhìn ra giả tạo ở chỗ nào, cô muốn là thay Lạc Hân báo thù, hay là muốn mượn sự tức giận của những người nhà họ Lâm lên tôi, mà có thể một tay không chế được nhà họ Lâm đúng chứ? Giọng nói của Lâm Thanh Diện bình tĩnh, lại có lực xuyên thấu cực mạnh, có thể vọng lại bên tai của mỗi một người đứng trên sân. Hai đầu lông mày của Lạc Tâm lộ ra tiêu oán hận, lạnh lùng nói, cậu đừng có ngụy biện ở chỗ này, tôi hỏi cậu, chỉ tôi đang ở chỗ nào? bà ấy quả thật đã chết lâm thanh diện mở miệng tất cả mọi người ở nhà họ lâm đều xôn xao mặc dù hồi đó lạc tâm nói chuyện này đã gây lên một cơn sóng ở trong lòng bọn họ nhưng bây giờ nghe chính miệng lâm thanh diện nói ra lại là một loại khiếp sợ khác lạc hân thật sự đã chết rồi nhưng mà bà ấy không chết ở trên tay tôi lâm thanh diện lại nói thêm một câu cậu cho rằng bọn tôi bị ngu sao chị đi hồng thành tìm cậu nhiều ngày rồi không có tin tức gì chuyên về những người tôi phái đi cũng không có tin tức gì cũng không có ai trở về bây giờ cậu lại xuất hiện ở đây còn xác nhận rằng chị đã chết chuyện này nếu cô không làm thì còn ai ở đây làm nữa chứ lạc tâm đau lòng ôm đầu nói nếu muốn diễn vậy tất nhiên là phải diễn cho tốt rồi lạc tâm và lạc hân là chị em ruột lạc tâm đối với người chị này của mình tất nhiên là có một ít cảm tình lạc hân chết cô ta tự nhiên sinh ra một ít hận thù với lâm thanh diện nhưng mà lạc tâm thật sự là người lòng giả ác độc Vĩnh Viên chỉ đặt lợi ích của mình ở trên đầu, Lạc Hân chết cùng lắm cũng chỉ để cô ta đau lòng một chút, sự chú ý của cô hầu như để ý nhiều hơn vào việc nhà họ Lâm sẽ thuộc về ai sau khi mà Lạc Hân chết. Tất cả mọi người ở nhà họ Lâm tất nhiên cũng không có tin lời của Lâm Thanh Diện nói, nếu như Lạc Hân không phải Lâm Thanh Diện giết, vậy sao anh lại xuất hiện ở chỗ này vậy? Thằng mất dạy, không ngờ nhà họ Lâm lại có loại xúc sinh này như anh, hôm nay tôi sẽ thay nhà họ Lâm hành quyết cậu tại đây loại cầm thú có thể ra tay đâm mẹ ruột của mình, cho dù chết 100 lần cũng không đủ. Lâm Uyên đứng ở sau lưng Lạc Hân sớm đã không nhịn được tức giận ở trong lòng mình, lần trước anh ta đã muốn cho Lâm Thanh Diện một bài học rồi, lần này có nói gì anh ta cũng sẽ không bỏ qua cho Lâm Thanh Diện đâu. Anh ta bước nhanh đến chỗ Lâm Thanh Diện, ánh mắt mang theo vẻ hung ác và sát khí nông đậm. Chú Lâm ra tay, chắc chắn có thể bắt dược tên súc sinh này, dám trở lại đây một mình, Thật là ngu si mà, Lâm Tài thu thấy Lâm Uyên ra tay, trên mặt lộ ra vẻ diêu cợt. Không ít người ở nhà họ Lâm đều cảm thấy Lâm Uyên nhất định có thể chế ngự được Lâm Thanh Diện, mặc dù những cao thủ hàng đầu của Lạc Hân phái đi không ai trở về được, nhưng cũng không ai biết Lâm Thanh Diện lại dùng biện pháp gì mà có thể đối phó được với bọn họ, nhưng dù có thể nào đi chăng nữa, Lâm Thanh Diện cũng không có khả năng lợi hại hơn so với người già nhất nhà họ Lâm Lâm Uyên đi. Thằng nhóc thối, để mạng lại đi. Lâm Huyên một quyền đánh về phía Ngực Lâm Thanh Diện. Ánh mắt Lâm Thanh Diện híp một cái, sau đó người di chuyển nhanh chóng, nhẹ nhàng tránh được một chiêu của Lâm Huyên. Lạc Tâm đối tốt với cậu bao nhiêu, mà cậu lại không có phân biệt được phải trái đúng sai mà đánh tôi, cậu có chắc lời của cô ta nói đúng? Hừ, sự thật đang ở ngay trước mắt, cho dù cô ấy có nói sai, cậu cũng đáng chết. Lâm Huyên lần nữa đánh về phía Lâm Thanh Diện, độc tác vô cùng hung ác nhìn qua cũng biết là muốn giết chết lâm thanh diện lúc này lâm thanh diện đã xác định được lâm uyên chắc chắn đã bị lạc tâm mua chuộc nếu anh ta muốn giết mình như vậy vậy thì mình cũng không cần khách khí với anh ta làm gì cả sau khi bắt được một đấm của lâm uyên lâm thanh diện giơ chân đá về phía lâm uyên lâm uyên nhanh chóng lùi về phía sau lúc này lâm thanh diện tung người đá một cái lâm uyên căn bản không cơ hội để né trên mặt anh ta xuất hiện vẻ hoảng sợ không nghĩ rằng tốc độ của Lâm Thanh Diện lại nhanh như vậy. Điều này sao có thể? Sao tốc độ của nó lại nhanh như vậy chứ? Khi Lâm Huyên đang suy nghĩ, chân Lâm Thanh Diện đã đạp lên người Lâm Huyên, người Lâm Huyên bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, phun ra hai ngụm máu tươi, trong nháy mắt sắc mặt đã trở nên tái nhợt hơn rất nhiều. Mới vừa rồi một đá này của Lâm Thanh Diện đã làm tổn thương nội tạng của Lâm Huyên, khiến cho anh ta hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Tất cả mọi người đều sợ hãi không nghĩ rằng Lâm Uyên lại không phải là đối thủ của Lâm Thanh Diệt, khó trách Lâm Thanh Diệt lại dám một mình xuất hiện ở nhà cũ Lâm gia. Mọi người tiến lên, dù thằng nhóc này có thực lực đáng sợ đến mức nào, nhưng nếu chúng ta cùng nhau động thủ, chắc chắn nó không thể chịu nổi, chỉ có đoàn kết mới có thể chế ngự được nó thôi. Lâm Uyên nóng nảy la một câu, sau đó lại phun ra một búng máu. Chú Lâm nói đúng, chúng ta cùng nhau hợp sức, cho dù nó có ba đầu sáu tay đi chăng nữa, Chắc chắn cũng không thể đọ lại với nhiều người như vậy. Việc trước mắt là chế ngự được nó, nếu không nó sẽ gây ra tai họa cho nhà họ Lâm chúng ta mất." Lâm Tài Thu nói chen vào một câu. Tất cả mọi người đều xông về phía Lâm Thanh Diện, hợp lực để có thể chế ngự anh. Vừa lúc đó, một đám người mặc đồng phục màu đen đi vào giữa sân, chắn ở trước mặt Lâm Thanh Diện, tiếp đó là vang lên tiếng cười sảng khoái. Không nghĩ rằng nhà họ Lâm lại có nhiều đứa ngu như vậy chuyện chưa có rõ ràng mà đã động tay động chân, khó trách mấy năm nay nhà họ Lâm lại phát triển chậm như vậy, xem ra là đều bị mấy đứa ngu như mấy người làm liên lụy. Trung Thiên Nguyên đi vào giữa sân, đứng ở bên cạnh Lâm Thanh Diệt. Lạc Tâm thấy Trung Thiên Nguyên, nhướng mày, đối phương rõ ràng chính là tới để giúp Lâm Thanh Diệt, khó trách Lâm Thanh Diệt lại dám một mình đến nhà cũ Lâm ra, hóa ra là có thương hội Thiên Nguyên làm chỗ dựa. Trung Thiên Nguyên, đây là chuyện của nhà họ Lâm chúng tôi, cho dù có thế nào, cũng không tới phiên ông nhúng tay vào, tôi khuyên ông tốt hết đừng có chen vào chuyện của người khác, nếu không nhà họ Lâm có nhiều người như vậy, cũng không sợ thương hội thiên nguyên đâu. Lạc tâm mở miệng nói một câu. Trung thiên nguyên hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, xen vào chuyện của người khác. Lúc mà cô và Lạc Hân tính kế hại con gái tôi, sao lại không nghĩ đến tôi sẽ xen vào chuyện của người khác? Nói cho cùng, Lâm Thanh Diện cũng coi như là ân nhân cứu mạng của con gái tôi, tôi đến thay cậu ấy chủ trì công đạo, chẳng nhẽ đây là sai sao? Lời của Trung Thiên Nguyên khiến cho tất cả mọi người nhà họ Lâm đều kinh ngạc, không nghĩ đến hội trưởng của Thương hội Thiên Nguyên lại nói hai người lạc hân và lạc tâm tính kế hại con gái ông ta, bọn họ chưa từng nghĩ rằng có thể lại nghe được loại chuyện như này. Sắc mặt lạc tâm trở nên khó coi, trong lòng cũng hơi lo lắng, hôm nay Trung Thiên Nguyên đến đây, lỡ đâu hôm nay ông ta lại nói chuyện của Trung Linh Nhi ra, đến lúc đó sự tồn tại của Triệu Xuân Diệu khẳng định sẽ không lừa dối được, đây đối với cô ta mà nói không phải là tin tốt gì cả. Mọi người đừng đừng có nghe lời nói linh tinh của ông ta, tôi với chị cho tới giờ đều không có tính kế hại con gái ông ta, hôm nay ông ta đến giúp Lâm Thanh Diệt, nhất định là muốn mượn cơ hội này để đối phó với nhà họ Lâm chúng ta, có lẽ chị chính là bị thương hội Thiên Nguyên và Lâm Thanh Diệt hại chết, lời của ông ta chính là muốn tìm một lý do cho mình thôi. Người của thương hội Thiên Nguyên đến cũng không nhiều, chúng ta có nhiều người, hơn nữa cao thủ cũng có rất nhiều chỉ cần chúng ta cùng nhau tiến lên vẫn có thể có hy vọng giết chết Lâm Thanh Diệt. Đây là chuyện của Lâm gia, nếu như người của Thương hội Thiên Nguyên vẫn muốn ngăn cản, sau này bọn họ khẳng định sẽ cưỡi lên đầu chúng ta mất. Lạc Tâm dùng một giọng nói có sức thuyết phục vô cùng lớn, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng giết chết Lâm Thanh Diệt, chỉ cần giết Lâm Thanh Diệt, cho dù đối địch với Thương hội Thiên Nguyên, cô ta cũng không sợ. Mấy lời ngụy biện mà cô vừa nói ra thật là có sức thuyết phục mà, Khó trách nhà họ Lâm có thể bị hai chị em cô nắm ở trong tay, Trung Thiên Nguyên hử lạnh một tiếng. Cùng tiến lên, giết chết Lâm Thanh Diện rồi nói, cho dù là người của thương hội Thiên Nguyên cũng không thể ngăn chúng ta lại được. Lâm Tài Thu hét lên, sau đó dẫn đầu vọt về phía Lâm Thanh Diện, nhìn ta tinh thần chiến đấu cực kỳ cao. Hai người Lâm Thanh Diện và Trung Thiên Nguyên cũng không có nhúc nhích, mà chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Tài Thu xông đến. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ trên trời rơi xuống trực tiếp rơi xuống trước mặt Lâm Tài Thu, sau đo một đá, đá văng Lâm Tài Thu bay ra ngoài. Những người phía sau Lâm Tài Thu đang định động thủ, nhưng mà thấy người đột nhiên xuất hiện này khiến cho bọn họ giật mình, sau khi thấy tình trạng của Lâm Tài Thu, nhất thời không ai dám nhúc nhích. Xem ra tôi không đến trễ nha, nơi này có nhiều người như vậy, võ quán Vân Khê của tôi cũng chỉ là đến tham gia náo nhiệt thôi. Lý Vân Khê cười nhìn mọi người trong sản một cái, sau đó cũng đi tới bên cạnh Lâm Thanh Diện. Lạc Tâm và một đám có chức vị cao ở nhà họ Lâm nhìn người vừa mới đến là Lý Vân Khê, sắc mặt đều thay đổi, nếu như mà nói Lâm Thanh Diện tìm thương hội Thiên Nguyên khiến cho bọn họ ngạc nhiên, thì tìm đến võ quán Vân Khê, đó chính là khiến cho bọn họ sợ hãi. Dù sao võ quán Vân Khê kinh khủng thế nào mọi người ở kinh đô đều biết, hơn nữa nhiều năm rồi bọn họ không có tham gia vào mấy cái tranh đấu của các thế lực lớn rồi, Lâm Thanh Diện có thể mời bọn họ đến được coi như là chỉ có một mình lý vân khê bọn họ cũng đều biết được rằng chuyện này rất nghiêm trọng ít nhất lý vân khê ở đây tất cả mọi người đều biết muốn dùng vũ lực để loại bỏ lâm thanh diện là điều không thể nào lý vân khê võ quán vân khê các ông không phải từ trước đến giờ không tham gia tranh giành quyền lực sao ông tới đây là có ý gì chả nhẽ là cảm thấy nhà họ lâm bọn tôi dễ bắt nạt sao lạc tâm chừng hai mắt chất vấn lý vân khê lý vân khê cười một tiếng mở miệng nói, tôi quả thật là không thích tham gia mấy cái tranh giành quyền lực này, nhưng mà lúc mà không thể nhìn nổi mới Red Eye, cô đổi trắng thay đen, lòng dạ hiểm độc, những chuyện ác mà cô làm khiến tôi rất tức giận, tôi thực sự là không thể khoanh tay đứng nhìn được. Muốn chen vào chuyện này, cần phải nhìn vào sắc mặt của cô sao? Chương 354, lại có AI không phục. Lạc Tâm bị Lý Vân Khê nói cho không có chỗ nào dung thân. Người khác có thể cảm thấy Lý Vân Khê đang nói xấu Lạc Tâm nhưng trong lòng lạc tâm lại hiểu rõ mấy từ này dùng để hình dung về cô ta quả thật rất chính xác vừa bắt đầu thì trong lòng cô ta đã thấy sốt ruột bây giờ thương hội thiên nguyên và võ quán vân khê đều đứng ra giúp lâm thanh diện cô ta muốn xúi dục người nhà họ lâm giết chết lâm thanh diện là gần như không có khả năng mọi người nhà họ lâm đều bàn luận xôn xao bọn họ đều hiểu rõ sự lợi hại của võ quán vân khê so với lời lý vân khê nói về lạc tâm bọn họ càng quan tâm xem tại sao võ quán Vân Khê phải giúp một kẻ bị nhà họ Lâm vứt bỏ như Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện thấy Lý Vân Khê đến đi tới một bước, nhìn lướt qua đám người nhà họ Lâm và cao giọng nói, nếu bây giờ mọi người đã đến đông đủ, vậy tôi lại nói rõ một chút về mục đích của tôi ngày hôm nay. Hôm nay tôi tới đây là để thu lại quyền quản lý nhà họ Lâm. Mà tôi gọi người của Thương hội Thiên Nguyên và Võ Quán Vân Khê qua là để cho các người có thể bình tĩnh nghe tôi nói, chứ không phải vừa bắt đầu đã muốn ra tay với tôi. Sau khi đám người nhà họ Lâm nghe thấy Lâm Thanh Diện nói vậy, trên mặt đều lộ vẻ xem thường. Cậu có tư cách gì mà ở đây nói tới quyền quản lý nhà họ Lâm, cậu chỉ là một kẻ bị nhà họ Lâm vứt bỏ mà thôi. Đừng ở chỗ này nằm mơ nữa." Lâm Tài thu che ngực mình và kêu lên một câu. "Ồ, tôi không có tư cách, vậy người phụ nữ này lại có sao?" Lâm Thanh Diện giơ tay chỉ vào Lạc Tâm, xin hỏi các người là họ Lâm hay là họ Lạc vậy? Vấn đề này của Lâm Thanh Diện làm cho tất cả mọi người lập tức im lặng. Mấy năm qua vẫn luôn do hai chị em Lạc Hân quản lý nhà họ Lâm. Bởi vì Lạc Hân là vợ của Lâm Trung Thiên, còn Lâm Thanh Diện bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm, cho nên bọn họ cảm thấy Lạc Hân tiếp nhận nhà họ Lâm là rất bình thường. Nhưng bọn họ đều quên mất một điểm, nhà họ Lâm không thuộc về nhà họ Lạc, cho dù Lạc Hân nắm quyền thì nhà họ Lâm vẫn là họ Lâm. Cho tới bây giờ Lâm Thanh Diện nói ra khiến những người này mới ý thức được vấn đề này. Lạc Tâm thấy Lâm Thanh Diện nói vậy thì vội vàng phản bác, cho dù cậu là họ Lâm, lẽ nào kẻ giết chết mẹ mình có thể cướp quyền được sao? Tôi cũng chỉ tạm thời thay mặt gia chủ mà thôi, chờ loại bỏ nghiệp chướng như cậu xong thì tất nhiên sẽ dùng cách thức công bằng thương lượng chọn ra người làm gia chủ nhà họ Lâm ra. Tôi đã nói qua, Lạc Hân không phải là do tôi giết, Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Cậu bớt ở đây ngụy biện đi không phải cậu giết thì còn có thể là ai giết chứ? Lạc Tâm chừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện, cô ta có thể xác định Lạc Hân chỉ có thể bị Lâm Thanh Diện giết, bằng không Lâm Thanh Diện sẽ không đứng ở chỗ này. Triệu Xuân Diệu, Lâm Thanh Diện thản nhiên mở miệng, không thể như vậy được, cậu đang nói dối. Lạc Tâm không hề nghĩ ngợi đã phản bác Lâm Thanh Diện, cảm thấy Lâm Thanh Diện đang nói với cô ta về một chuyện nực cười, mà mọi người nhà họ Lâm lại đang nghi ngờ không biết Triệu Xuân Diệu là ai. Lâm Thanh Diện không tranh luận với cô ta mà quay đầu lướt nhìn Trung Thiên Nguyên. Trung Thiên Nguyên khẽ gật đầu, sau đó vỗ tay một cái. Lại có một đám người cầm máy chiếu hình và phông màn đi từ bên ngoài vào. Những người này nhanh chóng dựng lên một nơi có thể xem chiếu ngoài trời, sau đó dưới chỉ thị của Lâm Thanh Diện lại lấy ra một băng video. Giả thân giả quỷ, lạc tâm cũng nghi ngờ nhìn màn chiếu kia, không biết Lâm Thanh Diện muốn làm gì. Tiếp theo tôi sẽ cho các người xem một đoạn video. Tôi tin rằng sau khi các người xem xong đoạn video này sẽ biết rốt cuộc là ai giết Lạc Hân, Lâm Thanh Diện nói xong quay lại và khẽ gật đầu với người bên máy chiếu. Người kia lập tức bắt đầu phát đoạn video kia. Đoạn video này chính là cảnh tượng Triệu Xuân Diệu bóp chết Lạc Hân trong biệt thự ở Vĩnh Đăng không. Lúc đó Lâm Thanh Diện đã đoán được mình nên giải thích rõ về cái chết của Lạc Hân, cho nên bảo Trần Tài Anh thu xếp người ghi lại chuyện xảy ra lúc đó sau khi lạc tâm nhìn thấy được hình ảnh trong video thì cơ thể cũng run rẩy cho dù trong video trông triệu xuân diệu tiều tụy và cực kỳ lôi thôi nhưng cô ta vừa liếc mắt vẫn nhận ra được người kia chính là triệu xuân diệu dáng vẻ triệu xuân diệu bóp chết lạc hân với gương mặt dữ tợn làm lạc hân sợ hãi dù thế nào cô ta cũng không ngờ được lạc hân đối xử với triệu xuân diệu tốt như vậy mà triệu xuân diệu còn nhẫn tâm giết chết lạc hân trong miệng còn nói những lời như lạc hân đáng chết cảnh tượng đó làm người máu lạnh như lạc tâm cũng không khỏi phải hít sâu một hơi. Mặc dù người trong video gầy hơn rất nhiều, hơi lôi thôi, nhưng có thể nhìn ra được người kia chính là Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, chẳng lẽ cậu nghĩ rằng chúng tôi không nhìn ra sao? Lâm Tài Thu mở miệng. Lâm Thanh Diện mỉm cười, mở miệng nói, người kia chỉ trông giống tôi mà thôi, bởi vì anh ta cũng như tôi, đều là con trai của Lạc Hân không hơn. Lâm Thanh Diện nói xong lại bảo người bên máy chiếu cho hiện một vài tấm ảnh chụp của Triệu Xuân Diệu. Những hình này là do anh nhờ Trung Thiên Nguyên tìm giúp, trong đó ngoại trừ Triệu Xuân Diệu, bên cạnh còn có rất nhiều tay chân của nhà họ Lâm. Các người cũng biết tôi là đứa con bị nhà họ Lâm vứt bỏ, tất nhiên sẽ không thể xuất hiện cùng người của nhà họ Lâm rồi. Trong những hình này có không ít tay chân của nhà họ Lâm. Tôi tin chắc trong các người ở đây có rất nhiều người biết bọn họ, các người cảm thấy những người này sẽ cung kính với tôi như vậy sao? Lâm Thanh Diện mở miệng nói, mọi người lại im lặng. Lâm Thanh Diện và Triệu Thiên Thần quả thật rất giống nhau nhưng vẫn có sự khác biệt rất lớn về khí chất. Những tấm ảnh này đã thể hiện ra khí chất của Triệu Xuân Diệu rất rõ ràng, so với Lâm Thanh Diện vốn là hai loại khác nhau. Người này chính là Triệu Xuân Diệu mà tôi đã nói. Về phần người này có tồn tại hay không, các người có thể hỏi lạc tâm. Đương nhiên, gì ấy muốn bảo vệ thân phận của mình ở trước mặt các người sẽ nói đây là tôi tạo ra. Chẳng qua cũng không cần phải vội, tôi còn chuẩn bị thứ khác, chờ sau khi các người nghe xong, lại biết tôi nói thật hay giả. Sau đó Lâm Thanh Diện lại bảo người bên máy chiếu mở ra một đoạn ghi âm. Đoạn ghi âm này chính là thời điểm lần đầu tiên Lâm Thanh Diện quay về kinh đô, sau khi Lâm Thanh Diện bị hạ độc ở trong phòng của Lạc Hân, Lạc Hân kể lại chuyện của mình. Khi đó cho dù Lâm Thanh Diện trúng độc nhưng vì để lại chứng cứ, anh lại lấy bút ghi âm ghi lại những lời Lạc Hân nói khi lạc tâm nghe được đoạn ghi âm này mới thật sự không chịu nổi nữa. Bởi vì trong lòng cô ta hiểu rõ, cho tới khi tất cả mọi người biết rõ sự thật thì cô ta lại tiêu đời. Lâm Thanh Diện, cậu bớt cầm những thứ giả tạo này tới đây lừa dối mọi người đi. Mọi người đừng tin mấy thứ này của nó, nhanh giết chết cậu ta đi. Cậu ta chính là ma quỷ đã tự tay giết chết mẹ mình đấy. Lạc tâm chạy về phía máy chiếu hình bên kia, muốn ném máy chiếu hình đi. Chẳng qua cô ta mới chạy được mấy bước đã bị ông Độ chặn lại. Vân nghe cho hết đã, hai chị em các người khống chế nhà họ Lâm đã mấy năm nay, quả thật có quá nhiều chuyện giấu chúng tôi rồi, ông Độ lạnh lùng nói, rất rõ ràng ông ta đã ý thức được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Trong lòng Lạc Tâm sốt ruột nhưng nhất thời cũng không biết nên làm gì. Bây giờ ở đây có nhiều người như vậy, cô ta muốn chạy cũng chạy không được. Cô ta liếc nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ oán hận, trong lòng đầy sát khí trên mặt cũng hiện ra vẻ không cam lòng. Cô ta không ngờ uy tín do cô ta và Lạc Hân tốn nhiều năm tạo dựng như vậy lại dễ dàng đã bị Lâm Thanh Diện đánh nát. Rất nhanh, đoạn ghi âm đã phát xong, tất cả mọi người trong sân đều im lặng, bọn họ quay đầu nhìn về phía Lạc Tâm, trong ánh mắt lộ vẻ chán ghét và thù hận đối với cô ta. Trong đoạn ghi âm, Lạc Hân nói ra rõ ràng kế hoạch của bà ta và Lạc Tâm nhằm đuổi Lâm Thanh Diện ra khỏi nhà họ Lâm bây giờ tất cả mọi người biết chuyện năm đó lâm thanh diện bị đổ oan kẻ cầm đầu gây hỏa thật sự là hai chị em gái lạc hân và lạc tâm lạc tâm không ngờ hai chị em các người lại là kẻ có thủ đoạn độc ác như vậy hóa ra chuyện năm đó đều do các người một tay bày ra lâm thanh diện chẳng qua là một người bị hại thật không ngờ được trước khi người đàn bà đê tiện lạc hân kia gả đến nhà họ lâm chúng tôi đã có một đứa trẻ sớm biết vậy năm đó dù thế nào chúng tôi cũng sẽ không đồng ý để bà ta gả qua không ngờ hai chị em các người khống chế nhà họ Lâm chúng tôi nhiều năm như vậy hôm nay nếu không nhờ có Lâm Thanh Diệt chúng tôi vẫn còn bán mạng cho các người các người thật đáng chết tất cả mọi người bắt đầu công khai lên án Lạc Tâm cuộc diện trong sân lập tức xoay chuyển cực lớn Lạc Tâm lùi lại vài bước vẻ mặt trở nên vô cùng ảm đạm trong ánh mắt kia đầy oán trách cô ta nhìn về phía Lâm Thanh Diệt nói với vẻ cuồng loạn Lâm Thanh Diệt đều tại mày Tao và chỉ tao cực khổ mới tạo ra cục diện này lại bị mày phá hỏng, mày sẽ chết không được tử tế đâu. Lâm Thanh Diện chừng mắt nhìn cô ta, lạnh lùng nói kẻ chết không được tử tế chính là gì. Bây giờ mọi người đã biết rõ chân tướng sự việc, hôm nay tôi lại đại diện tất cả người nhà họ Lâm Thanh Lý môn hộ, Lâm Thanh Diện lại đi về phía lạc tâm, trên người có khí thế không thể địch nổi. Nhà họ Lâm không ai ngăn cản Lâm Thanh Diện, trong lòng bọn họ bây giờ đều rất tức giận, cảm thấy lạc tâm đáng chết. Lạc tâm thấy Lâm Thanh Diện đi về phía cô ta cũng không hề hoàng mang gì hết, trái lại còn lộ một nụ cười thâm độc. Cô ta biết rõ hôm nay mình không đi được, có người của võ quán Vân Khê và Thương hội Thiên Nguyên ở đây, cho dù cô ta có chắp cánh cũng khó trốn thoát được. Lâm Thanh Diện, tôi thật sự không ngờ cậu tự nhiên có thể thành công xoay người, xem ra tôi đúng là đã coi thường cậu rồi, Lạc tâm không cam lòng nói. Bây giờ điều duy nhất mà tôi hối hận là trước đây không giết chết cậu luôn. Nếu không, Bây giờ làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện như vậy được? Chương 355, vị trí gia chủ nhà họ Lâm. Lại có ai không phục, những lời này vang lên ở bên tai tất cả mọi người, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Thanh Diện với ánh mắt hoặc là phức tạp, hoặc là bài xích, hoặc là khó có thể tiếp nhận, hoặc là nhìn thấy hy vọng ở trên người của Lâm Thanh Diện. Mặc dù trong mấy năm qua, ấn tượng của bọn họ đối với Lâm Thanh Diện đều chỉ dừng lại ở kẻ vô dụng, đứa con bị vứt bỏ cho rằng Lâm Thanh Diện căn bản không có tư cách kế thừa sản nghiệp của nhà họ Lâm. Nhưng vào hôm nay, bọn họ đều hiếu hình tượng kẻ vô dụng của Lâm Thanh Diện là do Lạc Tâm và Lạc Hân tạo ra, Lâm Thanh Diện chưa từng làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với nhà họ Lâm, hơn nữa Lâm Thanh Diện thể hiện ra thực lực cũng chứng minh anh không phải là một kẻ vô dụng. Lâm Thanh Diện là con trai duy nhất của Lâm Trung Thiên, nếu không có Lạc Hân ngăn cản, sau khi Lâm Trung Thiên mất đi, người kế thừa nhà họ Lâm chắc chắn là Lâm Thanh Diện. Chỉ là ở trong lòng mọi người, hình tượng của Lâm Thanh Diện thay đổi quá nhanh làm bọn họ có phần không thích ứng được mà thôi. Đôi mắt Lâm Thanh Ngân nhìn Lâm Thanh Diện có phân si mê. Giờ phút này, cô không còn thành kiến với Lâm Thanh Diện như trước đây nữa, thậm chí còn hơi hối hận, cho nên sau khi nghe thấy Lâm Thanh Diện nói vậy, không lâu sau Lâm Thanh Ngân đã đứng dậy. Tôi bằng lòng nhận Lâm Thanh Diện là gia chủ mới của nhà họ Lâm. Sau khi Lâm Thanh Ngân đứng ra không lâu, ông Đỗ cũng đứng dậy, cao giọng nói, Lâm Thanh Diện làm ra chủ Lâm gia là hoàn toàn xứng đáng, lão già đây băng lòng cả đời cống hiến sức lực cho Lâm Thanh Diện. Sau khi hai người ông Độ và Lâm Thanh Ngân đứng ra, lập tức có không ít người của nhà họ Lâm cũng tỏ rõ thái độ của mình. Hôm nay, Lâm Thanh Diện dẫn theo người của Thương hội Thiên Nguyên và Võ Quán Vân Khê cùng trở về. Hai thế lực này lợi hại nhất ở Kinh Đô, Lâm Thanh Diện có thể có quan hệ tốt với bọn họ đã chứng tỏ thực lực của Lâm Thanh Diện. Hơn nữa, nếu Lâm Thanh Diện làm gia chủ, lại hợp tác với Thương hội Thiên Nguyên và Võ Quán Vân Khê, nhà họ Lâm nhất định sẽ phát triển tốt hơn bây giờ. Sau khi so sánh hiểu rõ điểm này, phần lớn mọi người tất nhiên biết lúc này nên lựa chọn thế nào. Nhưng vẫn có không ít người có thái độ hoài nghi đối với Lâm Thanh Diện, bọn họ vẫn không có cách nào thoát khỏi nhận thức Lâm Thanh Diện là kẻ vô dụng, cảm thấy giao nhà họ Lâm vào trong tay của Lâm Thanh Diện thì nhà họ Lâm sẽ kết thúc lâm tài thu chính là một trong những người không tán thành lâm thanh diện trở thành gia chủ nhất lúc ấy anh ta bị lý vân khê đạp một cái cho tới bây giờ mới đỡ thấy mọi người đều tán thành lâm thanh diện làm gia chủ lâm tài thu hừ lạnh một tiếng đứng ra nói tôi không đồng ý để cậu ta làm gia chủ cho dù cậu ta đánh nhau giỏi thì thế nào cậu ta vẫn chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi một nhà họ lâm lớn như vậy làm sao có thể giao cho một kẻ vô dụng tới quản được chứ làm vậy sẽ phá hủy nhà họ Lâm mất. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Lâm Tài Thu, ai nãy đều có phân bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy lúc này mà Lâm Tài Thu đứng ra nói lời như vậy, quả thật chính là tìm rắc rối cho mình. Lâm Thanh Diện liếc nhìn Lâm Tài Thu nói, người không phục, bây giờ có thể rời khỏi nhà họ Lâm, có lệnh bài gia chủ ở đây, tôi chính là gia chủ nhà họ Lâm. Đây là quy định do ba đặt ra, có ai không phục đều có thể rời đi. Lâm Tài Thu vô cùng tức giận, vùng vấy cánh tay nói, đi thì đi, cậu sẽ không ngồi được trên vị gia chủ nhà họ Lâm lâu đâu. Có ai muốn rời khỏi nhà họ Lâm cùng với tôi không? Tôi không tin dựa vào những gì chúng ta tích lũy nhiều năm như vậy, không có Lâm Thanh Diện lại không thể làm ra thành tựu gì. Có ai không muốn phải chịu cúi người ở dưới tên vô dụng Lâm Thanh Diện thì đi cùng với tôi, tôi bảo đảm tương lai có thể làm tốt hơn Lâm Thanh Diện gấp ngàn lần. Lập tức có không ít người đều đứng ở bên phía Lâm Tài Thu những người này đều cảm thấy nhà họ Lâm ở trên tay Lâm Thanh Diện sẽ không có hy vọng. Hơn nữa bọn họ vốn không trung thành với nhà họ Lâm, mấy năm nay vẫn luôn từng bước căn nuốt xương máu của nhà họ Lâm, đã sớm thích góp được chút vốn liếng, cho dù có rời khỏi nhà họ Lâm, bọn họ vẫn có thể sống như cá gặp nước. Lâm Tài Thu thấy có nhiều người ủng hộ anh ta như vậy, trên mặt còn nở một nụ cười đắc ý. Anh ta cảm thấy dựa vào thông minh tài trí của mình và tài nguyên trong tay những người này, muốn lại tạo một nhà họ Lâm cũng không phải là chuyện gì khó. Lâm Thanh Diện liếc nhìn những người này, mở miệng nói còn có người nào muốn đi cùng bọn họ nữa không? Mấy phút sau, có mấy người vốn hơi dao động cũng đi ra, đứng ở bên phía Lâm Tài Thu. Lâm Tài Thu cười lạnh liếc nhìn Lâm Thanh Diện mở miệng nói, Lâm Thanh Diện, cho dù chúng tôi chỉ là một nhóm nhỏ người của nhà họ Lâm, nhưng với tài nguyên trong tay của chúng tôi mà muốn vượt qua nhà họ Lâm do cậu lãnh đạo, có thể nói là dễ dàng, mà đám các người lựa chọn ủng hộ Lâm Thanh Diện, tương lai cứ trở hối hận đi. Lâm Thanh Diện không để ý tới Lâm Tài Thu, mà nhìn lướt qua mọi người ở đó, mở miệng nói, hôm nay bọn họ tuyên bố rời khỏi nhà họ Lâm, các người đều là nhân chứng. Nếu bọn họ đã không còn là người nhà họ Lâm, vậy sẽ không có tư cách dùng bất kỳ tài nguyên nào có liên quan tới nhà họ Lâm nữa. Tôi sẽ đóng băng tất cả tài sản của bọn họ trên danh nghĩa của nhà họ Lâm, cũng sẽ tuyên bố ra ngoài chuyện bọn họ rời khỏi nhà họ Lâm. Anh nói xong lại quay sang nhìn Lâm Tài Thu, vừa cười vừa nói, hy vọng các người ở trên điều kiện không dựa vào tài nguyên của nhà họ Lâm có thể tạo ra được thế lực vượt qua nhà họ Lâm. Chúc các người may mắn. Lâm Tài Thu hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, tài nguyên mà chúng tôi tích lũy trước đó đều là của bản thân chúng tôi. Cậu có tư cách gì mà không cho chúng tôi sử dụng chứ? Lâm Thanh Diện, sợ rằng cậu còn chưa có bản lĩnh lớn tới mức đóng băng tất cả tài khoản đám người chúng trôi đi. Lãm thanh diện trực tiếp lấy điện thoại di động của mình ra, đăng nhập vào tài khoản tổng của nhà họ Lâm, đóng băng tài khoản của tất cả những người những người muốn rời khỏi nhà họ Lâm trong đó có cả Lâm Tài Thu. Chỉ có cao tầng của nhà họ Lâm biết chuyện tài khoản tống, cho nên lần này trong cao tầng nhà họ Lâm, ngoại trừ Lâm Nguyên thì không có một ai rời khỏi nhà họ Lâm. Mà đám người Lâm Tài Thu căn bản không biết tài khoản tổng trong tay của gia chủ nhà họ Lâm có thể tiến hành thao tác với tất cả tài sản thuộc về nhà họ Lâm. Bọn họ vẫn ngây thơ cho rằng mình rời khỏi nhà họ Lâm có thể mang theo tất cả số tiền và tài nguyên nhân được từ nhà họ Lâm. Chưa tới 5 phút sau, đám người Lâm Tài Thu đều nhận được một tin nhắn, khi nhìn thấy nội dung của tin nhắn, sắc mặt mỗi người đều lập tức thay đổi. Sao tài khoản của tôi lại bị đóng băng vậy? Có chuyện gì vậy? Sao tất cả cửa hàng dưới tên của tôi đều chuyển sang tên của nhà họ Lâm? Sao những cổ phiếu của tôi đều trở thành tài sản chung của nhà họ Lâm? Trên mặt tất cả mọi người đều chấn động, không ai ngờ được câu nói vừa rồi của Lâm Thanh Diện lại không phải là đang nói đùa. Sắc mặt Lâm Tài Thu cũng khó coi nhìn điện thoại di động của mình, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng. Sau đó, anh ta nhìn về phía Lâm Thanh Diện, trên mặt lộ vẻ tức giận, mở miệng nói, "Lâm Thanh Diện, cậu đã làm gì với tài sản của chúng tôi? Cậu nhanh trả lại tài sản cho chúng tôi." Lâm Thanh Diện nhìn anh ta như nhìn kẻ ngốc mở miệng nói những tài sản này là của nhà họ lâm hay của bản thân các người trong lòng các người hẳn hiểu rõ đi nếu các người đã rời khỏi nhà họ lâm vậy đừng mơ lấy thêm một phần nào của nhà họ lâm nữa cậu có tư cách gì mà động vào tài sản của chúng tôi chúng tôi sẽ nhờ tòa án đứng ra phân xử lâm tài thu cuống lên tôi là gia chủ nhà họ lâm anh nói xem tôi có tư cách này hay không lâm thanh diện lạnh lùng nhìn lâm tài thu một vài người cao tầng của nhà họ Lâm vốn còn nghi ngờ, không biết Lâm Thanh Diện có mật khấu của tài khoản tống hay không, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, Lâm Thanh Diện đã nằm giữ mật khẩu của tài khoản tổng. Nói như vậy, mạch máu kinh tế của cả nhà họ Lâm đều nằm ở trên tay anh. Bất kể là ai rời khỏi nhà họ Lâm cũng không thể mang theo một phần nào. Không ít người bắt đầu thấy may mắn vì mình không nhất thời kích động đi theo Lâm Tài Thu rời khỏi nhà họ Lâm, những người nhà họ Lâm không biết có chuyện gì xảy ra cũng thầm run sợ. Nếu các người đã rời khỏi nhà họ Lâm thì đừng tiếp tục lãng phí thời gian ở đây nữa. Gia chủ có quyền thu lại bất kỳ tài sản nào thuộc về nhà họ Lâm, tất cả tài khoản các người bị đóng băng, bị thu hồi lại đều thuộc về nhà họ Lâm. Chuyện này không thể có chút sai sót nào, nếu các người đã lựa chọn, lại phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, ông Độ nhìn đám người Lâm Tài Thu và nói một câu. Đám người Lâm Tài Thu lập tức há hốc mồm. Bọn họ làm sao biết được gia chủ còn có quyền này. Lâm Tài Thu, tên khốn kiếp nhà mày, mày hại bọn tao không còn đồng nào, tao giết mày. Những người này lập tức bao vây Lâm Tài Thu, chút hết phẫn nộ trong lòng lên trên người anh ta. Đuổi bọn họ ra ngoài, chỗ này là địa bàn của nhà họ Lâm, để cho bọn họ ra ngoài mà làm ầm đi, ông độ dặn dò mấy người nhà họ Lâm. Mấy người kia lập tức đuổi đám người Lâm Tài Thu ra ngoài, những người ở lại đều thâm cảm thấy may mắn sau đó lâm thanh diện lại bảo người của nhà họ lâm xử lý thi thể của lạc tâm sau khi không còn chuyện gì nữa anh cảm ơn lý vân khê và trung thiên nguyên sau đó lại để cho bọn họ về trước chờ lý vân khê và trung thiên nguyên rời đi lâm thanh diện gọi cao tâm của nhà họ lâm vào trong phòng họp của nhà họ lâm bây giờ lâm thanh diện trở thành gia chủ mới của nhà họ lâm tất nhiên phải bàn giao một vài công việc với bọn họ chuyện sau đó chắc hắn làm cho lâm thanh diện bận rộn suốt mấy ngày sau khi Lâm Thanh Diện trở thành gia chủ, thái độ của Lâm Thanh Ngân đối với Lâm Thanh Diện có sự thay đổi tương đối lớn. Trên đường đi tới phòng họp, Lâm Thanh Ngân lại hơi ngượng ngùng bước tới gần Lâm Thanh Diện. "Anh Lâm Thanh Diện, chúc mừng anh trở thành gia chủ, em tin tưởng nhà họ Lâm ở dưới sự dẫn dắt của anh nhất định sẽ đi về phía sự huy hoàng." Lâm Thanh Ngân mở miệng. Lâm Thanh Diện chỉ lịch sự khẽ gật đầu với cô ta. Lâm Thanh Ngân đầy vẻ mất mát, sau đó khoác tay Lâm Thanh Diện nói: khi còn bé, em đã rất sùng bái anh Lâm Thanh Diệt, khi đó còn nghĩ mình lớn lên nhất định sẽ lấy anh Lâm Thanh Diệt. Em tin chắc anh Lâm Thanh Diệt sẽ không ghét bỏ em. Lâm Thanh Diệt nhíu mày và hất tay Lâm Thanh Ngân ra, lạnh lùng nói, tôi đã kết hôn, mời cô hãy tự trọng. Sau khi Lâm Thanh Ngân nghe thấy Lâm Thanh Diệt nói vậy thì người cứng đờ, thật ra không phải vì Lâm Thanh Diệt nói mình đã kết hôn, mà là thái độ của Lâm Thanh Diệt đối xử với cô ta chẳng khác nào với người xa lạ xem ra chuyện năm đó để vượt mấy, cuối cùng đã không có cách nào cứu vãn được nữa. Trong nhà xác của bệnh viện nào đó ở kinh đô nào, một người nhét một thi thể vào trong ngăn lạnh để thi thể. Thi thể này chính là thi thể của lạc tâm được chuyển từ nhà họ lâm tới. Đối với những người chết không bình thường, mỗi thế lực đều có cách xử lý riêng, trong sản nghiệp của nhà họ lâm có rất nhiều bệnh viện, cho nên người của nhà họ lâm giết người, Muốn xử lý thi thể cũng rất thuận tiện, chính là bỏ thi thể vào trong nhà xác của bệnh viện. Như vậy không chỉ không bị điều tra ra được, hơn nữa còn có thể hỏa táng, thỏa đáng những thi thể này mà thần không biết quỷ không hay. Người chịu trách nhiệm vừa kéo thi thể ra khỏi túi chứa thi thể đột nhiên cảm giác trên người thi thể trong tay mình dường như có chút hơi ấm. Điều này làm ông ta giật mình, khi ông ta muốn đi thông báo tới người đưa thi thể tới, đột nhiên cảm giác trước mắt mình tối sầm, tiếp theo lại mất đi ý thức. Một người đi tới trước thi thể của Lạc Tâm, nếu Lâm Thanh Diện ở đây sẽ phát hiện ra người này chính là vệ sĩ luôn đi theo bên cạnh Lạc Tâm, Sở Vân. Sở Vân nhìn thi thể của Lạc Tâm, sau đó lấy ra một bình nhỏ, tách miệng của Lạc Tâm ra và đổ bình thuốc vào trong. Thuốc độc mà cô uống sẽ làm hơi thở và nhịp tim của cô giảm xuống tới mức khó có thể phát hiện, nếu trong vòng sau tiếng uống được thuốc giải thì còn có cơ hội tỉnh lại, bằng không sẽ thật sự mất đi sức sống, chỉ mong là còn kịp. Sở Vân nhìn gương mặt Lạc Tâm, trên mặt hơi đau lòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 356, Lâm Thanh diện nhất định là của tôi nhà cũng nhà họ Lâm. Trong phòng làm việc của Lâm Trung Thiên khi đó. Lúc này Lâm Thanh diện đang ngồi trước bàn, nhìn chằm chằm một đống tài liệu trên bàn, từ sau khi tiếp nhận nhà họ Lâm, chuyện cần anh xử lý có thể nói là khá nhiều, anh đã ngồi trước bàn 2 ngày rồi. Sản nghiệp nhà họ Lâm thật sự quá lớn. Lâm Thanh Diện vừa tiếp nhận nhà họ Lâm, như chuyện cân đích thân xem qua, tất nhiên cũng chỉ có mấy ngày mới tiếp nhận sẽ hơi bận rộn, vài ngày nữa sẽ thoải mái thôi. Vì từng có kinh nghiệm thành lập tập đoàn Thiên Dương, đối với việc làm sao để quản lý một gia tộc, Lâm Thanh Diện cũng có một ít kinh nghiệp, thế nên cũng không tỏ ra quá căng thẳng. Không bao lâu, ông độ từ ngoài đi vào, đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện. Lâm Tài Thu vẫn đang mang theo một đám người gây chuyện ở ngoài cửa, bảo cậu trả tiền lại cho bọn họ, hoặc là để bọn họ tiếp tục gia nhập vào nhà họ Lâm, ông Độ nói. Cứ để bọn họ gây chuyện, đều là người trưởng thành cả rồi, cần phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Nếu ngày mai bọn họ vẫn tới nữa thì cứ cho người ra tay với bọn họ, không cần nể tình, Lâm Thanh Diện lạnh nhạt nói. Ông Độ gật đầu, khá khâm phục trước sự quả quyết của Lâm Thanh Diện. Trong hai hôm nay chỉ trưởng của nhà họ Lâm về cơ bản đều đã biết chuyện nhà họ Lâm đổi gia chủ tôi dặn bọn họ đừng để lộ chuyện này ra như lời cậu, nội bộ nhà họ Lâm biết là được. Trước mắt thì người bên ngoài vẫn chưa biết cậu đã trở thành gia chủ mới của nhà họ Lâm, ông Độ nói. Lâm Thanh Diện ừ một tiếng, anh không thích rêu rao, tính cách cẩn thận được hình thành qua nhiều năm như thế, kinh nghiệm nói cho anh biết, giấu rốt là một chuyện vô cùng có lợi cho chính mình. Có lẽ rêu rào khắp nơi sẽ cho người ta một cảm giác thỏa mãn và hư vinh trong lòng, nhưng Lâm Thanh Diện lại chẳng hề có gì mong đợi với cảm giác thỏa mãn này. Anh cũng không phải là một người trẻ chán đời một bước lên trời, anh chỉ là lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi, thế nên cũng không có gì để mà khoe khoang. Chiều hôm nay tôi có thể xem xong những tài liệu này, xử lý xong lần chuyển giao này, sau này chuyện của nhà họ Lâm cần nhờ ông Độ xử lý rồi. Lâm Thanh Diện nở một nụ cười tin tưởng với ông Độ. Ông Độ bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng không từ chối chuyện này hai hôm trước bọn họ đã nói xong rồi. Tuy đã thành công lấy lại nhà họ Lâm, nhưng Lâm Thanh Diện vẫn có có chuyện mình phải làm, hơn nữa anh vẫn thích Hồng Thành hơn, đổi với anh thì kinh đô có quá nhiều hồi ức đau lòng. Thế nên Lâm Thanh Diện quyết định sau khi anh rời đi sẽ để ông Độ thay mặt anh xử lý những chuyện của nhà họ Lâm. Có thể nói ông Độ là quản gia của nhà họ Lâm trong nhiều năm rồi, rất quen thuộc với những chuyện của nhà họ Lâm, hơn nữa dựa vào sự hiểu biết của Lâm Thanh Diện đối với ông Độ thì ông ta chắc chắn sẽ không phản bội nhà họ Lâm, thế nên Lâm Thanh Diện vẫn rất yên tâm khi để ông Độ làm việc này. Cậu không định ở lại kinh đô thật sao? Nhà họ Lâm có thể cho cậu một phương trời rộng lớn hơn, nơi này mới là sân khấu của cậu, ông Độ nói. Tôi cũng không cần sân khấu gì, tôi chỉ làm chuyện mình nên làm thôi, tôi còn chuyện quan trọng hơn cần làm, kinh đô không thích hợp với tôi, Lâm Thanh Diện cười. Thấy Lâm Thanh Diện kiên định như thế, ông Đỗ cũng không nói gì thêm, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc, để Lâm Thanh Diện chuyên tâm xem tài liệu. Biệt thự nhà họ Trung Trung Linh Nhi đau buồn nằm co quắp trên giường, cô ta ôm chặt đầu gối của mình, trên mặt đầy nước mắt. Linh Nhi, con mở cửa để ba vào đi, con đã không ăn uống gì suốt một ngày rồi, nếu tiếp tục thế con sẽ đói chết mất, ở ngoài cửa, giọng nói của Trung Thiên Nguyên vang lên. Trung Linh Nhi không hề đáp lại, cứ như không nghe thấy. Ở ngoài cửa Trung Thiên Nguyên bất đắc dĩ thở dài, từ sau cái hôm mà Lâm Thanh Diện ngủ lại nhà ông ta một giấc, Trung Linh Nhi đã trở thành thế này, ông ta không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng động não một chút là biết ngay, chắc chắn là Lâm Thanh Diện đã ngả bài với Trung Linh Nhi rồi. Linh Nhi, còn phải nghĩ kỹ, Lâm Thanh Diện là người đã kết hôn, hơn nữa bây giờ cậu ta đã trở thành chủ nhà họ Lâm, con và cậu ta không có khả năng. Con nên nhân lúc còn sớm mà buông tha đi, trần đời còn nhiều đàn ông tốt lắm, không kém lâm thanh diện đâu, Trung Thiên Nguyên thấm thiế nói một câu. Một lúc sau, bên trong cũng không có phản ứng gì, Trung Thiên Nguyên không biết làm sao, đành xoay người rời khỏi nơi này. Trung Linh Nhi ngấn người trên giường một lúc lâu, trên màn hình chiếc laptop trước mặt cô ta đều là một vài lời giới thiệu về Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài ở các website của Hồng Thành. Trong đó có một bài báo liên quan tới hứa Bích Hoài mà Trung Linh Nhi đã xem rất lâu. Cùng lúc đó, điện thoại của Trung Linh Nhi đổ chuông, cô ta nhìn qua theo bản năng, trong lòng mong rằng đó là tin nhắn mà Lâm Thanh Diện gửi tới cho mình. Hai ngày nay cô ta cho rằng Lâm Thanh Diện sẽ đến tìm mình, nhưng không hề, hai hôm nay Lâm Thanh Diện vẫn đang bận việc chuyển giao công việc ở nhà họ Lâm nên quên cô ta mất rồi. Trên màn hình điện thoại là tin nhắn mà Ngụy Vân Hiên gửi tới. Trung Linh Nhị, ra ngoài đi chơi đi, anh và cậu Tùng tổ chức một bữa, đều là bạn bè em biết thôi, tối nay bọn anh chuẩn bị cho em một trò chơi rất vui rất kích thích, chắc chắn em sẽ thích. Thấy không phải là tin nhắn của Lâm Thanh Diệt, vẻ mất mát trên mặt Trung Linh Nhi cũng nhiều hơn mấy phần. Một lúc lâu sau, Trung Linh Nhi hít một hơi thật sâu, sau đó cô võ mặt mình, nhìn chằm chằm hứa bích hoài trên màn hình laptop, tự nhủ muốn tôi buông tha ư, không có cửa đâu. Lâm Thanh Diện nhất định là của tôi rồi, ai cũng không cướp được. Sau đó cô ta xuống giường đi rửa mặt và trang điểm. Cô ta đã tự giam mình trong phòng hai ngày, nếu trong lòng đã ra quyết định, vậy thì cô ta nhất định phải nâng cao ý chí chiến đấu. Ít nhất là phải no bụng trước. Nếu Ngụy Vân Hiên mời mình đi chơi, vậy mình cứ đi ra ngoài giải sâu, sau khi trở về sẽ suy nghĩ kỹ càng kế hoạch của mình. Trung Linh Nhi vẫn trang điểm theo kiểu như tối hôm đó, cô ta quyết định sau này không thể để người khác đối xử với mình như một cô gái nữa, cô ta phải trở nên trưởng thành. Trang điểm xong xuôi, Trung Linh Nhi trả lời tin nhắn của Ngụy Vân Hiên, hỏi anh ta địa chỉ, sau đó thì để tài xế của Trung Thiên Nguyên đưa cô ta tới nơi. Trung Thiên Nguyên không hỏi Trung Linh Nhi muốn đi đâu, theo cái nhìn của ông ta, Trung Linh Nhi chịu đi ra ngoài là tốt rồi, ông ta cũng cảm thấy Trung Linh Nhi nên đi ra ngoài giải sâu. Bên trong một khách sạn 5 sao cao cấp ở thủ đô, trong một phòng bao sang trọng, Ngụy Vân Hiên đang ngồi chung với mấy người đàn ông có khí chất bá đạo mà cao quý, ăn mặc thời thường. Ngồi ở bàn này đều là những cậu chủ nhà giàu nổi tiếng ở thủ đô, tuy ra thế cũng những người này không kinh người như nhà họ Lâm và Thương hội Thiên Nguyên, nhưng tất cả đều là cậu chủ của xí nghiệp hay gia tộc hạng đầu thủ đô. Hơn nữa trong nhóm người này không ít thì nhiều đều có ý với Trung Linh Nhị, tất nhiên, cái mà những cậu chủ từng thưởng thức vô số cô gái này nhìn chúng không phải là sự đáng yêu của Trung Linh Nhi, mà là sự lớn mạnh của Thương hội Thiên Nguyên. Sở dĩ Ngụy Vân Hiên gọi những người này ra chung là vì đối phó với Lâm Thanh Diện. Những cậu chủ đỉnh cấp như bọn họ không thể có được Trung Linh Nhi, thế mà một kẻ tâm thường như Lâm Thanh Diệt, thậm chí còn là kẻ như thẳng rẻ rách thì có tư cách gì mà có được Trung Linh Nhi. Thế nên Ngụy Vân Hiên tổ chức bữa này, gọi Trung Linh Nhi đến là để đối phó với Lâm Thanh Diệt. Đợi lát nữa Trung Linh Nhi đến rồi, bọn họ sẽ xúi dục Trung Linh Nhi gọi Lâm Thanh Diện tới luôn, đến lúc đó thì có thể dùng thủ đoạn của mình để dạy Lâm Thanh Diện cách làm người rồi. Bên cạnh Ngụy Vân Hiên là một người đàn ông mà giữa hai lông mày để lộ một ít khinh thường, người này tên Bạch Tùng, là cậu chủ của bất động sản bạch phân, xí nghiệp bất động sản nổi tiếng thủ đô. ở kinh đô bất động sản bạch phân có sức ảnh hưởng rất lớn, kinh doanh bất động sản phất lên như diều gặp gió. rất nhiều hạng mục nổi tiếng ở kinh đô đều dưới danh nghĩa bất động sản bạch phân. bất động sản bạch phân có thể kinh doanh phát đạt là vì hai năm trước nhận lấy một hạng mục từ nhà họ lâm. mọi người đều biết địa vị của nhà họ lâm ở kinh đô này, bất động sản bạch phân có thể nhận lấy hạng mục của nhà họ lâm cũng đủ để nói rõ thực lực của bọn họ rồi. Thế nên sau đó có rất nhiều người muốn hợp tác với bất động sản Bạch Vân, chính là vì độ nổi tiếng của nhà họ Lâm mà bất động sản Bạch Vân cũng phát triển như thế. Sau khi bất động sản Bạch Vân trở nên hưng thịnh ở kinh đô này, được coi là cậu chủ của bất động sản Bạch Vân, tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của Bạch Tùng cũng cao hơn, anh ta cho rằng chỉ có cô cả của thương hội thiên nguyên mới có thể xứng đôi với mình. Thế nên hai năm nay vẫn cứ theo đuổi Trung Linh Nhi, chỉ tiếc kết quả y trang Ngụy Vân Hiên, anh ta cảm thấy chỉ có Trung Linh Nhi mới xứng với mình, nhưng từ trước đến nay Trung Linh Nhi chưa hề đáp lại. Lần này nghe Ngụy Vân Hiên nói có người thành công trước bọn họ một bước, hơn nữa còn là một thằng rẻ rách nghèo nàn, trong lòng Bạch Tùng tất nhiên khá khó chịu, thế nên muốn xem xem rốt cuộc là thân thánh phương nào đã cướp mất Trung Linh Nhi. Nếu thật sự là một thằng rẻ rách nghèo hèn, vậy anh ta chắc chắn không không khách khí. Ngụy Vân Hiên, cậu chắc người cướp mất Linh Nhi của chúng ta chỉ là một thang nghèo rẻ rách? Lúc này một người đàn ông hỏi, "Chắc chắn 100%, đêm đó anh ta còn đi cùng Linh Nhi đến khách sạn của tôi ăn cơm, các anh biết thằng đó đi tới khách sạn của tôi bằng cách nào không?" "Là đi xe đạp công cộng đó." Ngụy Vân Hiên nói. "Mẹ nó chứ, dám đi xe đạp công cộng đến ăn cơm với Linh Nhi, xem ra thật sự là một thằng nghèo rẻ rách rồi, không biết anh ta làm cách nào để có được tâm hồn thiếu nữ của Linh Nhi đây, mấy người đều khinh thường ra mặt." dù có thế nào thì tôi cũng ổn hơn thằng nghèo rẻ rách kia chứ tuy nhà tôi không sánh bằng thương hội thiên nguyên nhưng tài sản đâu phải một thằng nghèo có thể tưởng tượng ra nổi sao linh nhi lại coi thường tôi chứ một người đàn ông xúc động nói một câu bạch tùng nghe được lời nói của người đó lập tức nghiêng đầu nhìn anh ta người nọ cảm nhận được sát khí từ bạch tùng thì sợ hết hôn vội vàng nói sang kiểu khác tất nhiên là tôi cũng không mơ mộng đến linh nhi dù sao cuối cùng linh nhi cũng là của cậu tùng đây thôi tôi tin rằng cậu Tùng nhất định sẽ cướp lấy Linh Nhi từ trong trong thằng nghèo kia. Lúc này ánh mắt của Bạch Tùng mới dịu xuông. Dù cho tên đó có phải là kẻ nghèo hèn hay không, cứ chờ Linh Nhi tới thôi, trước tiên phải nghĩ cách để Linh Nhi gọi anh ta đến rồi nói sau, chỉ cần tên đó dám tới, tôi tự có cách đối phó với anh ta, Bạch Tùng lạnh lùng nói. Mấy người xung quanh bắt đầu hùa theo, trong lòng bọn họ đều biết, bọn họ cũng không tranh được Bạch Tùng, chỉ bằng giúp Bạch Tùng đổi phó tình địch, như vậy thì Bạch Tùng có thể mang ơn bọn họ rồi. Không lâu sau, cửa phòng bao bị đẩy ra, Trung Linh Nhi đi vào trong, cô ta không hề khách sáo với mấy người này, trực tiếp ngồi xuống trước bàn, cầm đồ trên bàn lên ăn. Đói lâu thế rồi, cô ta đã muốn ăn từ lâu. Nhóm người Bạch Tùng đang ngồi đều kinh ngạc trước kiểu trang điểm trên mặt Trung Linh Nhi. Đây đúng là quá đẹp rồi. Hoàn toàn khác với tính cách tỉnh quái khi trước của Trung Linh Nhi. Trung Linh Nhi thấy bọn họ đều nhìn mình chầm chầm, nói, mấy anh nhìn tôi chầm chầm làm gì, chưa thấy dung nhan của cô đây à? Linh Nhi, em đẹp quá, Bạch Tùng không nhịn được mà khen ngợi. Chuyện này còn cần anh nói à, Trung Linh Nhi bĩu môi. Tuy bị dỗi một câu nhưng Bạch Tùng cũng không để ý, sau khi nhìn thấy Trung Linh Nhi lúc trang điểm, Bạch Tùng càng thêm kiên quyết mình phải có được Trung Linh Nhi. Anh ta đảo mắt, cười với Trung Linh Nhi rồi nói, Linh Nhi, bọn anh nghe Ngụy Vân Hiên nói em yêu rồi, dù sao hôm nay chúng ta cũng ra đây chơi, hay là em gọi anh ta đến luôn đi, giới thiệu cho bọn anh được không? Trung Linh Nhi nghe thấy lời nói của Bạch Tùng, động tác ăn lập tức dừng lại. mươi 357, tên xui xéo. Ai nói với anh tôi đang yêu đương, Trung Linh Nhi nhìn chằm chem Bạch Tùng, trong mắt mang theo sự lạnh lùng. Bạch Tùng không nghĩ tới Trung Linh Nhi lại đột nhiên biến thành như vậy, cũng sửng sốt một chút, theo đó nghiêng đầu nhìn Ngụy Vân Hiên, mở miệng nói ngụy ngụy vân hiên nói trung linh nhi nhìn về phía ngụy vân hiên lạnh lùng nói nếu anh còn dám nói bậy bạ tôi cho người may cái miệng anh lại ngụy vân hiên run cầm cập không biết tại sao trung linh nhi đột nhiên tức giận như vậy vội vàng giải thích trung nhị lần trước không phải em cùng một người đàn ông tới quán anh cùng ăn cơm sao em còn nói anh ta là người đàn ông của em cho nên anh cho là ngoặc kép anh ta không phải người đàn ông của tôi anh ta chính là một tên khốn kiếp, một tên đàn ông gian dõi, phụ lòng. Vừa nhắc tới Lâm Thanh Diện, Trung Linh Nhi tức không chịu nổi, đủ loại từ học được từ trong phim đều tuôn ra. Mấy người thấy Trung Linh Nhi nói như vậy, trao đổi ánh mắt với nhau, Bạch Tùng mở miệng hỏi, Trung Nhi, có phải cô bị người kia lừa hay không? Anh mới bị lừa, Trung Linh Nhi tôi thông minh như vậy, làm sao có thể bị lừa, rõ ràng là anh ta mắt mù, không thấy được điểm tốt của tôi, thật tức chết tôi, Trung Linh Nhi tức giận nói mấy người họ đều cho là Trung Linh Nhi bị Lâm Thanh Diện lừa gạt tình cảm, dù sao chỉ có người bị lừa gạt tình cảm mới nói như vậy, mà bọn họ không biết là Trung Linh Nhi chỉ vì phát tiết khó chịu trong lòng mình mới nói Lâm Thanh Diện như vậy. Trung Nhị, thật ra thì bọn tôi bảo cô kêu tiểu tử đó đến, chính là muốn kiểm định thay cô, nếu người này dám lừa cô, vậy bọn tôi càng không thể bỏ qua anh ta, nếu không bây giờ cô kêu anh ta đến đây, cứ nói anh ta tới đây dùng cơm, đến lúc đó bọn tôi thay cô dạy dỗ anh ta một trận, "Thế nào?" Bạch Tùng Nhân cơ hội này mở miệng nói. Trung Linh Nhi vốn là muốn từ chối Bạch Tùng, dù sao bọn họ căn bản không biết mình đang tức giận cái gì, nhưng cô ta thay đổi ý nghĩ, mình cũng đích thân đưa Lâm Thanh Diện lên giường rồi, mà Lâm Thanh Diện cũng không có cảm giác với mình, nghĩ tới đây, cô ta tức giận, cảm thấy nếu như có thể để cho đám Bạch Tùng dạy dỗ Lâm Thanh Diện một trận, mình cũng có thể được chút giận. Cho nên cô ta hỏi Bạch Tùng một câu, "Anh chắc chắn có thể giáo huấn người kia sao?" Đó là đương nhiên, tôi đã nghĩ xong cách, tuyệt đối sẽ khiến anh ta phải chịu đau khổ, cô chỉ cần kêu anh ta tới là được rồi, Bạch Tùng tự tin nói. Trung Linh Nhi gật đầu, lấy điện thoại mình ra, bấm số Lâm Thanh Diện, trong lòng vừa nghĩ nếu Lâm Thanh Diện không nghe điện thoại của cô ta, bây giờ cô ta lập tức vào tới nhà họ Lâm tìm Lâm Thanh Diện tính sổ. Cũng may sau khi đổ chuông 2 tiếng, bên kia đã nhận máy. Bây giờ anh lập tức đến tìm tôi, nếu như trong nửa giờ không đến, tôi tôi. Trung Linh Nhi suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra phải lấy cái gì để uy hiếp Lâm Thanh Diện, dù sao anh buộc phải tới. Nói xong, cô ta cúp điện thoại. Có điều mấy giây sau, cô ta ý thức được dường như mình quên gì đó. Ngụy Vân Hiên nhìn chăm chảm Trung Linh Nhi, dè dặt hỏi, anh ta biết chúng ta ở đâu không? Mặt Trung Linh Nhi nhất thời đầy lúng túng, lúc này mới nhớ tới mình căn bản không nói với Lâm Thanh Diện mình ở đâu. Anh cho là tôi ngu sao? tôi chỉ không muốn nói quá nhiều lời với anh ta mà thôi, tôi sẽ dùng tin nhắn nói cho anh ta biết chúng ta ở đâu, Trung Linh Nhi tức giận nói. Ngụy Vân Hiên vội vàng gật đầu, không dám nói gì nữa. Tại nhà họ Lâm, Lâm Thanh Diện đang ngồi trong phòng khách, ngồi đối diện là ông Độ và một người đàn ông mặt đầy cung kính, người đàn ông này tuổi tác chừng 50, tóc đã hơi bạc màu. Người này chính là chủ tịch của địa sản Bạch Ngọc, Bạch Trí Công, hôm nay tới là nói chuyện hợp tác với nhà họ Lâm, vừa hay biết được chuyện chủ nhân nhà họ Lâm đổi người, cho nên đang làm quen Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện lúc này đang cầm điện thoại của mình, mặt ngơ ngác, vừa rồi Trung Linh Nhi gọi điện thoại tới cho anh, tức giận giống một câu bảo mình qua tìm cô ta, nhưng lại không nói cô ta ở đâu. Có điều không quá mấy phút, Trung Linh Nhi gửi cho anh một địa chỉ, phía sau còn kèm một ai cần tức giận. Lâm Thanh Diện nhìn cái ai cần kia, ngược lại còn cảm thấy Trung Linh Nhi hơi đáng yêu. Nghĩ đến hai ngày nay mình chỉ xử lý chuyện của nhà họ Lâm, hoàn toàn ném chuyện của Trung Linh Nhi ra khỏi đầu, đêm đó Trung Linh Nhi khóc lóc từ trong phòng mình đi ra. Đúng lúc chuyện của nhà họ Lâm cũng đã xử lý xong hết rồi, Lâm Thanh Diện cũng cần buông lỏng một chút, thuận tiện trấn an Trung Linh Nhi, cho nên anh nói với ông Độ và Bạch Trì Công một câu, tôi còn có chút chuyện, hôm nay tạm không nói nữa. Bạch Trì Công không dám có ý kiến gì, vội vàng nói, thật là quấy dây ông chủ Lâm, tôi hôm nay cũng do vận khí tốt mới biết được tin tức nhậm chức của ông chủ lâm, tuổi của con trai tôi cũng không kém ông chủ lâm bao nhiêu. Có thời gian tôi giới thiệu nó cho ông chủ lâm biết, ông chủ lâm cho dù để nó làm tiểu đệ của mình cũng là vinh hạnh của địa sản bạch phân tôi. Lâm Thanh Diện gật đầu với ông ta, nói sau này có chuyện gì ông giao phó cho ông độ là được. Còn về chuyện tôi nhậm chức, không muốn truyền ra ngoài. Bạch Chỉ Công vội vàng gật đầu, không dám sơ suất sau đó Lâm Thanh Diện để ông Độ sắp xếp cho anh một chiếc xe, đi ra ngoài. Không bao lâu, đến nhà hàng Trung Linh Nhi nói, Lâm Thanh Diện từ trên xe bước xuống, bảo tài xế lái xe về. Anh đi vào trong nhà hàng, tìm được phòng bao của Trung Linh Nhi, sau khi đẩy cửa vào, lập tức cảm nhận được bầu không khí hơi kỳ lạ trong phòng bao đó. Trong phòng bao gian trừ cơm Trung Linh Nhi, không ngờ còn có Ngụy Vân Hiên ngày đó trở về từ khách sạn, còn về những người khác Lâm Thanh Diện đều không nhận ra. Lúc này bao gồm Trung Linh Nhi ở bên trong, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, điều này làm trong lòng Lâm Thanh Diện thấy rất kỳ lạ. Có điều anh cũng không để ý, đi về phía Trung Linh Nhi, mở miệng nói, Trung Nhi, thật sự xin lỗi, hai ngày nay tôi mải bận biểu chuyện trong nhà, chưa kịp tìm cô, chẳng lẽ cô còn đang giận tôi sao? Trung Linh Nhi bĩu môi, nói, ai giận anh chứ, anh đừng tự xem mình là quan trọng nữa, tôi chẳng có tâm trạng đi giận anh đâu lâm thanh diện cười cười cũng không nói gì vừa nghe đã biết trung linh nhi đang giận lấy linh nhi lúc đó không phải anh nói với em tối nay chuẩn bị cho em hoạt động kích thích sao nếu em đã ăn no vậy chúng ta bắt đầu đi ngụy vân hiên cười nói với trung linh nhi được đó trung linh nhi lập tức gật đầu sau đó từ trên ghế đứng lên cô ta nghiêng đầu nhìn lâm thanh diện nói tôi bảo anh tới là muốn cho anh biết bốn cô nương không phải không ai theo đuổi những người ở đây đều không hề kém cỏi hôm nay anh theo bọn tôi anh sẽ biết bọn họ so với anh thú vị hơn nhiều như vậy là tốt nhất chỉ mong trong bọn họ có thể có một người cô thích lâm thanh diện cười nói đây là lời thật lòng của anh không có ai hy vọng trung linh nhi có thể tìm được một người mình thích hơn anh trung linh nhi thấy lâm thanh diện nói như vậy lập tức siết chặt quả đấm nước mắt thiếu chút nữa lại tràn ra bị cô ta cưỡng ép đè xuống người này một chút cảm giác với mình cũng không có sao anh chẳng lẽ không nhìn ra mình đang cố ý sao anh nói như vậy quả thực là làm người ta quá đau lòng đám người bạch tùng và ngụy vân hiên đều đưa mắt nhìn nhau trong mắt mang theo ý cười lạnh rất nhanh bọn họ sẽ để lâm thanh diện biết chọc giận trung linh nhi sẽ là kết cục thế nào cả đám ra khỏi nhà hàng đi về hướng quán ba gần đây trên đường lâm thanh diện đi bên cạnh trung linh nhi vì chuyện đêm hôm đó nói xin lỗi với trung linh nhi nhưng Trung Linh Nhi căn bản không muốn để ý tới anh dọc đường đi đều cúi đầu không nói một lời Bạch Tùng thấy Trung Linh Nhi như vậy trong lòng càng hận Lâm Thanh Diện người này lại dám để Trung Linh Nhi chịu ấm ức lớn như vậy thật là tội không thể tha thứ chờ lát nữa nhất định phải để anh nếm thử mùi vị hối hận đến cửa quán ba Bạch Tùng không dẫn mọi người vào quán ba mà là vào một cái cửa nhỏ bên cạnh quán ba cửa đó thông với dưới đất ở cửa có một người đàn ông xăm mình cả người đầy bắp thịt Bạch Tùng nhét một sấp tiên vào người đàn ông đó, tên đó lập tức cười cho bọn họ vào. Xuống dưới đất, mọi người rất nhanh nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tràng tiếng hoan hô và tiếng gào thét. Bạch Tùng dân mọi người đi vào bên trong, rất nhanh, bọn họ thấy cách đó không xa có một võ đài, bốn phía võ đài đầy kín người, đều đang nhiệt huyết sôi trào hoan hô cho võ sĩ ở trên đài. Trung Linh nhìn thấy võ đài đó, mắt cũng sáng lên, đối với kiểu thi đấu nguy hiểm này, cô ta cảm thấy rất hứng thú. Nơi này là đấu trường quyền anh dưới lòng đất do nhà tôi đầu tư, mấy ngày qua bọn tôi tìm tới mấy võ sĩ có thực lực cao cường, hôm nay đúng lúc có thi đấu của bọn họ, tôi nghĩ Linh Nhi nhất định sẽ thích, Bạch Tùng mở miệng cười nói. Trung Linh Nhi bước nhanh đi về phía võ đài, trong lòng cô ta bây giờ đang buồn giàu, cần khung cảnh thế này để phát tiết, rất nhanh cô ta cũng hoan hô theo đám người ở bốn phía võ đài. Lâm Thanh Diện cũng nhìn chằm chằm hai võ sĩ trên võ đài, phát hiện thực lực của võ sĩ ở đấu trường quyền anh dưới lòng đất kinh đô này so với Hồng Thành tốt hơn rất nhiều, thực lực của hai võ sĩ trên đài đều theo kịp Lý Huỳnh Thái. Không bao lâu, một trận đấu kết thúc, tâm tình của Trung Linh Nhi trở nên tốt hơn nhiều. Lúc này Bạch Tùng và Ngụy Vân Hiên bốn mắt nhìn nhau, sau khi hai bọn họ nói gì đó ở bên tai Trung Linh Nhi, Trung Linh Nhi nghiêng đầu nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó đi theo hai bọn họ cùng đi sâu vào trong võ đài quyền anh dưới lòng đất. Lâm Thanh Diện thấy vậy cũng đi theo, lúc đi tới một chỗ không người, Trung Linh Nhi nói Lâm Thanh Diện ở đây chờ một lát, cô ta muốn cùng bọn Bạch Tùng đi thương lượng một ít chuyện. Lâm Thanh Diện cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ đứng tại chỗ chờ. Qua không bao lâu, võ sĩ chiến thẳng trên võ đài kia dẫn theo một đám người đến chỗ Lâm Thanh Diện. Những người này đều là võ sĩ cao cấp nhà Bạch Tùng tìm tới, bọn họ chính là làm theo lệnh của Bạch Tùng, tới dạy dỗ Lâm Thanh Diện. Lúc này đám người Bạch Tùng đang đứng ở cách đó không xa nhìn về nơi này, trên mặt đều lộ ra nụ cười như đang cười trên nỗi khổ của người khác. Trung Linh Nhi thì quái dị lo lắng nhìn tình hình bên kia, mặc dù cô ta muốn muốn dậy dô Lâm Thanh Diện để chút giận, nhưng Trung Quy trong lòng cô ta vẫn đau lòng cho Lâm Thanh Diện. Để nhiều người như vậy đi đối phó một mình anh ta, có phải không được thỏa đáng hay không, lỡ như xảy ra chuyện phải làm sao? Trung Linh Nhi mở miệng. Linh Nhi, tên này không phải lừa cô sao, cô còn quản sống chết của anh ta làm gì, hơn nữa tôi cũng giao phó rồi, chỉ là để bọn họ dạy dỗ tên này một chút mà thôi, sẽ không xảy ra chuyện, Bạch Tùng cười nói. Đúng vậy Linh Nhi, lúc này em đừng lo nghĩ cho anh ta nữa, anh ta lừa em, nên bị trừng phạt, Ngụy Vân Hiên cũng phụ họa nói. Trung Linh Nhi suy nghĩ thấy cũng đúng, mình gọi Lâm Thanh Diện tới, không phải là để anh ta chịu khổ cho mình hả giận sao, mình không nên có bất kỳ thương hại gì với tên phụ bạc này. Lúc này một người đàn ông chạy tới trước mặt Bạch Tùng, mở miệng nói, cậu chủ, chủ tịch đến, bảo là muốn gặp anh, có chuyện quan trọng nói với anh. Nói xong, người đàn ông đó đưa tay chỉ cách đó không xa, Bạch Trí Công đang cười đi tới bên này. Bạch Trí Công đến tìm Bạch Tùng, dĩ nhiên là vì chuyện chủ nhân mới của nhà họ Lâm, nếu như Bạch Tùng có thể trở thành bạn với chủ nhân mới nhà họ Lâm, đối với nhà họ Bạch của ông ta mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Ta biết ngay tiểu tử con ở đây, Bạch Trí Công mở miệng cười, sau khi thấy Trung Linh Nhi cũng lịch sự chào hỏi cô ta. Bạch Tùng cũng cười cười, mở miệng nói, ba, ba tới thật đúng lúc, ba mau tới đây, con đang để một đám võ sĩ dạy dỗ một tên xui xẻo, ba có chuyện gì thì đợi tiểu tử đó bị dạy dỗ rồi nói sau, chương 358, thật sự động tâm. Bạch Trì Công nghe thấy lời của Bạch Tùng, lộ ra vẻ nghi hoặc, mở miệng hỏi, tên xui xẻo gì, lại phải để võ sĩ của đấu trường tới dạy dỗ. Ba tới xem là biết, chính là một tên bỏ đi. Người này là góc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga. Lừa Linh Nhi, con thay Linh Nhi dạy dỗ anh ta một trận. Bạch Tùng nói, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diện bên kia. Bạch Trì công theo tầm mắt của Bạch Tùng nhìn sang phía Lâm Thanh Diện. Lúc ánh mắt rơi vào trên người Lâm Thanh Diện, toàn bộ người đều cứng đờ. Đây không phải là chủ nhân mới của nhà họ Lâm sao? Lúc này những võ sĩ vây ở trước mặt Lâm Thanh Diện đã lao về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cũng không khách khí với những người này, vừa rồi anh hỏi tại sao những người này lại ra tay với anh, có điều những võ sĩ này cũng không định giải thích với Lâm Thanh Diện. Nếu đã như vậy, Lâm Thanh Diện cũng chỉ có thể thu thập đám người này trước rồi hỏi rõ sau. Bạch Trì Công trơ mắt nhìn những võ sĩ kia xông về phía Lâm Thanh Diện, cả người bị dọa sợ hồn vía cũng bay mất. Bạch Tùng hướng về phía Bạch Trì Công cười nói: "Ba, thật không biết người này nghĩ như thế nào, lại có gan lừa gạt Linh Nhi." Hôm nay võ sĩ nhà chúng ta sẽ cho anh ta biết, Trọc Linh Nhi không vui, sẽ là kết cục thế nào. Bạch chỉ công một lúc lâu mới phản ứng được, sau khi ông ta nghe thấy lời của Bạch Tùng, trong lòng lập tức nổi lên cơn giận mút trời. Nếu đây là chuyện của Trung Linh Nhi, vậy hãy để người của Thương hội Thiên Nguyên giải quyết, mày chạy lên khoe khoang cái gì, đây rõ ràng không phải là đang tìm phiền phức cho nhà họ Bạch sao. Vị bên kia là chủ nhân mới của nhà họ lâm đó, người ta muốn làm gì? cũng không tới phiên Bạch Tùng quan tâm. Bạch Trì Công còn muốn giới thiệu Lâm Thanh Diện cho Bạch Tùng làm bạn cơ, bây giờ hay rồi, Bạch Tùng trực tiếp để những võ sĩ nhà họ Bạch đi dạy dỗ Lâm Thanh Diện, nếu như Lâm Thanh Diện thật sự bị đánh xảy ra vấn đề gì đó, nhà họ Bạch nhà ông ta chỉ sợ cũng không cân tôn tại nữa. Cái tên nghịch tử này, ai bảo con xen vào việc của người khác chứ? Con biết vị kia là ai không? Con lại để võ sĩ đánh anh ta, ba thấy con thật là không muốn sống nữa. Bạch Trí Công trực tiếp đạp một cước vào người Bạch Tùng, không chút lưu tình. Bạch Tùng bất thình lình bị cho một cước trực tiếp ngã ra đất, mặt đầy ngơ ngác nhìn ba mình, không biết tại sao ông ấy phải nổi giận như vậy. Ba, người kia chỉ là một tên bỏ đi, ba sao vậy? Bạch Tùng mở miệng hỏi một câu. Mẹ nó ba thấy con mới là đồ bỏ đi, mau để những võ sĩ kia dừng lại cho ba, hôm nay nếu anh ta xảy ra chuyện gì, ta chặt đứt chân con. Bạch Trí Công thở hồn hến nói. Đáng tiếc lúc ông ta nói lời này đã muộn rồi, những võ sĩ kia đã bắt đầu xuất thủ với Lâm Thanh Diện. Chỉ thấy thân thủ Lâm Thanh Diện lúc ẩn lúc hiện, chiêu thức tinh tế, những võ sĩ kia căn bản cũng không phải là đối thủ của Lâm Thanh Diện, chỉ sau vài nhịp thở, những võ sĩ kia đã bị Lâm Thanh Diện hạ gục trên đất. Đám người Ngụy Vân Hiên thấy Lâm Thanh Diện lợi hại như vậy, sắc mặt cũng thay đổi, nếu như Lâm Thanh Diện thật sự chỉ là một tên bỏ đi, sao có thể có trình độ cao như vậy, kết hợp với phản ứng của Bạch Trí Công, bọn họ lập tức ý thức được, Lâm Thanh Diện tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Cái đó, tôi đột nhiên nhớ ra tôi còn có việc, đi trước đây, Ngụy Vân Hiên nói một câu, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Sau khi mấy người còn lại phản ứng kịp, cũng đều vội vàng nói mình có chuyện, chạy mất tiêu. Bạch Tùng trợn tròn mắt, anh ta làm sao cũng không nghĩ tới, chuyện sẽ thành ra như vậy. Bạch Trì Công không có tâm tư để ý Bạch Tùng, vội vàng chạy về phía Lâm Thanh Diện lâm thanh diện lúc này đang muốn từ trong miệng những võ sĩ kia hỏi coi rốt cuộc là ai bảo bọn họ tới bạch trí công đã chạy tới trước mặt anh mặt đầy áy náy mở miệng nói ông chủ lâm thật là xin lỗi để cậu bị dọa rồi chuyện này đều là tôi sai tôi không quản tốt con trai tôi nó cũng là nhất thời lỗ máng mới có thể bảo những võ sĩ này động thủ với cậu con trai ông lâm thanh diện thấy bạch trí công xuất hiện ở đây cũng hơi kinh ngạc lúc này anh chú ý tới hai người bạch tùng và trung linh nhi ở xa xa suy nghĩ một chút, đã hiểu là chuyện gì. Anh đi về phía Bạch Tùng, lạnh giọng hỏi, là cậu bảo những người này ra tay với tôi. Bạch Trì Công đi theo, mặt đầy tức giận nói, nói thật, vị này chính là chủ nhân mới của nhà họ Lâm, ta cầu cậu ấy còn không kịp đây, con lại tìm cậu ấy gây phiên phức, con quả thực là ép nhà họ Bạch ta vào đường chết mà. Lúc Bạch Tùng nghe Bạch Trì Công nói Lâm Thanh Diện là chủ nhân mới của nhà họ Lâm, đầu như bị sét đánh trúng, bên tai đều bắt đầu vang lên tiếng ong ong. Ba, ba, chắc không phải ba lầm rồi chứ, anh ta, anh ta sao có thể là chủ nhân mới của nhà họ Lâm được. Bạch Trì công lại đá một cước vào người Bạch Tùng, mắng ta hôm nay mới gặp cậu ấy ở nhà họ Lâm, con cho rằng ta sẽ nhận nhầm sao. Bạch Tùng nuốt nước miếng, nhìn về phía Lâm Thanh Diện, trong nháy mắt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, sau đó vội vàng bò về phía Lâm Thanh Diện, quỳ xuống trước mặt Lâm Thanh Diện. Tôi có mắt không biết Thái Sơn, không biết thân phận anh, tôi đáng chết xin anh khoan hồng độ lượng tha cho tôi một lần, sau này tôi không dám nữa, Bạch Tùng nói, rồi cho mấy bà tai thẳng vào mặt mình, trong lòng cũng hận mình quá não tàn, sao chỉ dựa vào mấy câu nói của Ngụy Vân Hiên đã cho rằng Lâm Thanh Diện là một tên bỏ đi. Nếu thật là tên bỏ đi, sao có thể tiếp xúc với lớp người như Trung Linh Nhi? Bạch Trì Công cũng ở bên cạnh giải thích, ông chủ Lâm, con trai tôi thật sự không biết thân phận của anh, nó cũng là xen vào việc của người khác, cái này, rõ ràng là chuyện của anh và cô Trung, đầu óc nó thật sự là vào nước mới đi quản chuyện của anh, từ nay về sau tôi nhất định sẽ hung hăng dạy dỗ nó, xin ông chủ Lâm niệm tình bao năm nay nhà họ Bạch tôi luôn nghe theo nhà họ Lâm, bỏ qua cho đứa con nghịch tử này của tôi. Lâm Thanh Diện vẫn không nói gì, Trung Linh Nhi đã thở dài, tiến lên một bước, mở miệng nói là tôi bảo anh ta tìm người dạy dỗ anh, chuyện này không liên quan tới bọn họ, chẳng qua là trong lòng tôi không phục, muốn phát tiết một chút mà thôi, anh đừng làm khó bọn họ nữa. Thật ra Lâm Thanh Diện cũng nhận ra chuyện này có liên quan tới Trung Linh Nhi, dù sao cũng là Trung Linh Nhi gọi anh tới, nếu như không có sự cho phép của Trung Linh Nhi, đám bạch tùng sao có thể nghĩ tới chuyện đối phó anh. Anh cũng bất đắc dĩ thở dài theo, từ trong mắt Trung Linh Nhi, anh nhìn ra sự vướng mắc có lẽ bản thân Trung Linh Nhi cũng không biết mình bây giờ đang làm gì, cô ta chỉ là chút hết tâm tư trong lòng mình ra thôi mang con trai ông đi đi sau này đừng phạm sai lâm này nữa lâm thanh diện nói bạch trì công vội vàng cúi người với lâm thanh diện ông ta bày tỏ cảm ơn sau đó dân bạch tùng rời khỏi nơi này lâm thanh diện xoay người nhìn về phía trung linh nhi trung linh nhi hơi cô đơn cúi đầu xuống không biết đang nghĩ gì nếu như anh cảm thấy tối nay tôi làm không đúng cũng dạy dỗ tôi đi dù sao tôi cũng không đánh lại anh trung linh nhi mở miệng lâm thanh diện cười lên mở miệng nói, tôi làm sao dám đánh cô, nếu thể ba cô còn không đến tìm tôi liều mạng à. Trung Linh Nhi thở dài, nói anh không đánh tôi, không phải là bởi vì đau lòng cho tôi, mà là bởi vì sợ ba tôi tìm anh liêu mạng, Lâm Thanh Diện, tôi hận anh. Nụ cười trên mặt Lâm Thanh Diện lập tức biến mất, vẻ mặt phức tạp nhìn Trung Linh Nhi, anh dường như cảm giác được, sự ngây thơ hồn nhiên trên người Trung Linh Nhi đang nhanh chóng biến mất, nhà đầu này hình như trở nên không vui rồi một người có thể giữ được ngây thơ là chuyện tốt, nhưng cái giá là, một khi gặp phải tổn thương nào đó, ảnh hưởng mà tổn thương đó tạo ra cho cô ta sẽ gấp mấy lần người bình thường. Mặc dù Lâm Thanh Diện cũng không có ý muốn tổn thương Trung Linh Nhi, nhưng trong lòng anh biết rõ, Trung Linh Nhi biến thành như vậy, không thoát nổi có liên quan tới anh. Tôi đưa cô về, do dự hồi lâu, Lâm Thanh Diện cũng không biết phải an ủi Trung Linh Nhi thế nào, chỉ có thể nói một câu như vậy. Trung Linh Nhi cũng không cự tuyệt, mà là trực tiếp xoay người, đi ra ngoài. Trên đường, Lâm Thanh Diện đi theo sau Trung Linh Nhi, hai người đều không nói lời nào, cứ an tĩnh như vậy mà đi. Hồi lâu, Trung Linh Nhi cuối cùng cũng mở miệng, Lâm Thanh Diện, anh biết không, những ngày ở huyện Yên Vân là khoảng thời gian vui vẻ nhất đời này của tôi. Đó là lần đầu tiên tôi ngủ cùng giường với người khác, lần đầu tiên cùng người khác đi dạo trung tâm mua sắm, lần đầu tiên ngồi xe đua của người khác, lần đầu tiên muốn trao cả đời mình cho một người đàn ông, lần đầu tiên. Tâm trạng Trung Linh Nhi hơi kích động nói, nói cảm giác trong lòng mình đối với Lâm Thanh Diện ra hết. Lâm Thanh Diện cứ như vậy yên lặng nghe, trong lòng cũng cảm nhận được tình cảm của Trung Linh Nhi đối với mình, cho đến lúc này, Lâm Thanh Diện mới hiểu được, Trung Linh Nhi cứ dính lấy anh, không phải là vì xem quá nhiều phim truyền hình, cũng không phải là vì nhỏ tuổi không hiểu chuyện. Đó là bởi vì Trung Linh Nhi thật sự động tâm với mình lâm thanh diện đối với chuyện tình cảm vốn phản ứng chậm chạp hơn so với người khác bây giờ anh có thể cảm nhận được tình cảm của trung linh nhi với mình cũng đã vô cùng may mắn rồi nhưng cái người có nhiều lần đầu tiên với tôi như thế không hề muốn có tôi anh ta đã có vợ rồi cho nên tất cả chuyện tôi làm với anh ta đều là vô cớ gây sự đều là không hiểu chuyện trung linh nhi nói tiếp có lúc tôi hận mình tại sao không thể biết anh sớm hơn chút nói không chừng như thế tôi có thể thuận lý thành trương trở thành người của anh cũng sẽ không có những phiên phức như bây giờ, nhưng tôi biết đây chỉ là hy vọng xa vời của tôi mà thôi. Mặc dù tôi mới 19 tuổi, nhưng tôi hiểu chuyện không kém gì anh, tôi biết anh không có cách nào dành ra một vị trí nào trong lòng mình cho tôi, trong lòng anh chỉ có một mình hứa bích hoài. Nói xong, Trung Linh Nhi khóc hòa lên. Lâm Thanh Diện nhất thời không biết làm sao, đối mặt với loại chuyện này, anh thật sự không biết nên xử lý như thế nào. Linh Nhi, xin lỗi, Lâm Thanh Diện mở miệng. Trung Linh Nhi nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diệt, xoay người dùng nắm đấm của mình nện vào người Lâm Thanh Diệt, trong miệng còn nói, ai cần anh xin lỗi, tôi mới không cần nghe anh nói xin lỗi tôi. Lâm Thanh Diệt không phản kháng, cứ như vậy để Trung Linh Nhi đập vào ngực mình, có lẽ như vậy có thể khiến lòng cô ta dễ chịu hơn chút. Một lúc lâu, lực trên tay Trung Linh Nhi càng lúc càng yếu, ngay sau đó, Trung Linh Nhi ôm lấy Lâm Thanh Diệt. Trong lòng Lâm Thanh Diệt nhất thời lộp bộp, theo bản năng muốn tránh ra có điều Trung Linh Nhi ôm rất chặt, Lâm Thanh Diện cũng biết lúc này nếu tránh ra đổi với Trung Linh Nhi mà nói là một loại tốn thương, nên đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lâm Thanh Diện, anh ôm tôi một chút có được hay không, tôi biết mình không còn hy vọng, nhưng tôi muốn cảm nhận cái ôm của anh, anh thỏa mãn nguyện vọng này của tôi có được không, chỉ cần anh thỏa mãn nguyện vọng này của tôi, sau này tôi sẽ không quần anh nữa, Trung Linh Nhi nói. Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi, không nói gì, dùng tay mình ôm Trung Linh Nhi, Trung Linh Nhi tựa đầu mình vào vai Lâm Thanh Diệt, trên mặt lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Một lúc sau, Trung Linh Nhi mới rời khỏi Lâm Thanh Diệt, sau đó lại không nói một lời đi về phía trước. Không bao lâu đến biệt thự nhà họ Trung, Lâm Thanh Diệt ngừng lại mở miệng nói, Linh Nhi, cô mãi mãi là cô em gái tốt nhất của tôi, bất kể cô gặp chuyện gì tôi cũng sẽ đứng ra ra mặt cho cô, sau này chỉ cần có tôi ở đây, sẽ không để bất kỳ ai ức hiếp cô. Trung Linh Nhi đứng một lúc lâu, sau đó nghiêng đầu làm mặt quỷ về phía lâm thanh diện mở miệng nói quỷ đáng ghét căn bản không ai dám ức hiếp tôi lời này của anh chẳng khác gì không nói còn về chuyện làm em gái anh tôi sẽ suy nghĩ một chút nếu biểu hiện của anh không tốt tôi vẫn sẽ quấn lấy anh nói xong trung linh nhi lập tức chạy vào trong biệt thự không biết tại sao nghe thấy trung linh nhi nói như vậy trong lòng lâm thanh diện lại thở phào nhẹ nhõm anh nhún vai một cái xoay người đi về phía nhà họ lâm loại chuyện tình cảm này, quả nhiên so với đánh nhau còn phiền phức hơn. chương 359, cách làm của đại sư. Cậu chủ, cô Thanh Ngân lại để cho người đưa canh tự nấu đến. Mấy ngày hôm nay cô Thanh Ngân đã tự xuống bếp ba lần, cậu không định nếm thử một hớp sao? Ông Độ đứng trước bàn làm việc của Lâm Thanh Diện nói. Lâm Thanh Diện lắc đầu, nói bảo cô ấy đừng làm mấy cái này nữa, cô ấy cũng không biết khẩu vị của tôi như nào, bảo người đem canh về đi. Thật ra cô Thanh Ngân, ông Độ còn định nói gì đó. Lâm Thanh Diện ngẩng đầu lên nhìn công, ngón tay đặt ở trên miệng mình, ra hiệu không muốn ông Độ nhắc lại chuyện này. Chuyện của Trung Linh Nhi và Tân Vô Song đã khiến cho Lâm Thanh Diện hiểu rõ về chuyện tình cảm, một khi đã bắt đầu, vậy thì vô cùng phiền phức, Lâm Thanh Diện cũng không muốn để cho Lâm Thanh Ngân có tình cảm với mình, chỉ có thế thôi cũng khiến anh càng thêm nhức đầu, không bằng trực tiếp bóp chết chuyện này từ trong trứng trước ngày mai đặt vé máy bay trở về hồng thành giúp tôi hôm nay xử lý hết chuyện ở đây tôi nên trở về lâm thanh diện nói tiếp đi nhanh như vậy sao ông độ hơi kinh ngạc tôi còn có chuyện quan trọng phải làm hơn nữa tôi đã đồng ý sẽ tổ chức một buổi hôn lễ thật long trọng cho bích hoài tôi cần trở về để chuẩn bị hôn lễ lâm thanh diện mở miệng cười nhà họ lâm ở đây có cần giúp gì không cậu có thể đưa cô ấy đến kinh đô ở chỗ này chuẩn bị hôn lễ tiện thế tuyên bố luôn thân phận gia chủ nhà họ Lâm của cậu, đến lúc đó chắc chắn sẽ có náo động không hề nhỏ, ông Độ mở miệng. Không cần, mấy năm nay tôi đã quen với Hồng Thành hơn rồi, so với Kinh Đô mà nói, nơi đó còn thân quen hơn, nếu như lúc đó có cần, tôi sẽ thông báo cho ông, Lâm Thanh Diện mở miệng. Thấy Lâm Thanh Diện kiên trì như vậy, ông Độ cũng không nói nhiều, xoay người ra ngoài chuẩn bị vé máy bay cho Lâm Thanh Diện. Nhiều năm như vậy, người ở Hồng Thành đều coi tôi là đồ ăn hại, Bích Hoài vì tôi mà chịu quá nhiều tuổi thân, hôn lễ lần này, nói là làm cho Bích Hoài, thả nói rằng làm cho tất cả mọi người ở Hồng Thành nhìn thấy. Lần này, tôi muốn để cho những người ở đó biết, Bích Hoài gả cho tôi, cũng không phải là chuyện cười, hôn lễ này, nhất định sẽ khiến cho tất cả mọi người ở Hồng Thành đều phải ghen tị. Hồng Thành, gia viên chăn tùy. Trên một con đường nhỏ dẫn đến khu nhà cao cấp, Tống Huyền Khanh đang cúi đầu, cẩn thận đi về phía trước. Vào lúc đó, một người đàn bà trung niên không lớn hơn Tống Huyền Khanh bao nhiêu đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện, cười gản nhìn Tống Huyền Khanh, quái gở nói, Ây ra, đây không phải là Huyền Khanh sao, đường lớn có sao mà không đi đi, mà lại đi đường ngõ vậy. Không phải là sợ bị tôi nhìn thấy chứ. Tống Huyền Khanh nhìn chăm chằm vào người đàn bà trung niên kia, gương mặt cứng ngắc, trong mắt giống như là sắp bốc lửa đến nơi rồi. Lô Quế Mai, đầu óc cô có bệnh à? Tôi đi đường nào thì có liên quan gì đến cô sao? ngày nào cô cũng rảnh rỗi đến thế à, tôi đi ra ngoài mà cô cũng chạy đến để nói khái tôi sao. Tống Huyền Khanh không khách khí chút nào mà chửi. Lô Quế Mai này chính là mẹ của hứa trai hiệp, vợ của hứa quốc đống. Sau khi từ hứa trai hiệp biết được một nhà tổng Huyền Khanh đã chuyển đến gia viên chăn tùy, Lô Quế Mai ngày nào cũng ở tiểu khu này tìm bóng người của Tống Huyền Khanh và hứa quốc hoa, chỉ cần gặp phải bà ta thì sẽ bị bà ta khinh bỉ một trận. Mặc dù nhà của Tống Huyền Khanh to hơn nhà của bọn họ rất nhiều, nhưng Lô Quế Mai cũng không để bụng, bởi vì bà ta biết trước kia nhà Tống Huyền Khanh sống ở trung tâm biệt thự tại Vịnh Đằng Long, bây giờ lại chuyển đến gia viên chăn tụy, thì đồng nghĩa đến việc nhà Tống Huyền Khanh đã không còn tiền. Bọn họ và mình đều sống ở cùng một tiểu khu, cho dù nhà bọn họ lớn hơn nhà mình, nhưng mà bọn họ đã rơi xuống cùng cấp bậc với mình rồi. Bây giờ một nhà Lô Quế Mai có thể nói là cực kỳ đáng ghét, lấy cả nhà bọn họ ra làm niềm vui, chính là chạy ra nói nhảm với một nhà Tống Huyền Khanh, giống như là không ngừng khiến cho một nhà tống huyền khanh biết được rằng bọn họ ở cùng một cấp bậc, có thể khiến cho bọn họ vui như thế nào. Xem cô nói này, sao tôi lại ghét cô được chứ? Tôi cũng sống ở chỗ này thôi, tôi đi chỗ nào, chả nhẽ còn phải nghe theo cô sao? Đừng tưởng rằng cô còn sống ở Vịnh Đằng Long, ở cái gia viên chăn tụy này bà muốn đi đâu, cũng không ai ngăn được, lô quế mai bày ra thái độ chân trần không sợ người đi dày. Tống Huyền Khanh biết tranh cãi với mấy người như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, đen mặt mà đi thẳng, không quan tâm đến phản ứng của Lô Quế Mai. "Ui ra, sao lại đi rồi, chả nhẽ bị tôi nói trúng chỗ đau chứ? Nhà mấy người đến chỗ này không phải là vì không có tiền sao? Nói cho cô biết, cái này gọi là phong thủy luân chuyển, cô cho rằng nhà cô sẽ luôn sáng rực sao? Không thể nào, chỉ cần nhà cô ngã xuống, đời này đừng có mà nghĩ đến việc sống lại." Lô Quế Mai đi theo Tống Huyền Khanh, miệng lại nhảy không ngừng. Nhiều năm như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên Tống Huyền Khanh cảm thấy mình đang bị thua thiệt. Trước kia bà đã giải thích với Lô Quế Mai rất nhiều lần, nói nhà mình không phải không có tiên, mà chỉ muốn đổi chỗ ở mà thôi. Nhưng mà Lô Quế Mai lại không tin, bởi vì theo bà ta nhìn, những người sống ở trong biệt thự sẽ không đời nào lại chạy đến tòa nhà cao tầng mà sống, Tống Huyền Khanh chỉ là đang nói xạo mà thôi. Tống Huyền Khanh lại không có biện pháp nào giải thích được với Lô Quế Mai lý do mình rời biệt thự, đến gia viên chăn tụy chỉ là để thích ứng hoàn cảnh mà thôi. Mặc dù Tống Huyền Khanh ham hư vinh, nhưng so với an toàn mà nói, bà ta càng muốn an toàn hơn. Không giải thích được với Lô Quế Mai, Tống Huyền Khanh không muốn nói với bà ta, lần nào đi cũng sẽ tránh bà ta đi. Lô Quế Mai thấy Tống Huyền Khanh trốn tránh bà ta, thì càng nghĩ rằng Tống Huyền Khanh trột dạ, cho nên lại càng tiến tới, mỗi ngày bà ta không có việc gì làm là lại đi loanh quanh tiểu khu, tìm cơ hội đến nói móc Tống Huyền Khanh. Phong thủy lưu chuyển, cũng không chuyển đến nhà bà đâu, tôi nhìn thấy nhà bà mới thật sự không vực dậy nổi ấy, Tống Huyền Khanh lẩm bẩm một câu. Sắc mặt Lô Quế Mai nhất thời trở nên khó coi, lạnh lùng nói cô bớt ở đây nguyên rủ nhà tôi đi, nhà bọn tôi sẽ phát tài sớm thôi, cha hiệp gần đây có một mối làm ăn lớn, không lâu sau. Nhà bọn tôi có thể dọn vào biệt thự trước kia của mấy người ở đó, đến lúc đó xem mấy người nói cái gì. Tống Huyền Khanh bĩu môi, lẩm bẩm trong lòng một câu, vào ở đi, buổi tối ma quỷ xuất hiện hù chết mất người. Một đường về đến nhà, Tống Huyền Khanh mới coi như là thoát khỏi lô quế mai, thở phào nhẹ nhõm. Thật là ôn thân mà, đầu óc của Lâm Thanh Diện cũng thật là, sao lại mua nhà chung với tiểu khu của bọn họ được chứ? Bây giờ Thiên Thiên bị một nhà ôn thần này quấn cho, thật là tức chết mà Tống Huyền Khanh lẩm bẩm. Hứa Bích Hoài đã từ công ty trở về, bây giờ đang ngồi trên ghế salon xem tivi, nghe thấy Tống Huyền Khanh vừa vào cửa đã lẩm bẩm, nghiêng đầu hỏi: "Mẹ, mẹ bị sao thế? Sao lúc trở về lại bày ra vẻ mặt thúi hoắc này vậy?" Tống Huyền Khanh đi đến, ngồi bên cạnh Hứa Bích Hoài, mở miệng nói: "Còn không phải cái bà thân kinh lô quế mai kia sao?" Hai ngày này chỉ cần vừa ra khỏi cửa gặp bà ta đến cười nhạo, nói nhà chúng ta xui xẻo ngã xuống gì đó. Lời của mấy người như vậy mẹ không cần để trong lòng, chúng ta sống tốt là được rồi, để ý đến bọn họ làm gì. Hơn nữa chuyện ở trong biệt thự, mẹ đừng có mà ra ngoài nói với ai đấy, không đến lúc đó lại có phiên toái, hứa bích hoài mở miệng. Được rồi, mẹ không có ngốc, biết cái nói và cái gì không nên nói, Tống Huyên Khanh mở miệng. Lúc này bà mới lấy đồ mình mang về từ trong ngực ra, đặt ở trên bàn. Hứa bích hoài nhìn chầm chầm vào đồ trên bàn, phát hiện ra là một đống vàng mã và một bó hương. Mẹ, mẹ mua mấy cái này làm gì vậy? Hứa Bích Hoài mặt đầy kỳ lạ nhìn chăm chem vào Tống Huyền Khanh. Tất nhiên là có chỗ dùng rồi, đợi một lát là con biết thôi, Tống Huyền Khanh thần bí nói. Hứa Bích Hoài nghi ngờ quan sát Tống Huyền Khanh mấy lần, thấy mấy lời này của bà chẳng đáng tin chút nào, bà nói sẽ có chỗ dùng, 80-90% là bà lại tìm phiền toái đến. Sau hơn 10 phút, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Tống Huyền Khanh lập tức đứng lên, đi đến mở cửa. Hứa Bích Hoài mặt đầy khó hiểu, không biết ai lại đến nhà cô, vừa nãy Tôn Tuệ Phương đã ra ngoài mua đồ ăn rồi, không thể nào quay lại nhanh như vậy. Tống Huyền Khanh mở cửa, Hứa Bích Hoài dướn người nhìn qua, phát hiện ngoài cửa là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, nhìn có vẻ lôi thôi, mặc trên người một cái áo choàng dài, trong tay còn có một cái dương cũ nát. Đại sư, ngày cuối cùng cũng đã đến, mời ngài vào trong, Tống Huyền Khanh mặt đầy cung kính nhìn người đàn ông ngoài cửa mà nói. Trên mặt người đàn ông xuất hiện vẻ kiêu ngạo, không chút khách khí nào mà đi vào trong phòng. Ánh mắt ông rơi vào trên người hứa bích hoài, hơi sửng sốt, bị vẻ xinh đẹp của hứa bích hoài hấp dẫn, nhưng mà rất nhanh hắn tỉnh bơ mà nhìn chỗ khác, giả vờ khinh thường dáng vẻ của hứa bích hoài. Hứa bích hoài để ý đến ánh mắt người này thay đổi, liếc mắt đều biết người này là đang giả vờ, thật không biết là Tống Huyền Khanh cũng có thể mời loại người này vào nhà. Mẹ, tên đó là làm gì vậy? Sau này không nên tùy tiện để người xa lạ vào trong nhà chúng ta, thói đời bây giờ rất nguy hiểm đó, hứa Bích Hoài nói. Tống Huyền Khanh mặt biến sắc, hấp tấp nói con gái, đừng có nói linh tinh, vị này là đại sư mà mẹ mời về để giải trừ tai họa cho chúng ta đó, chọc giận đại sư không có tốt đâu. Người gọi là đại sư kia nghe được mấy lời của hứa Bích Hoài, cũng ngử lạnh một tiếng, mở miệng nói, ý của mấy người là gì, muốn để tôi giải trừ tai họa cho mà còn có thái độ này. Cho rằng tôi ra tay rất dễ dàng sao. Đại sư ngài bất giận, con gái tôi không hiểu chuyện, nói chuyện cũng không suy nghĩ gì cả, ngài đừng có vì thế mà trách con bé Tống Huyền Khanh vội vàng xin lỗi. Thôi, thấy con bé hơi có tuổi căn, không so đo nhiêu, nhưng mà không có lần sau, không chỉ không giải trừ được tai họa, sợ rằng còn có tai họa mới tìm đến cửa đấy, đại sư trầm giọng nói vâng, vâng, tấm lòng của đại sư bao la như biển cả, tất nhiên sẽ không so đo với đứa con gái không hiểu chuyện của tôi, Tống Huyền Khanh mặt đầy cảm kích nói. Hứa Bích Hoài nghe hai người đối thoại, cau mày, cảm thấy thật là hết cách với Tống Huyền Khanh. Đồ tôi bảo mua đã mua chưa? Đại sư nhìn chằm chằm vào Tống Huyền Khanh nói. Tống Huyền Khanh vội vàng gật đầu, nói, mua rồi, mua rồi, ở chỗ này đây. Vừa nói, Tống Huyền Khanh mang máy vàng mã và hương đến sau khi đại sư cầm lấy, đặt cái dương trong tay mình xuống, sau khi mở ra, để lộ lưu hương, kiếm gỗ đào và mấy đồng tiền ở trong. Hắn đốt hương mà Tống Huyền Khanh mua được, cảm vào lưu hương chính giữa, sau đó lại làm mấy cái động tác tay ở trong phòng, bấm ngón tay tính toàn xong, đặt lưu hương ở phía hứa bích hoài, hai con mắt còn nhìn chầm chầm vào hứa bích hoài. Sau đó vị đại sư cởi áo choàng trên người mình ra, lộn ngược áo, cả cái áo choàng dài giờ biến thành áo đạo sĩ, lại mặc ở trên người mình. Thấy một màn này trong lòng Hứa Bích Hoài chả muốn nói gì, trong đầu nghĩ rằng tên lừa gạt này lại khiến cho Tống Huyền Khanh tin tưởng, thật sự là khiến cho cô cạn lời. Tống Huyền Khanh thì lại cảm thấy biểu hiện của đại sư là cao thâm, dù quần áo có kém, cũng không ảnh hưởng đến cách làm của hắn. Đại sư dùng đồ trong dương của ông ta làm ra một cái bàn thờ nhỏ, sau đó dùng thứ giống như bút đỏ, viết lên đống giấy vàng mà Tống Huyền Khanh mua được viết mỗi chuỗi dài giống như là bùa vẽ quỷ vậy. Tống Huyền Khanh cảm thấy cao thâm khó lường, hứa bích hoài thì lại cảm thấy sơ hở quá nhiều, cái gọi là viết đồ không có bố cục gì, nhìn giống như là đứa con nít vẽ bừa vậy. Làm xong những thứ này, đại sư lại cầm kiếm gỗ lên, ở chính giữa phòng làm lễ cúng, bộ dáng kia, hoàn toàn là học từ, cương thi tiên sinh, còn không có học được tinh túy ở trong đó, chẳng qua chỉ là học sơ sai. Cấp cấp như lệnh, thái thượng lão quân thế hiện thần uy, diệt trừ tất cả yêu ma quỷ quái. Phá! Đại sư mở miệng la một câu, sau đó vội vàng dừng chiêu, đứng tại chỗ 5 phút, mới thở dài một cái, toàn thân buông lỏng. Tổng huyền khanh ở bên cạnh không dám phát ra thanh âm, dè dặt nhìn đại sư, sợ mình sẽ quấy dày đến đại sư. Được rồi, lễ cũng đã xong, tai họa nhà mấy người tôi cũng đã diệt trừ xong, sau này mấy người không cần phải lo đụng phải rắc rối gì nữa, đại sư mở miệng nói. Tống Huyền Khanh đây cảm kích nhìn đại sư, mở miệng nói: "Thật sự cảm ơn đại sư, nhà tôi dạo gần đây toàn gặp phải rắc rối, có đại sư trợ giúp, sau này buổi tối tôi có thể ngủ ngon được rồi." "Cách xử lý của tôi tiêu hao không ít chân nguyên, hy vọng bà không quên thù lao mà chúng ta đã ước hẹn từ trước." Đại sư mở miệng nói. "Vâng vâng vâng, tôi đi lấy cho đại sư." Nói xong, Tống Huyền Khanh đi nhanh vào trong phòng ngủ cầm 60 triệu tiên mặt ra, đưa cho đại sư đại sư nhận được 60 triệu tiền mặt, trên mặt xuất hiện vẻ mặt hài lòng. Nhét tiền vào quần áo của mình, đại sư lại nhìn chằm chem vào Tông Huyền Khanh, sâu xa nói, mặc dù bây giờ tôi đã diệt trừ tay họa cho nhà cô, nhưng đây mới là chị được ngọn chưa chị được gốc, nãy tôi tỉ mỉ quan sát phong thủy. Phát hiện có mấy chỗ không giống như bình thường và cũng tìm ra được nguyên nhân của tai họa này. Tống Huyền Khanh nghe lời của Đại sư, mặt biến sắc, vội vàng mở miệng hỏi, Đại sư, là nguyên nhân từ đâu xin ngài hãy nói cho tôi. Đại sư nhìn hơi do dự, nhưng mà vẫn hỏi một câu, nhà cô có phải có người họ Lâm không? Chương 360, Vĩnh Viễn đuổi khỏi nhà của bà. Tống Huyền Khanh nghe được lời của đại sư, hai mắt lập tức trợn to, hơi không tin nhìn lại, lẩm bẩm nói, "Đại, đại sư, sao ngài biết được vậy?" Lúc này Tống Huyền Khanh hoàn toàn bị đại sư làm cho sợ hãi, bởi vì cho tới giờ bà chưa có nói với đại sư trong nhà mình có ai sao ông ta lại biết trong nhà mình lại có người họ lâm tất nhiên là tính ra đại sư mở miệng nói vậy vậy xin hỏi đại sư ý ngài là nguyên nhân của tai họa ở nhà bọn tôi là do người họ lâm kia trong lòng tống huyền khanh đã đoán được một ít cái này cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng bà không sai nguồn gốc tai họa của nhà bà đều ở trên người này nếu như tôi đoán không nhầm bây giờ tên đó không có ở trong nhà đi dù tôi có thể diệt trừ tai họa ở nhà cô cũng là bởi vì tên đó không có ở đây nếu như tên đó vẫn chưa trở lại vậy nhà cô sẽ tiếp tục sông yên ổn nhưng mà một khi tên đó trở về nhà cô sẽ lại giống như trước tai họa không ngừng đại sư thành thật nói tống huyền khanh vẫn luôn cảm thấy nhà bọn họ gặp nhiều chuyện như vậy là bởi vì lâm thanh diện bây giờ sau khi nghe đại sư nói vậy xong càng tin chắc vào điều này đại sư xin ngài nghĩ biện pháp giúp nhà chúng tôi với Trước tôi cảm thấy nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy đều là vì thằng sao chổi Lâm Thanh diện kia. Xin ngài hãy giúp nhà tôi nghĩ ra biện pháp nào để đối phó đi. Tống Huyền Khanh khẩn cầu. Hứa Bích Hoài ngồi ở cách đó không xa thấy Tống Huyền Khanh đưa tiền cho đại sư đã cảm thấy đại sư này không hợp lẽ thường. Bây giờ lại nghe đại sư nói như vậy, cô thật sự không có nhịn được. Mẹ, người này chỉ là một tên lừa gạt thôi. Ông ta chỉ ở nhà của ta khoa tay múa chân hai cái là có thể giải trừ được tai họa của nhà chúng ta sao? Vừa rồi mẹ không nên đưa cho ông ta 60 triệu, nhưng mà con muốn cho mẹ an lòng một ít, cũng không có nói gì, bây giờ ông ta lại nói mấy lời này, con thật sự là không nhịn được nữa rồi, ông ta căn bản chính là đang gạt mẹ, hứa Bích Hoài đi đến bên cạnh Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh nghiêng đầu trợn mắt nhìn Hứa Bích Hoài, mở miệng nói, nếu như đại sư đang lừa dối mẹ, vậy sao ông ta có thể bấm ngón tay mà biết được nhà chúng ta có người họ Lâm? Bây giờ Lâm Thanh Diện không có ở nhà, đại sư có thể tính ra ông ta họ gì, chẳng lẽ vẫn chưa thể chứng minh được sao? Toàn bộ Hồng Thành đều biết Lâm Thanh Diện là người nhà chúng ta, mẹ biết ông ta tính ra được sao, hay là lỡ như ông ta đã sớm biết người nhà chúng ta thì sao? Hứa Bích Hoài phản bác. Con nói linh tình, từ trước đến nay đại sư không màng sự đời, sao ông ta lại biết nhà chúng ta có những ai, con đừng có ở chỗ này nói mơ, đại sư đã lên tiếng, con còn muốn đứng lên che chở cho tên sao chổi Lâm Thanh Diện sao? Lần trước mẹ ở trên mạng có coi, người ta nói Lâm Thanh Diện chính là một thiên sát tai tinh, giờ nhìn lại, thật sự rất đúng, tống Huyền Khanh nóng nảy quát về phía Hứa Bích Hoài. Sắc mặt đại sư khó coi nhìn chằm chằm vào Hứa Bích Hoài, mở miệng, tôi tốt bụng nhắc nhở các người, các người lại coi ta là kẻ lừa đảo, xem ra hôm nay không nên giúp các người loại trừ hậu họa, thôi sau này nhà các người gặp tai họa gì, lúc đó cả nhà các người đừng có mà hối hận rồi đến tìm tôi. Nói xong, đại sư bắt đầu thu dọn đồ của mình, sau đó tức giận rời khỏi nhà hứa bích hoài. Tống Huyền Khanh thấy vậy vội vàng đuổi theo, trong miệng còn kêu, đại sư, ngài đừng nóng giận, chúng ta không có nói ngài là kẻ lừa đảo, là con gái tôi bị tên sao trổi lâm thanh diện tẩy não, van xin đại sư ban phát tử bi, mau cứu con gái tôi. Hứa Bích Hoài nhìn Tống Huyền Khanh đuổi theo, không nhịn được cản môi, hốc mắt có nước mắt hiện lên, cô không nghĩ rằng đến lúc này Tống Huyền Khanh vẫn còn giữ thành kiến nặng như vậy với Lâm Thanh Diện. Nếu không phải nhờ lời của Lâm Thanh Diện, không chừng bây giờ nhà bọn họ đã bị hai người hứa trai hiệp và hứa bích huyên dìm chết rồi, không chừng bây giờ cô cũng đã mất việc, hơn nữa cũng làm gì còn nhà mà ở, làm gì còn ngồi ở chức vị chủ tịch. Tống Huyền Khanh cho bây giờ cũng chỉ biết phàn nàn với Lâm Thanh Diện, nhưng cho tới bây giờ cũng không thấy được Lâm Thanh Diện vì cái nhà này mà bỏ ra rất nhiều thứ, đây đối với Lâm Thanh Diện mà nói thật sự không có công bằng. Ở giữa, Tống Huyền Khanh đã đuổi kịp đại sư, hai tay bắt lấy cánh tay của ông ta, mặt đầy cầu xin, "Đại sư ngài đừng nóng giận, con gái con không có hiểu chuyện, con rất tin lời của đại sư, xin đại sư cho tôi biện pháp để giải quyết, nếu không sau này nhà con sẽ còn bị tên sao chổi Lâm Thanh Diện hãm hại." Đại sư mặt lạnh nói, "Tôi chỉ là tốt bụng nhắc nhở thôi." Về tình về lý tôi cũng không thể giúp gì được cho cô, hơn nữa con gái cô còn nói như vậy, tại sao tôi phải giúp mấy người chứ? Tống huyền khanh đảo trong mắt, sau đó vội vàng lấy một trông tiên từ mình trong ngực mình ra, nhét vào trong tay đại sư. Đại sư, con thay con gái con xin lỗi ngài, xin ngài đừng để ý đến chuyện vừa rồi, đây là chút tâm ý của con, mong ngài nhìn thấy sự chân thành của con, mà chỉ cho con một con đường sáng đi. Tống huyền khanh cười xòa nói. Đại sư thấy Tống Huyền Khanh nhét mấy tờ tiền vào, thái độ mới tính dịu đi một chút, sau khi ông ta cất tiền vào, nói với Tống Huyền Khanh, vốn tôi cũng không có giúp các người đâu, nhưng nhìn thái độ thành khẩn của cô, tôi chỉ điểm cho cô một chút vậy. Nguyên nhân tai hạo nhà cô, chính là do người họ lâm kia, nếu muốn tránh những tai họa này, tốt nhất là nên tìm mọi cách để đuổi ra khỏi nhà mấy người đi, trừ biện pháp này ra, những biện pháp khác đều không thê trị được tận gốc. Nói xong, đại sư bấm thang máy, đi vào. Tống Huyền Khanh đứng tại chỗ, trong miệng lầm bầm, đuổi ra khỏi nhà, đuổi ra khỏi nhà, mình nên làm điều này sớm hơn, chẳng qua luôn bị bích hoài ngăn cản. Lần này có chỉ dẫn của đại sư, mình nhất định phải đuổi tên sao trổi này ra khỏi nhà, không thể để ông ta tiếp tục ở đây nữa. Tất nhiên, lần này nó đi kinh đô, nếu cả đời không thể về được thì càng tốt. Sau khi giữ vững ý tưởng của mình, Tống Huyền Khanh xoay người quy về nhà, suy nghĩ lần này cho dù hứa bích hoài có bảo vệ lâm thanh diện thế nào, bà cũng kiên quyết không thể để Lâm Thanh diện ở đây. Không bao lâu, Tôn Tuệ Phương mua thức ăn trở về, phát hiện không khí trong nhà không đúng lắm, hơn nữa lại còn có mùi của hương, này làm bà ta cảm thấy khó hiểu. Nhưng mà bà ta cũng không hỏi nhiều, bây giờ bà ta cũng có ít chuyện buồn phiền, vừa nãy ở trên đường trở về, con gái bà ta gọi điện cho bà ta, phàn nàn rất nhiều về mấy chuyện dạo gần đây ở trong trường, trong lòng bà ta bây giờ chỉ lo lắng cho tình trạng của con gái mình ở trường học bên kia. Mặc dù con gái bà ta ngoài miệng nói không sao, nhưng trong lòng tôn tuệ phương hiểu rõ, nếu thật sự không có chuyện gì, con gái mình sẽ không gói điện phản nàn với mình. Con gái là toàn bộ hy vọng của tôn tuệ phương, nếu như con gái xảy ra chuyện gì, đối với tôn tuệ phương mà nói nhất định là đả kích cực kỳ lớn, cho nên bây giờ bà ta cũng không có tâm tình đi quan tâm trong nhà xảy ra chuyện gì. Tối hôm đó, hứa Bích Hoài nhận được tin nhắn của Lâm Thanh Diện, nói ngày mai sẽ trở về hông thành. Sau khi biết Lâm Thanh Diện giải quyết mọi chuyện ổn thỏa ở kinh đô xong, Hứa Bích Hoài vẫn luôn vui mừng thay Lâm Thanh Diện, nhưng mà thái độ của Tống Nguyên Khanh khiến trong lòng Hứa Bích Hoài bối rối. Trong lúc ăn cơm, Tống Nguyên Khanh và Hứa Bích Hoài đã biểu hiện rõ ràng quyết định của mình, cho dù chuyện của Lâm Thanh Diện ở kinh đô như thế nào, sau này không thể để cho Lâm Thanh Diện vào cửa nhà bọn họ. Lần này thái độ của Tống Nguyên Khanh vô cùng kiên quyết, không cho Hứa Bích Hoài bất kỳ đường sống nào, hai người suýt chút nữa là cãi nhau sau đó hai người tôn tuệ phương và hứa quốc hoa cố gắng khuyên nửa ngày mới khiến cho bọn họ bình tĩnh lại. Bây giờ trên danh nghĩa của Tống Huyền Khanh Ó khách sạn quốc tế Thiên Thành, bà không có sợ nữa, cho dù có Lâm Thanh Diện hay không, cuộc sống của bà cũng không đến nỗi tệ đi. Mà Lâm Thanh Diện là sao trổi, coi như anh giải quyết thành công chuyện của Lâm gia, ngay cả có tiếp nhận Lâm gia, anh vẫn là người mang đến tai họa. Cho nên bà phải cắt đứt tất cả quan hệ với Lâm Thanh Diện, như vậy bà mới có thể có một cuộc sống tốt, nếu không như trước đây bà lại phải lo lắng đề phòng, nếu không ngày nào đó khách sạn dưới tên bà lại sang tên Lâm Thanh Diện. Cách ngồi đáy giếng vĩnh viễn cũng chỉ có thể thấy được cái vòm trời nhỏ bé của miệng giếng mà thôi, bà vĩnh viễn chỉ để ý rằng mình có được chỗ nào tốt không, cho nên dù ai có đen khuyên, cũng không thể thay đổi được ý định của bà. Đây là cây nhiệt từ trong xương cốt, một khi bà có thành kiến với bất kỳ ai, cho dù người này có thành người già ớt nhất thế giới, bà vẫn sẽ cảm thấy người này ngày mai sẽ phá sản. Lâm Thanh Diện có thể thay đổi điều kiện sống của Tống Huyền Khanh, nhưng là vĩnh viễn cũng không thay đổi được cái tự cho là đúng của Tống Huyền Khanh đã được khắc sâu vào trong xương mấy thập kỷ qua rồi. Hứa Bích Hoài đã hoàn toàn thất vọng với Tống Huyền Khanh, trong lòng cô vừa nghĩ nếu như Tống Huyền Khanh không tính chấp nhận Lâm Thanh Diện, vậy cô cùng Lâm Thanh Diện dọn ra ngoài ở. Bây giờ công ty có triển vọng phát triển tốt vô cùng, tiền lương của Hứa Bích Hoài cũng cao hơn so với một người bình thường, ra ngoài tìm nhà ở cùng Lâm Thanh Diện cũng khá dễ dàng. Dĩ nhiên, cô cũng biết, nếu muốn ra ngoài ở thì Lâm Thanh Diện sẽ an bài tốt, dù tiền lương của cô có cao hơn nữa, nhưng so với Lâm Thanh Diện, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện từ sân bay Hồng Thành đi ra, cũng không vội trở về. Cách không xa, anh thấy một chiếc xe Rolls-Royce Phantom đậu ven đường, không ít người đang tò mò quan sát chiếc xe kia, ngay trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Lâm Thanh Diện cười đi về phía chiếc xe, cửa kính xe dần hạ xuống, hướng vấn Thiên đeo kính mát ngồi ở bên trong, cười nhìn Lâm Thanh Diện. "Xin lỗi, xin nhường đường, tôi phải đi, bởi vì quá nhiều người ở quanh xe, Lâm Thanh Diện muốn đi thì cũng phải chen vào đám người này." "Người anh em, đừng chen, cho dù cậu tiến lên phía trước cũng không mua được loại xe sang này đâu nha, nhìn ở phía xa còn được, đến gần mới thấy xe này quá đắt mà mình không mua được." đây chẳng phải là tự tìm người sao, một thanh niên cười nói. Người trên xe đang chờ tôi, tôi không đi qua thì sao là lên xe được. Lâm Thanh Diện cười trả lời. Người nọ lập tức trợn tròn hai mắt, hơi không tưởng tượng nổi nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, đừng làm can, sao người trên xe lại đợi cậu được cơ chứ, cậu nhìn qua cũng chả giống với ông chủ gì cả, cậu đang đùa chúng tôi à. Tất cả những người chung quanh đều mặt nghi ngờ nhìn Lâm Thanh Diện, cảm thấy Lâm Thanh Diện là đang nói khoác lâm thanh diện vất vả mới tiến đến gần chiếc xe mở cửa xe ra lâm thanh diện ngồi lên người ở bốn phía xem náo nhiệt thấy một màn này đều cảm thấy ngạc nhiên vô cùng trời má tên đó thật sự ngồi lên kia không ít người rối rít phát ra tiếng kinh hãi lâm thanh diện ngồi vào trong xe nghiêng đầu nhìn hướng vấn thiên mở miệng nói lần sau cậu có thể dùng một cái xe khiêm tốn để đến không đi xe kiểu này phải mất tâm nửa ngày tôi mới lên được mất hướng vấn thiên lúng túng nhìn lâm thanh diện nói khụ khụ, đây là cái xe khiêm tốn nhất của tôi rồi, mấy cái khác đều là xe thể thao, nhìn càng nổi bật hơn. Lâm Thanh Diện liếc mắt nhìn ông ta, mở miệng nói, đi nhanh lên đi, để tôi xem nhiệm vụ tôi giao cho cậu thế nào rồi. Sau đó chiếc xe Rolls Royce Phantom rời đi trước những ánh mắt đầy hâm mộ của mọi người. Không bao lâu, xe hướng vấn thiên dừng ở khu công trình đang xây dựng ở trung tâm thành phố Hồng Thành. Lâm Thanh Diện và hướng vấn thiên từ trên xe bước xuống, cùng nhau tiến vào bên trong công trình này. Bởi vì thi công vẫn chưa xong, bốn phía công trình vẫn còn dùng tôn vây quanh, không ai biết bên trong đang tiến hành hạng mục gì. Chúng ta đã dựa theo yêu cầu của cậu, bố trí nơi này thành tòa lâu đài pha lê độc nhất vô nhị trên thế giới, tin tưởng chỗ này nhất định sẽ là nơi kết hôn lãng mạn nhất trên thế giới này, hướng vấn Thiên cười nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, đi vào bên trong công trình, sau khi thấy toàn cảnh của lâu đài pha lê Lâm Thanh Diện cả người đều sướng sờ. Mặc dù lâu đài pha lê là ý tưởng Lâm Thanh Diện cung cấp cho hướng vấn thiên, nhưng mà bây giờ nhìn thấy lâu đài pha lê được xây dựng, trong lòng Lâm Thanh Diện cũng vô cùng rung động. Nơi này đúng là nơi lãng mạn nhất là anh từng thấy. Nhìn lâu đài pha lê sáng chói và xoa hoa, Lâm Thanh Diện trên mặt nhịn được mà xuất hiện nụ cười ý tưởng lâu đài pha lê là dự định của lâm thanh diện khi cử hành hôn lễ hoành tráng với hứa bích hoài dặn hướng vấn thiên bắt đầu chuẩn bị nếu muốn tổ chức hôn lễ cho hứa bích hoài thật sang trọng vậy chỗ tổ chức cũng phải khác người người khác ở trong mắt của lâm thanh diện hứa bích hoài vẫn luôn là công chúa lâu đài pha lê tất nhiên là nơi cử hành hôn lễ với cô tốt nhất rồi chuyện này lâm thanh diện nói với hướng vấn thiên hơn nữa thi công cũng là bí mật tiến hành vì không muốn để cho người khác biết về công trình này xây cái gì, hướng vấn thiên đặc biệt bảo người ta vây tôn bốn phía lại. Cũng may cả tòa lâu đài pha lê không có cao mấy, cho nên người bên ngoài cũng không thấy rõ được hình dáng của lâu đài pha lê. Lâm Thanh Diện bước vào tiền sảnh của lâu đài pha lê, nhìn trang trước lộng lẫy và trói lóa, khiến cho anh có thể tưởng tượng được cảnh cử hành hôn lễ với hứa bích hoài. Anh không thể chờ đợi nữa. Hôm nay lâu đài pha lê đã làm xong, còn thiếu điều bày ra cho người Hồng Thành nhìn thấy. Lâm Thanh Diện nghiêng đầu nhìn hướng Vấn Thiên, mở miệng nói, trong vòng ba ngày, dỡ bỏ mấy cái bức tường đi, tôi muốn cho mọi người nhìn thấy sự lãng mạn này, tôi cùng Bích Hoài tổ chức hôn lễ sẽ để cả thế giới nhìn chằm chằm vào. Đến tụy gia viên, Lâm Thanh Diện đi vào trong khu chung cư, vừa mới nghĩ đến anh sẽ cùng hứa Bích Hoài lại một lần nữa tổ chức đám cưới, trong lòng anh không thể kìm nén xúc động. Nghĩ đến hứa Bích Hoài hôm nay vẫn đi làm, Lâm Thanh Diện không nói đến chuyện anh đã tự mình đi đến Hồng Thành với Hứa Bích Hoài, một mình đi đến khu chung cư, trong lòng vẫn nghĩ đến tối nay sẽ đưa cả gia đình đi ra ngoài ăn cơm. Anh vừa vào khu chung cư được một lúc, Lô Quế Mai đi theo lên, nhìn anh với vẻ mặt khinh bỉ, mở miệng nói: "Đây không phải Lâm Thanh Diện sao? Mấy ngày nay không nhìn thấy cậu, tôi cứ ngỡ rằng cậu biết bản thân không ăn nổi cơm của Hứa Bích Hoài nên bỏ chạy rồi." Lâm Thanh Diện nhìn Lô Quế Mai, nghe được những lời của cô ta nhíu nhíu mày hỏi có ý gì. Lô Quế Mai bĩu môi nói, tôi có ý gì chẳng lẽ trong lòng cậu không rõ. Gia đình vợ cậu hứa Bích Hoài bây giờ đều đã trở lên nghèo túng như vậy, lẽ nào một tên ăn bám như cậu vẫn sẽ tiếp tục ở lại nhà của cô ta. Nghe những lời này của Lô Quế Mai, Lâm Thanh Diện cũng đoán ra được trong lòng bà ta đang nghĩ cái gì. Lần trước khi chuyển nhà hứa quốc đông cảm thấy bọn họ chuyến đến tụy gia viên chính là vì công ty xảy ra chuyện. Anh lười không muốn cùng hạng người như bà ta tranh luận, lập tức đi qua. Lô Quế Mai không thấy Lâm Thanh Diện phản bác lại, khẳng định bản thân đã nói đúng, được một bước lại muốn tiến thêm một bước, đuổi theo Lâm Thanh Diện, tiếp tục nói những lời kỳ lạ, sao rồi, chuyện này bị tôi nói chúng rồi, hứa Bích Hoài cũng thật là quá đáng thương đi, bây giờ đã thành ra như vậy, ngay cả người vô dụng như cậu cũng không cần cô ta nữa, tôi thực sự cười chết mất. Lâm Thanh Diện căn bản là không thèm để ý tới lời của Lô Quế Mai, giống như chưa từng nghe được, đối với loại người này tranh luận, chính là lãng phí thời gian, Bích Hoài có đáng thương hay không, chờ đến lúc bọn họ tổ chức hôn lễ, tất cả mọi người sẽ được biết. Lô Quế Mai thấy Lâm Thanh Diện không phản bác lại mình, tức giận, chạy nhanh đến trước mặt của Lâm Thanh Diện, chặn anh lại, chất vấn, cậu điếc sao? Lời tôi nói cậu không nghe thấy sao? Nhà của các người bây giờ có phải là rất thảm không? Cậu có phải đã có dự định sẽ bỏ hứa Bích Hoài? Mau nói ra cho tôi vui mừng. Cút, Lâm Thanh Diện thấy Lô Quế Mai ngăn trước mặt mình, không khách khí mắng bà ta một câu, nếu như trước đây Bích Hoài không bị đuổi ra khỏi nhà, Lô Quế Anh còn xem như bậc trưởng bồi, còn đối xử kiêng rẻ với bà ta một chút, nhưng bây giờ hoàn toàn không cần thiết. Cậu nói cái gì, cậu vậy mà cũng dám nói tôi cút, cậu là cái thá gì, lại dám nói với tôi những lời như vậy, tôi nói cho cậu biết, không có hứa Bích Hoài, cậu không là cái gì hết, với tình hình bây giờ của hứa Bích Hoài đã không ổn rồi, Công ty của cô ta rất nhanh sẽ không trụ nổi nữa, cậu còn có tư cách gì mà dám lên mặt với tôi." Lô Quế Mai lập tức bùng nổ. Lâm Thanh Diện đẩy bà ta qua một bên, tiếp tục đi về phía trước, nếu như Lô Quế anh vẫn tiếp tục gây sự, anh tất nhiên sẽ không khách khí nữa. "Cậu lại dám đấy tôi, thực sự làm phản rồi, xin lỗi tôi ngay." Lô Quế Mai càng thêm hung hăng. Lâm Thanh Diện coi thường Lô Quế Mai, bà cứ tiếp tục tùy ý nháo như vậy, anh đều coi như không nhìn thấy. Lô Quế Mai trong lòng tức tối khó chịu, loại người như bà ta không chịu được, cho dù mình la lối om sòm cũng không nhận được phản hồi. Lâm Thanh Diện đúng là bắt được điểm này, vì thế mới không thèm phản ứng lại. Lúc này Tống Huyền Khanh từ trong phòng đi ra, đi về hướng bọn họ. Lâm Thanh Diện sau khi nhìn thấy Tống Huyền Khanh, ngay lập tức càng bước nhanh hơn, qua đó chào hỏi Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh còn đang để phòng Lô Quế Mai, kết quả nhìn thấy Lâm Thanh Diện cùng bà ta đi về phía mình, sắc mặt trở lên khó coi. Cái ngôi sao trổi này cũng thật sự cứng rắn đi, thế nhưng đã từ kinh đô trở về, quả là người tốt đoàn mệnh, người xấu trường mệnh, ngay cả kinh đô lâm ra cũng chỉ không nổi anh ta, khó trách đại sư nói lâm thanh diện là ngọn nguồn tai họa của gia đình bà ta. Hơn nữa lâm thanh diện vừa trở về đã mang lại rắc rối cho bà ta, bà vốn nghĩ rằng tự mình hôm nay có thể tránh được lô quế mai, ai nghĩ đến lâm thanh diện vậy mà kéo ả cùng đến. Mẹ, mẹ muốn ra ngoài sao? lâm thanh diện mở miệng cười hỏi tống huyền khanh nghiêm mặt nói anh đừng gọi tôi là mẹ tôi vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa không chuẩn bị bị anh gọi vài tiếng tôi giảm đi vài năm tuổi thọ rồi lâm thanh diện sửng sốt không biết tống huyền khanh như vậy là bị làm sao hỏi mẹ gặp phải chuyện gì phiền toái sao xem mẹ thật giống như có chuyện không vui hư phiền toái lớn nhất của tôi chính là cậu nhìn thấy cậu tôi làm sao có thể vui vẻ lên được tống huyền khanh mở miệng nếu đã gặp cậu ở đây, vậy tôi không đợi cậu về đến nhà rồi nói nữa. Từ hôm nay trở đi, cửa của gia đình tôi, cậu không thể bước vào, để tránh cậu lại gây tai họa gì cho gia đình tôi. Không cần vào ở trong nhà nữa, những đồ của câu, những thứ cậu cần, nói với Lý Xuân Linh một tiếng, quay lại tôi sẽ bảo cô ta thu dọn giúp câu. Nghe những lời này của Tống Huyền Khanh, Lâm Thanh Diện lộ ra vẻ mặt đầy nghi ngờ, anh không hiểu tại sao Tống Huyền Khanh lại như vậy. Mẹ, Mẹ như thế này là làm sao, tại sao tự nhiên lại không cho phép con vào nhà, là đã xảy ra chuyện gì sao?" Lâm Thanh Diện hỏi. Tống Huyền Khanh không kiên nhẫn nói, "Không có tại sao, tôi chính là không muốn cho cậu bước vào nhà, cậu chính là một tên sao chối, bước vào nhà chúng tôi nhất định sẽ mang lại cho gia đình tôi tai họa." Sau đó bà ta bước về phía trước, miệng còn nói thêm một câu, "Chìa khóa cửa nhà tôi đã đổi rồi, cậu có muốn vào cũng không vào được." Tôi khuyên cậu tốt nhất cái khu chung cư này cậu đừng đến nữa, bằng không cậu gặp ai lại mang đến xui xẻo cho người đó. Nói xong, Tổng huyên Khanh bước nhanh rời đi. Lô Quế Mai chứng kiến một màn như vậy, bật cười ha ha, mở miệng nói, Lâm Thanh Diện, cậu không phải vừa giả bộ rất giỏi sao, kết quả thì sao đến cửa đều không thể bước vào, thực sự làm tôi cười chết mất. Lâm Thanh Diện cao mày chừng bà ta một cái, không thèm để ý mà lấy điện thoại ra gọi điện cho Hứa Bích Hoài nói chuyện vừa xảy ra với cô, hỏi cô có chuyện gì xảy ra. Hứa Bích Hoài nói với Lâm Thanh Diện chuyện này nói ra trong điện thoại không rõ ràng, nói anh đến công ty đợi mình, đợi tan làm rồi giải thích rõ ràng với anh. Lâm Thanh Diện cúp điện thoại, rồi rời khỏi khu chung cư, vốn dĩ tưởng rằng lần này quay lại là một khởi đầu tốt, chuyện của nhà họ Lâm đã được giải quyết, mình sẽ lại một lần nữa dành cho Hứa Bích Hoài một hôn lễ, tất cả những việc còn lại cũng chỉ có thể đi tìm ba không ai nghĩ đến vừa quay lại Tống Huyền Khanh lại gây rắc rối cho anh, làm cho anh trong đầu có phần phiền não. Lâm Thanh Diện, tôi vẫn là nói cậu là vì công ty của hứa Bích Hoài không xong rồi, không cần cô ta nữa, thực không nghĩ đến là gia đình bọn nọ không cần cậu nữa, không nghĩ đến bọn họ đã đến đường cùng rồi, mà cũng không cần một người vô dụng như cậu, xem ra là cậu quá vô dụng, trở thành gánh nặng cho cả gia đình nhà họ. Lô Quế Mai thấy Lâm Thanh Diện lái xe rời đi, hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, lẩm bẩm nói, tình hình gia đình các người tội tệ như vậy, tôi càng vui mừng, hãy đợi đó cho tôi, sớm muộn cũng có một ngày, gia đình tôi sẽ giống như trước đây, dẫm nát gia đình nhà các người dưới chân. Audio điện tử võ tấn bền chương 361 ghét anh quá vô dụng đến gia viên chăn tùy. Lâm Thanh Diện đi vào trong khu chung cư, vừa mới nghĩ đến anh sẽ cùng hứa bích hoài lại một lần nữa tổ chức đám cưới, trong lòng anh không thể kìm nén xúc động Nghĩ đến hứa Bích Hoài hôm nay vẫn đi làm Lâm Thanh Diện không nói đến chuyện anh đã tự mình đi đến Hồng Thành với hứa Bích Hoài Một mình đi đến khu chung cư Trong lòng vẫn nghĩ đến tối nay sẽ đưa cả gia đình đi ra ngoài ăn cơm Anh vừa vào khu chung cư được một lúc Lô Quế Mai đi theo lên Nhìn anh với vẻ mặt khinh bỉ Mở miệng nói Đây không phải Lâm Thanh Diện sao Mấy ngày nay không nhìn thấy cậu tôi cứ ngỡ rằng cậu biết bản thân không ăn nổi cơm của hứa Bích Hoài nên bỏ chạy rồi. Lâm Thanh Diện nhìn Lô Quế Mai, nghe được những lời của cô ta nhíu nhíu mày, hỏi có ý gì? Lô Quế Mai bĩu môi nói, tôi có ý gì chẳng lẽ trong lòng cậu không rõ? Gia đình vợ cậu hứa Bích Hoài bây giờ đều đã trở lên nghèo túng như vậy, lẽ nào một tên ăn bám như cậu vẫn sẽ tiếp tục ở lại nhà của cô ta? Nghe những lời này của Lô Quế Mai, Lâm Thanh Diện cũng đoán ra được trong lòng bà ta đang nghĩ cái gì. Lần trước khi chuyển nhà hứa quốc đông cảm thấy bọn họ chuyển đến gia viên chăn tụy chính là vì công ty xảy ra chuyện. Anh lười không muốn cùng hạng người như bà ta tranh luận, lập tức đi qua. Lô Quế Mai không thấy Lâm Thanh Diện phản bác lại, khẳng định bản thân đã nói đúng, được một bước lại muốn tiến thêm một bước, đuổi theo Lâm Thanh Diệt, tiếp tục nói những lời kỳ lạ. Sao rồi, chuyện này bị tôi nói chúng rồi, Hứa Bích Hoài cũng thật là quá đáng thương đi bây giờ đã thành ra như vậy, ngay cả người vô dụng như cậu cũng không cần cô ta nữa, tôi thực sự cười chết mất. Lâm Thanh Diện căn bản là không thèm để ý tới lời của Lô Quế Mai, giống như chưa từng nghe được, đối với loại người này tranh luận, chính là lãng phí thời gian, Bích Hoài có đáng thương hay không, chờ đến lúc bọn họ tổ chức hôn lễ, tất cả mọi người sẽ được biết. Lô Quế Mai thấy Lâm Thanh Diện không phản bác lại mình, tức giận, chạy nhanh đến trước mặt của Lâm Thanh Diện, chặn anh lại, chất vấn, cậu điếc sao? lời tôi nói cậu không nghe thấy sao nhà của các người bây giờ có phải là rất thảm không cậu có phải đã có dự định sẽ bỏ hứa bích hoài mau nói ra cho tôi vui mừng cút lâm thanh diện thấy lô quế mai ngăn trước mặt mình không khách khí mắng bà ta một câu nếu như trước đây bích hoài không bị đuổi ra khỏi nhà lô quế mai còn xem như bậc trưởng bối còn đối xử kiêng rẻ với bà ta một chút nhưng bây giờ hoàn toàn không cần thiết cậu nói cái gì cậu vậy mà cũng dám nói tôi cút Cậu là cái thá gì, lại dám nói với tôi những lời như vậy? Tôi nói cho cậu biết, không có Hứa Bích Hoài, cậu không là cái gì hết. Với tình hình bây giờ của Hứa Bích Hoài đã không ổn rồi, công ty của cô ta rất nhanh sẽ không trụ nổi nữa, cậu còn có tư cách gì mà dám lên mặt với tôi? Lô Quế Mai lập tức bùng nổ. Lâm Thanh diện đẩy bà ta qua một bên, tiếp tục đi về phía trước, nếu như Lộ Quế anh vẫn tiếp tục gây sự, anh tất nhiên sẽ không khách khí nữa. Cậu lại dám đẩy tôi? thực sự làm phản rồi, xin lỗi tôi ngay." Lô Quế Mai càng thêm hung hăng. Lâm Thanh Diện coi thường Lô Quế Mai, bà cứ tiếp tục tùy ý nháo như vậy, anh đều coi như không nhìn thấy. Lô Quế Mai trong lòng tức tối khó chịu, loại người như bà ta không chịu được, cho dù mình la lối om sòm cũng không nhận được phản hồi, Lâm Thanh Diện đúng là bắt được điểm này, vì thế mới không thèm phản ứng lại. Lúc này Tống Huyền Khanh từ trong phòng đi ra, đi về hướng bọn họ. Lâm Thanh Diện sau khi nhìn thấy Tống Huyền Khanh, ngay lập tức càng bước nhanh hơn, qua đó chào hỏi Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh còn đang đề phòng Lô Quế Mai, kết quả nhìn thấy Lâm Thanh Diện cùng bà ta đi về phía mình, sắc mặt trở lên khó coi. Cái ngôi sao trổi này cũng thật sự cứng rắn đi, thế nhưng đã từ kinh đô trở về, quả là người tốt đoàn mệnh, người xấu trường mệnh, ngay cả kinh đô Lâm ra cũng chỉ không nổi anh ta, khó trách đại sư nói Lâm Thanh Diện là ngọn nguồn tai họa của gia đình bà ta hơn nữa lâm thanh diện vừa trở về đã mang lại rắc rối cho bà ta bà vốn nghĩ rằng tự mình hôm nay có thể tránh được lô quế mai ai nghĩ đến lâm thanh diện vậy mà kéo ả cùng đến mẹ mẹ muốn ra ngoài sao lâm thanh diện mở miệng cười hỏi tống huyền khanh nghiêm mặt nói anh đừng gọi tôi là mẹ tôi vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa không chuẩn bị bị anh gọi vài tiếng tôi giảm đi vài năm tuổi thọ rồi lâm thanh diện sửng sốt không biết tống huyền khanh như vậy là bị làm sao hỏi, mẹ gặp phải chuyện gì phiên toái sao? Xem mẹ thật giống như có chuyện không vui. Hừ, phiền toái lớn nhất của tôi chính là cậu, nhìn thấy cậu, tôi làm sao có thể vui vẻ lên được, Tống Huyền Khanh mở miệng, nếu đã gặp cậu ở đây, vậy tôi không đợi cậu về đến nhà rồi nói nữa, từ hôm nay trở đi, cửa của gia đình tôi, cậu không thể bước vào, để tránh cậu lại gây tai họa gì cho gia đình tôi. Không cần vào trong nhà nữa, những đồ của câu, những thứ cậu cần, nói với Lý Xuân Linh một tiếng, quay lại tôi sẽ bảo cô ta thu dọn giúp câu. Nghe những lời này của Tống Huyền Khanh, Lâm Thanh Diện lộ ra vẻ mặt đây nghi ngờ, anh không hiểu tại sao Tống Huyền Khanh lại như vậy. Mẹ, mẹ như thế này là làm sao, tại sao tự nhiên lại không cho phép con vào nhà, là đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Thanh Diện hỏi. Tống Huyền Khanh không kiên nhân nói, không có tại sao, tôi chính là không muốn cho cậu bước vào nhà, cậu chính là một tên sao trổi, bước vào nhà chúng tôi nhất định sẽ mang lại cho gia đình tôi tai họa. Sau đó bà ta bước về phía trước, miệng còn nói thêm một câu, chìa khóa cửa nhà tôi đã đổi rồi, cậu có muốn vào cũng không vào được, tôi khuyên cậu tốt nhất cái khu chung cư này cậu đừng đến nữa, bằng không cậu gặp ai lại mang đến xui xẻo cho người đó. Nói xong, Tống Huyền Khanh bước nhanh rời đi. Lô Quế Mai chứng kiến một màn như vậy, bật cười ha ha, mở miệng nói, Lâm Thanh Diện, cậu không phải vừa giả bộ rất giỏi sao, kết quả thì sao đến cửa đều không thể bước vào, thực sự làm tôi cười chết mất. Lâm Thanh Diện cao mày chừng bà ta một cái, không thèm để ý, mà lấy điện thoại ra gọi điện cho hứa Bích Hoài, nói chuyện vừa xảy ra với cô, hỏi cô có chuyện gì xảy ra. Lô Quế Mai thấy Lâm Thanh Diện lái xe rời đi, hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, lẩm bẩm nói, tình hình gia đình các người tồi tệ như vậy, tôi càng vui mừng, hãy đợi đó cho tôi, sớm muộn cũng có một ngày, gia đình tôi sẽ giống như trước đây, dẫm nát gia đình nhà các người dưới chân. chương 362 Lâu Đài Thủy Tinh Trong một quán cà phê gần công ty nhà họ hứa, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đang ngồi đối diện nhau. Hứa Bích Hoài cùng Lâm Thanh Diện nói về việc ngày hôm qua Tống Huyền Khanh đã mời người được gọi là đại sư trở về để làm phép, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Sự tình chính là như vậy, anh cũng biết mẹ em là người có bao nhiêu cứng nhắc, bây giờ ông ta nói nhận định anh sẽ mang đến tai họa, cho nên bất luận như thế nào cũng không muốn cho anh quay trở lại. Em cùng mẹ to tiếng một trận, nhưng mà bà căn bản không chịu nhượng bộ, lần này chỉ sợ là bà sẽ không bao giờ sống chung dưới một mái nhà với anh nữa, hứa Bích Hoài giận dữ nói. Lâm Thanh Diện trên mặt cũng lộ ta một nụ cười bất lực, khi biết Tống Huyền Khanh tìm một đại sư tới nhà làm phép, anh hơi không nói nên lời, nhưng trong lòng anh cũng biết rõ, nguyên nhân Tống Huyền Khanh không muốn cùng anh ở chung, vẫn là vụ việc lạc hân lần trước đã tạo nên ảnh hưởng quá lớn đối với tống huyền khanh việc tìm đại sư cũng không quá đáng chẳng qua là muốn tìm cái cớ mà thôi việc này em nghĩ thế nào lâm thanh diện hỏi em đã nghĩ kỹ rồi nếu như mẹ em nhất quyết không sống chung với anh em sẽ dọn ra ngoài hai chúng ta tìm một chỗ ở cũng thoải mái một chút hứa bích hoài nói nghe lời hứa bích hoài nói trong lòng lâm thanh diện dâng lên một tia cảm kích nói anh sẽ nỗ lực cho bà ấy thấy tin rằng sẽ có một ngày bà ấy sẽ chấp nhận anh. Hứa Bích Hoài nhẹ gật đầu, cô đối với Lâm Thanh Diện có đủ sự tin tưởng, hơn nữa cô cảm thấy Lâm Thanh Diện đã làm tốt hơn đại đa số người rồi, chẳng qua là Tống Huyền Khanh thành kiến, ai cũng không có biện pháp khống chế, cho nên mới xuất hiện nhiều phiên toái như vậy. Đừng nói chuyện của mẹ em nữa, tâm phiền, việc anh ở Kinh Đô lần này như thế nào, vẫn là thuận lợi chứ. Hứa Bích Hoài chuyển chủ đề. Đã hoàn toàn giải quyết xong rồi, về sau không cần lo lắng bên kinh đô xuất hiện rắc rối gì nữa, chúng ta có thể chuyên tâm chuẩn bị hôn lễ của chúng ta rồi, Lâm Thanh Diện cười nói. Hứa Bích Hoài trên mặt lộ rõ sự mong đợi, khóe miệng câu dẫn ra một độ cong ngọt ngào. Buổi tối, Lâm Thanh Diện dẫn Hứa Bích Hoài đến một khách sạn, Tống Huyền Khanh không cho Lâm Thanh Diện về nhà, chưa tìm được nơi ở mới thích hợp, bọn họ cũng chỉ có thể ở lại khách sạn. Thật ra nếu như Lâm Thanh Diện muốn cũng có thể để cho hướng vấn thiên vì anh lập tức sắp xếp một chỗ ở, cũng không phần phí bao nhiêu chuyện, nhưng là Lâm Thanh Diện muốn cùng hứa Bích Hoài trải nghiệm một chút lạc thú ở trong khách sạn. Trước kia anh và hứa Bích Hoài ở khách sạn, chỉ có thể nhìn không thể đụng, nội tâm bên trong hơi đau khổ. Lạc thú của việc mướn phòng trong miệng người khác Lâm Thanh Diện chưa bao giờ thử qua, mà bây giờ không giống lúc trước, anh và hứa Bích Hoài sớm đã thu hẹp khoảng cách tiếp xúc rồi, cho nên hiện tại ở khách sạn, Lâm Thanh Diện có thể làm chuyện mình muốn làm cùng hứa Bích Hoài. 10 giờ tôi, Tông Huyền Khanh gọi điện cho hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài, con thế nào vẫn chưa về nhà, con có phải là đang ở cùng cái đồ chết tiệt Lâm Thanh Diện không? Mẹ cho con biết, con ở cùng nó, không có kết cục tốt. Mẹ cho con thời hạn nửa tiếng tranh thủ thời gian quay trở về cho mẹ, nếu không con vĩnh viễn cũng đừng nghĩ bước vào nhà. Tống Huyền Khanh cuồng loạn hô. Mẹ, Người sẽ đi cùng con qua một đời là Lâm Thanh Diệt, không phải mẹ, mẹ không cho anh ấy về nhà, con về nhà cũng không có ý nghĩa, trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn là nên bình tĩnh một chút đi, con không thế ở nhà cãi nhau với mẹ mỗi ngày. Nói xong, hứa Bích Hoài cúp điện thoại, Tống Huyền Khanh ở đầu bên kia tức đến dậm chân. Hai ngày sau, những bức tường sắt xung quanh lâu đài thủy tinh được dỡ bỏ, bên trong lâu đài thủy tinh là Bích Ngọc Đường Hoàng cùng với bốn phía lâu đài tân trang kiến trúc hiện ra trước mắt người dân Hồng Thành ngày đầu tiên lâu đài xuất hiện, hấp dẫn vô số người tới đây quan sát, trong thời gian một ngày ngắn ngủi, sự tồn tại của lâu đài thủy tinh truyền khắp toàn bộ Hồng Thành, thậm chí còn lên cả tin tức địa phương Hồng Thành, trong lúc nhất thời từng nhà cũng bắt đầu bàn luận về lâu đài thủy tinh. Bởi vì lâu đài thủy tinh thật sự quá lãng mạn, vô số thanh niên nam nữ đều hâm mộ tiếng tăm đến chiêm ngưỡng, trong khoảng thời gian vài ngày ngắn ngủi, nơi đây đã trở thành thánh địa cho những người nổi tiếng trên mạng ở Hồng Thành chụp ảnh tự sướng. Tuy nhiên bởi vì lâu đài thủy tinh không mở cửa ra thế giới bên ngoài, những người này chỉ có thể ở bên ngoài lâu đài quan sát, cũng vì không có cách nào để đi vào, khiến cho tất cả mọi người càng hứng thú với hình dáng bên trong lâu đài. Vốn mọi người cho rằng lâu đài thủy tinh là một địa điểm du lịch mới ở Hồng Thành, khi mà thu đủ khẩu vị của mọi người, họ sẽ bắt đầu thu vé vào cửa cho mọi người tham quan, không ít người cho rằng vé dù đắt thế nào đi nữa, đều muốn vào nhìn xem bên trong lâu đài rốt cuộc là cái dạng gì. Nhưng sau đó mọi người phát hiện ra lâu đài thủy tinh không phải là một công trình công cộng, mà là tư nhân, cũng không có ý định mở ra bên ngoài. Trong một khoảng thời gian mọi người cũng bắt đầu đoán xem ai là chủ nhân của lâu đài, xây một lâu đài tráng lệ như vậy là vì cái gì. Những cô gái trẻ đã phát huy trí tưởng tượng của mình, vì lâu đài thủy tinh này bịa ra hơn chục câu chuyện không giống nhau, toàn bộ là nói về tình yêu, có người thậm chí viết những cái này thành tiểu thuyết, đăng lên mạng, đã được một nhóm bạn trên mạng yêu thích. Lâu đài thủy tinh cũng vì vậy mà nổi tiếng, một số người ngoài Hồng Thành cũng đều nghe đến chỗ này, không ít người còn cố ý đến Hồng Thành để xem tòa lâu đài thủy tinh lãng mạn, qua một thời gian lâu đài thủy tinh đã trở thành điểm nóng của toàn bộ Hồng Thành. Hứa Bích Hoài tự nhiên cũng nghe nói về sự tồn tại của lâu đài thủy tinh, buổi tối trở về khách sạn nói cho Lâm Thanh Diện về chuyện này, cùng Lâm Thanh Diện nói cái lâu đài kia vô cùng lãng mạn, muốn cùng Lâm Thanh Diện cùng đi vào đó chụp một tấm hình. Lâm Thanh Diện cười đáp ứng Hứa Bích Hoài, cùng cô đến nơi lâu đài thủy tinh nhìn thấy kiến trúc xung quanh lâu đài tương đổi khác nhau mắt hứa bích hoài sáng lên rất nhiều qua wow, nơi đây thật là đẹp a à? lúc trước em vẫn nghĩ là nơi này chỉ có trong chuyện cổ tích không nghĩ tới vậy mà lại thật sự có người xây nó lên chủ nhân lâu đài này nhất định là một người vô cùng lãng mạn hứa bích hoài lẩm bẩm nói cũng không nhất định không chừng cũng là một người thường xuyên bị gọi là nam thẳng sắt thép lâm thanh diện cười nói hứa bích hoài quay đầu nhìn lâm thanh diện nói làm sao có thể sống ở một nơi như vậy chỉ có thể là vô cùng lãng mạn làm sao có thể là một nam thẳng sắt thép em thấy anh là ghen ghét người ta a à? lâm thanh diện lập tức trừng mắt sau đó trực tiếp nắm tay hứa bích hoài dắt nàng đi tới lâu đài thủy tinh bên kia hứa bích hoài không biết lâm thanh diện muốn làm gì hỏi lâm thanh diện anh muốn làm gì a à? lâm thanh diện nói chứng minh cho em một chút anh có ghen tị hay không bởi vì phía trước lâu đài thủy tinh vây quanh một đám người, Lâm Thanh Diện dẫn theo hứa bích hoài đến phía sau lâu đài, ở đây có một cái cửa nhỏ, xung quanh cũng không có ai. Hứa bích hoài nhìn thấy Lâm Thanh Diện đưa mình đến một cái cửa nhỏ, mở to mắt nhìn, nói, Lâm Thanh Diện, anh đưa em tới đây làm gì? Anh không phải là muốn cải cửa đưa em đi vào chứ? Anh ngàn lần đừng làm vậy, lỡ đâu bị chủ nhân bắt được, vậy xong đời. Lâm Thanh Diện cười nhẹ nhàng lấy từ trong túi mình một chiếc chìa khóa, nói anh có chìa khóa, tại sao phải cải cửa, anh vào chỗ của anh, chẳng lẽ vẫn còn có người bắt anh sao? chương 363 mẹ không có quyền nhúng tay vào. Hứa Bích Hoài nhìn chiếc chìa khóa trong tay Lâm Thanh Diệt, hai mắt tròn vo, biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Lâm, Lâm Thanh Diệt, anh là đang đùa với em sao? Lâu đài thủy tỉnh này của anh sao? Lâm Thanh Diện không giải thích với hứa Bích Hoài, lấy chìa khóa mở cái cửa nhỏ trước mặt, sau đó làm tư thể mời vào với hứa bích hoài nghiêm túc nói hoan nghênh công chúa của tôi đến tham quan lâu đài hứa bích hoài nhìn cái cửa bị mở ra mặt tràn đầy rung động nhất thời không biết nói gì em không có nằm mơ chứ hứa bích hoài hỏi một câu không thì anh nhéo em một cái lâm thanh diện cười nói hứa bích hoài lập tức đối với lâm thanh diện liếc mắt sau đó tràn đầy kích động hướng chính giữa lâu đài đi vào Lâm Thanh Diện dẫn hứa Bích Hoài đến đại sảnh lâu đài, ở đây bị thủy tinh làm cho đẹp lóng lánh mang theo chút huy hoàng, trang sức đủ loại màu sắc, hình dạng đều tôn lên vẻ mỹ lệ của lâu đài, trong tòa lâu đài cả người đều trở nên thuân khiết hơn một chút. Hứa Bích Hoài nhìn cảnh bốn phía, cả người đều phảng phất bị những kim quang này đưa đến thế giới cổ tích. Lâm Thanh Diện nhìn dáng vẻ hứa Bích Hoài, cười hỏi có thích không? Nơi này là vì em mà chuẩn bị sao? hứa bích hoài vân hơi không tin tưởng nhìn lâm thanh diện. Lâm thanh diện nhẹ gật đầu, nói, hôn lễ của chúng ta sau này sẽ tổ chức ở đây, đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành tiêu điểm của Hồng Thành, em cũng sẽ trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế giới. Hứa Bích Hoài bị lời của Lâm Thanh Diện nói đều hơi lâng lâng rồi, cô đã từng tưởng tượng vô số lần đám cưới của mình sẽ ở nơi như thế nào tiến hành, nhưng lại chưa nghĩ ra Lâm Thanh Diện lại vì cô mà cố ý xây nên một lâu đài mà chỉ có ở trong cổ tích có thể nói trên thế giới này có thể hưởng thụ đãi ngộ như thế này, chỉ sợ không có mấy người. Đây là thời điểm cô cảm thấy mình hạnh phúc nhất, Lâm Thanh Diện mang cho điều tốt đẹp cho cô, đã không thể hình dung được bằng từ ngữ. Cô kích động nhìn thoáng qua Lâm Thanh Diện, sau đó ôm lấy một tay Lâm Thanh Diện, ghé vào tay Lâm Thanh Diện nói một câu, cảm ơn, anh là người lãng mạn nhất mà em gặp được. Lâm Thanh Diện trên mặt cũng lộ nụ cười thỏa mãn, có thể được hứa bích hoài nói thành lãng mạn, đối với lâm thanh diện mà nói tuyệt đối là một việc đáng để vui mừng anh cúi đầu nhìn hứa bích hoài sau đó chậm rãi cúi xuống hôn lên môi hứa bích hoài cả hai hôn một hôi lâu lâm thanh diện mới không nỡ buông hứa bích hoài ra hứa bích hoài sắc mặt ửng hồng như là thiếu nữ ngượng ngùng vừa mới được nếm thử mùi vị trái cấm cùng anh lên lâu xem đi trên đó còn có rất nhiều phòng vì em mà cố ý chuẩn bị lâm thanh diện đối với hứa bích hoài nói một câu sau đó nắm tay cô bước đến lầu 2 của lâu đài. Bởi vì cả lâu đài đều giống như thủy tinh bình thường, hầu như giống như trạng thái mờ ảo, mọi người ở bên ngoài lâu đài là có thể chứng kiến một ít tình cảnh như ẩn như hiện bên trong lâu đài. Lâm Thanh Diện đưa Hứa Bích Hoài lên lầu 2, thân ảnh của hai người cũng có thể bị người bên ngoài nhìn thấy, chỉ là không thể nhìn rõ là người nào. Mọi người mau nhìn, bên trong lâu đài có người, một người chỉ về hướng lầu hét lên một câu tất cả mọi người đều nhìn về phương hướng người kia chỉ nhìn thấy hình bóng bên trong trên mặt đều lộ ra sự ngạc nhiên dáng người của lâm thanh diện cùng hứa bích hoài đều vô cùng đẹp trong tình hương chỉ có thể nhìn thấy hình bóng mông lung này hai bóng hình như ẩn như hiện giữa tầm mắt mọi người tựa như công chúa và hoàng tử cùng sinh hoạt trong tòa lâu đài khiến cho mọi người hướng tới qua wow, trong lâu đài không phải là có công chúa và hoàng tử thật chứ ông trời ơi thật là khiến người ta ngưỡng mộ Tôi cũng muốn được bước vào bên trong lâu đài xem thử a. À. Bên trong không phải là một đối thân tiên quyến lữ chứ, thật muốn bước vào bên trong xem rốt cuộc là người như thế nào. Trải qua hôm nay, việc bên trong lâu đài thủy tinh có công chúa và hoàng tử tại Hồng Thành cũng được lan truyền nhanh chóng, tất cả mọi người đều nói bên trong lâu đài thật sự có công chúa và hoàng tử, có không ít người nói mình tận mắt thấy hoàng tử và công chúa, còn nói cùng họ ăn tối chung trong lâu đài đủ loại câu chuyện kỳ lạ về lâu đài được mọi người uống trà truyền miệng nhau. Có người nói lâu đài vốn đĩ không được vào là vì hoàng tử bên trong thảy ta là do ác long biến thành, chỉ cần ở cùng với công chúa, hoàng tử mới có thể bảo trì hình người. Một khi bị người khác chứng kiến, hoàng tử sẽ biến thành ác long, dùng hỏa diễm thiêu chọn lâu đài. Đương nhiên, tin tưởng những cái này cũng chỉ có mấy đứa trẻ ngây thơ, đa số mọi người đều biết chẳng qua là mọi người đối với tòa lâu đài thủy tinh thần bí tạo ra vài câu chuyện mà thôi. Còn về trong lâu đài thủy tinh rốt cuộc là ai, chỉ có thể đợi đến khi chủ nhân tòa thành tự tuyên bố mà thôi. Mà thời điểm mọi người đối với lâu đài thủy tinh tiến hành các loại kỳ tư diệu tưởng, chủ nhân lâu đài cũng đang náo nhiệt buổi tối, cùng công chúa tiến hành trò chơi ác long. Hôm nay trạng vạng tối, tại một nhà hàng ở Hồng Thành, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ngồi một bên, đối diện bọn họ là Tống Huyền Khanh sắc mặt khó coi, cùng với Hứa Quốc Hoa không nói tiếng nào bởi vì đã xác định việc tổ chức đám cưới lâm thanh diện và hứa bích hoài đều cảm thấy cần phải nói với tống huyền khanh và hứa quốc hoa nói một tiếng với lại hứa bích hoài cảm thấy đã qua vài ngày tống huyền khanh cũng đã hết tức giận nói cho cùng cũng là người một nhà hai người bọn họ ở bên ngoài cũng không phải là một chuyện quan trọng mẹ cũng nhiều ngày rồi cơn giận của mẹ cũng tiêu tan rồi đi mẹ không thể vì người khác tùy tiện nói một câu không cho lâm thanh diện vào cửa chứ mẹ vẫn là đừng tức giận với tụi con, hứa bích hoài thái độ thành khẩn nói. Cái gì gọi là người khác tùy tiện nói một câu, đó là đại sư nói, người ta tính ra lâm thanh diện là một ngôi sao tai họa, đây không phải là mẹ không nổi giận là có thể thay đổi, con đừng có khuyên mẹ nữa, mẹ sẽ không đồng ý để lâm thanh diện bước vào nhà đâu, tống huyền khanh chém đinh chặt sắt mở miệng. Hứa bích hoài thở dài, cô vốn cho rằng tống huyền khanh bình tĩnh mấy ngày sẽ thay đổi suy nghĩ bản thân, nhưng hiện tại xem ra cô còn quá ngây thơ theo như tôi nói bà đừng có như vậy đổi với lâm thanh diện chúng ta bây giờ có thể sống như vậy đều là dựa vào lâm thanh diện cuối cùng bà không cho người ta vào cửa làm như vậy quả thật không được hứa quốc hoa hiếm thấy mà nói giúp lâm thanh diện một câu tống huyền khanh lập tức quay đầu chừng mắt liếc ông một cái nói chúng ta có cái gì mà cuộc sống như vậy ông có biết hay không lô quế mai bệnh tâm thần kia mỗi ngày ở dưới lâu chắn tôi tôi mỗi ngày đều không phiên lòng không được, đây đều là lâm thanh diện tạo thành, chẳng lẽ cái này vẫn chưa nói rõ cái gì sao? Nếu không thì bà quay cái nhà cũ trước kia ở đi, chỗ đó khẳng định không có ai chắn bà dưới lầu, hứa quốc hoa nhỏ giọng nói một câu. Tống Huyền Khanh hung hăng đưa tay nhéo tay ông một cái, khi thế bước người nói, ông là cái đồ ăn cây táo, rào cây sung, ông có phải hay không cũng không muốn vào nhà. Ông bây giờ cũng bắt đầu thay Lâm Thanh Diện cái thứ này nói chuyện, hắn có phải là cho ông cái gì tốt rồi? Hứa quốc hoa lập tức sợ rồi, rụt lại cổ ngồi trong góc, nửa câu cũng không dám nói. Mang xong hứa quốc hoa, Tống Huyền Khanh quay sang liếc lâm thanh diện, đối với hứa bích hoài nói, con gái, kỳ thật con cẩn thận suy nghĩ lại, cái tên lâm thanh diện cũng chẳng có gì hay, con cùng nó ở cùng một chỗ, căn bản là không thể có hạnh phúc. Gần đây mọi người đều bàn tán về lâu đài thủy tinh con không biết sao. Mẹ cố ý tìm người nghe ngóng rồi, thật sự bên trong cũng không có người ở, cũng không có cái gọi là công chúa, xây cái lâu đài thủy tinh này, chắc là một thương nhân vô cùng có tiên, người ta xây cái lâu đài này, có khi là sau này cưới vợ về dùng. Mẹ có người bạn nói có thể tìm ra chủ nhân lâu đài thủy tinh, cùng vẻ đẹp của con, toàn bộ hồng thành cũng không có mấy người để so sánh, có khi đến lúc đó người ta vừa ý con, con đi theo chủ nhân lâu đài thủy tinh, khẳng định sẽ tốt hơn đi theo lâm thanh diện gấp vạn lần. Nghe lời nói của Tống Huyền Khanh, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài nhìn nhau một cái, trên mặt xuất hiện một tia ký lạ. "Mẹ, thật ra, con chính là chủ nhân lâu đài Thủy Tinh." Lâm Thanh Diện nói. Tống Huyền Khanh nghĩ cũng không nghĩ đối với Lâm Thanh Diện nhếch miệng, nói cậu cho rằng tôi ngốc ư? Còn muốn dùng cách này lừa tôi, không có cửa. Chủ nhân lâu đài Thủy Tinh tôi đã gặp qua rồi, mặc dù không có nói chuyện nhiều, nhưng nhìn từ bên ngoài người ta mà nói, thì khí thế hơn cậu nhiều rồi với cậu như vậy mà đòi mạo danh chủ nhân lâu đài thủy tinh, cậu còn có thể có mặt mũi sao? Lâm Thanh Diện lập tức đoán được người ở trong miệng Tống Huyền Khanh là hướng vấn thiên, dù sao tất cả về lâu đài thủy tinh đều là do hướng vấn thiên làm. Tống Huyền Khanh có thể biết lâu đài thủy tinh cùng hướng vấn thiên có quan hệ, làm cho Lâm Thanh Diện hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Tống Huyền Khanh hiện tại trên danh nghĩa cũng có được khách sạn quốc tế thiên thành, tốt xấu cũng coi là người có địa vị xã hội, có một chút tin tức đạt được cũng là bình thường, huống chỉ tin tức tống huyền khanh lấy được cũng không phải là tin tức chính xác chẳng qua là chính bà suy đoán lung tung mà thôi mẹ lâm thanh diện không có lừa mẹ anh ấy hứa bích hoài cũng muốn giải thích thay lâm thanh diện được rồi con đừng có cùng nó lừa mẹ cho dù nó thật sự là chủ nhân lâu đài thủy tinh mẹ cũng không cho nó bước vào cửa cái này với chuyện nó có tiền hay không không liên quan nó chính là ngôi sao tai họa cho dù có tiền cùng nó bước vào cũng không có gì tốt đẹp, Tống Huyền Khanh thái độ kiên quyết nói. Lâm Thanh Diện nhìn thấy thái độ cứng rắn của Tống Huyền Khanh, cũng là thở dài, nhưng mặc kệ Tống Huyền Khanh thái độ như nào, anh vẫn sẽ cùng hứa bích hoài cử hành đám cưới lần này. Mẹ, trước không nói việc mẹ có cho con vào cửa hay không nữa, chúng con lần này tìm mẹ và ba đến, thật ra là muốn báo cho hai người biết. Con và Bích Hoài sẽ làm lại đám cưới, địa điểm tổ chức ngay tại Lâu Đài Thủy Tinh, hy vọng lúc đó hai người có thể đến dự, hai người thuận tiện cùng bà tôn nói một tiếng để hôm đó bà có thể đến tham dự lâm thanh diện nói tống huyền khanh đập bàn đứng dậy lớn tiếng la cậu nói cái gì các người như vậy mà vẫn dám tổ chức hôn lễ lần nữa chẳng lẽ cái đám cưới hôm đó người chưa đủ mất mặt sao cậu đây là muốn tôi không có ngày tốt lành sao lâm thanh diện bình tĩnh nhìn tống huyền khanh nói đám cưới lần này con nhất định sẽ để tất cả mọi người lau mắt nhìn không được tôi không đồng ý, Bích Hoài là con gái tôi, cậu muốn cùng nó đám cưới, bắt buộc phải được tôi đồng ý, tôi không đồng ý, các người cũng đừng nghĩ đến tổ chức cái hôn lễ này. Tống Huyền Khanh chừng mắt hô. Lúc này hứa Bích Hoài cũng đứng lên, ánh mắt kiên định nói, mẹ, lần này chúng con chỉ đến báo một tiếng, bất kể mẹ có đồng ý hay không, hôn lễ này vẫn sẽ tổ chức, đây là chuyện của con và Lâm Thanh Diện, mẹ không có quyền nhúng tay vào. Trường 364, thiệp mời tiệc rượu. Sau khi Tống Huyền Khanh nghe thấy mấy chữ, mẹ không có quyền nhúng tay, lập tức mở to hai mắt, hơi không thể tin nổi nhìn cô con gái này của mình. Chính mình ngậm đắng nuốt cay nuôi con gái lớn khôn, bây giờ nó lại nói những lời như thế này với bà. Hứa Bích Hoài, mẹ là mẹ của con, sao mẹ lại không thể quản chuyện của con chứ? Mẹ không đồng ý cho con và Lâm Thanh diện tổ chức lại hôn lễ, nếu con dám tổ chức hôn lễ này với cậu ta, mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với con. Tống Huyền Khanh vô cùng kích động gào lên với Hứa Bích Hoài. "Con cũng đã là người hơn 20 tuổi, chẳng lẽ ngay cả quyền tự quyết định mà con cũng không có sao? Lần này cho dù mẹ nói gì thì con cũng sẽ không nghe, hôn lễ này con chắc chắn rồi, cho dù mẹ không đến cũng vẫn sẽ tổ chức." Hứa Bích Hoài không hề nhượng bộ chút nào, sau khi nói với Tống Huyền Khanh xong, lập tức tóm lấy Lâm Thanh Diện, kéo anh đi ra khỏi nhà hàng. Tống Huyền Khanh nhìn Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện rời đi tức giận cầm chiếc ly ở trên bàn, đang định ném ra. Đây là ly của nhà hàng người ta, làm vỡ phải bôi thường. Hứa quốc hoa ở bên cạnh vội vàng nhắc nhở một câu. Tống Huyền Khanh nghe thấy lời này của hứa quốc hoa, cánh tay vốn dĩ muốn vung ra lập tức ngừng lại. Sau khi do dự một chút, bà vẫn thả lại chiếc ly lên bàn, mặc dù bây giờ đã là bà chủ của khách sạn quốc tế thiên thành, nhưng vẫn không thay đổi được tật xấu tính toán chỉ ly của người bình thường. Đây chính là con gái rượu của ông đấy, bây giờ đã không còn nghe lời tôi rồi, nó đã hoàn toàn bị tên chết tiệt Lâm Thanh diện kia tẩy não rồi, ông nhìn xem thái độ bây giờ của nó với tôi đi, thật sự là muốn lật trời mà. Tống Huyền Khanh không có nơi nào phát tiết cơn tức của mình, chỉ có thể kêu ca với Hứa Quốc Hoa. Không nghe lời bà thì là bị tẩy não à, bà chỉ là muốn hoàn toàn khống chế con gái trong tay bà thôi, bây giờ nó đã lớn như vậy rồi, cũng đến lúc bà thay đổi thái độ của mình đi bọn nhỏ có cuộc sống của riêng mình, không phải cái gì cũng phải nghe theo bà, hứa quốc hoa nhỏ giọng nói. Hai mắt Tống Huyền Khanh lại càng trừng to hơn, bà không ngờ không chỉ hứa Bích Hoài đối nghịch với bà, bây giờ ngay cả hứa quốc hoa cũng bắt đầu cãi lại lời bà rồi. Bà cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp nghiêm trọng, hơn nữa nguyên nhân sinh ra uy hiếp này chính là Lâm Thanh Diện. Hứa quốc hoa, ông muốn tạo phản sao, ông còn muốn về nhà không, có phải ông muốn bị tôi đuổi ra khỏi nhà giống lâm thanh diện không vậy mà ông cũng dám cãi lại lời tôi nói ông không biết thân phận của mình trong cái nhà này là gì hả hứa quốc hoa bị nói kiểu này nhất thời không dám nói chuyện nhưng mà trong lòng ông vân không phục vừa nghĩ đến bản thân đã uất ức nhiều năm như vậy bây giờ muốn nói giúp con gái mấy câu cũng không dám đời này của ông ta cũng thật quá mất mặt sau khi bất đắc dĩ thở dài hứa quốc hoa đứng dậy lên tiếng chúng ta về thôi bà tức giận ở đây cũng vô dụng. Tống Nguyên khanh hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm hừ, có tôi ở đây, chúng nó đừng hòng hoàn thành hôn lễ này, dù thế nào đi nữa bây giờ tôi cũng là bà chủ của khách sạn quốc tế thiên thành, lời nói của tôi vẫn có sức nặng nhất định. Không phải chúng nó muốn tổ chức hôn lễ ở lâu đài thủy tỉnh kia sao, chắc chắn là Lâm Thanh Diện tìm người để thuê, trở về tôi phải đi tìm người của lâu đài thủy tinh, bảo bọn họ không cung cấp địa điểm cho chúng nó, xem đến lúc đó chúng nó tổ chức thế nào. Nói xong, Tống Nguyên Khanh đứng dậy rời khỏi nhà hàng cùng Hứa Quốc Hoa. Ngày hôm sau có tin tức truyền ra, nói là vào 10 ngày sau, ở trong lâu đài Thủy Tinh tổ chức một tiệc rượu long trọng, đến lúc đó sẽ có một số người được mời tham gia tiệc rượu, còn những người không được mời, đến lúc đó cũng sẽ dựa theo tình hình mà được cho vào quan sát tiệc rượu lần này. Bởi vì muốn cho tất cả mọi người một niềm vui bất ngờ, nên Lâm Thanh Diện cũng không nói thẳng tiệc rượu sắp tới ở lâu đài Thủy Tinh là hôn lễ của anh và Hứa Bích Hoài. Lúc mới bắt đầu mọi người cho rằng đây chỉ là một lời đôn, cũng chỉ là có người buôn chán rảnh rỗi nói bừa mà thôi, nhưng không lâu sau, cửa chính của lâu đài thủy tinh lại bố trí lối đi, dường như là dùng để soát vẽ. Hơn nữa ở cửa lâu đài còn có nhiều thêm một gian phòng nhỏ, là nơi để cho bên phụ trách tiệc rượu lần này chuyên môn giải quyết công việc có liên quan đến tiệc rượu. Có người đặc biệt đi vào trong gian phòng nhỏ kia hỏi, xác nhận chuyện tiệc rượu là thật, không thể nghi ngờ tin tức này đã khiến cho Hồng Thành dậy sóng. Tất cả mọi người chạy đến gian phòng nhỏ kia hỏi thăm xem phải làm như thế nào mới có thể lấy được thiệp mời tiệc rượu. Người phụ trách gian phòng kia giải thích, ngoài một số người chắc chắn cần mời ra, danh sách còn lại sẽ ngẫu nhiên lựa chọn trong ngày tổ chức tiệc rượu, nếu như may mắn thì có thể tiến vào bên trong lâu đài tham gia tiệc rượu. Những người đã nhìn thấy lâu đài thủy tinh đều vô cùng khát vọng đi vào bên trong lâu đài tham quan, không thể nghỉ ngờ tin tức này đã khiến cho những người muốn đi vào đó phấn khởi vô cùng thậm chí có người mỗi ngày đều sẽ đến lâu đài thủy tinh hỏi thăm lúc nào có thể cầm được thiệp mời. Có thể nói mỗi ngày gian phòng nhỏ trước cửa lâu đài thủy tinh đều bị vây chặt như nêm. Người phụ trách bên trong vô cùng đau đầu về những người hỏi thăm này. Hai ngày sau đó, người phụ trách tiệc rượu phát nhóm thiệp mời đầu tiên. Bên trong chỗ thiệp mời này cũng không phải viết là mời bọn họ đến thăm tiệc rượu, mà viết là mời bọn họ đến tham gia hôn lễ của Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài mà những người có thể lấy được thiệp mời này đều là những bạn bè có quan hệ tốt với Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, trong đó cũng bao gồm cả một số gia tộc và thế lực từng qua lại với Lâm Thanh Diện. Lại hai ngày nữa, nhóm thiệp mời thứ hai được phát ra ngoài, lần này trên thiệp mời chỉ viết là mời tham gia tiệc rượu, tất cả những thông tin dư thừa khác đều không thấy viết, mà những người nhận thiệp mời này chính là họ hàng của nhà họ Hứa, bạn học đồng nghiệp từng có vướng mắc với Hứa Bích Hoài cùng với họ hàng có thành kiến rất lớn đối với Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài bên nhà Tống Huyền Khanh. Sở dĩ mời những người này chính là vì để cho bọn họ nhìn thấy, hứa bích hoài gả cho Lâm Thanh Diện là một chuyện vô cùng hạnh phúc, chứ không phải như trong suy nghĩ của bọn họ, hôn lễ lần này chắc chắn sẽ khiến cho những người còn mang thành kiến thay đổi suy nghĩ của mình. Trong công ty nào đó ở Hồng Thành, Hồ Vũ Tinh mở chuyển phát nhanh mà mình vừa mới nhận được ra, sau khi nhìn thấy thiệp mời ở bên trong, khẽ sừng sốt. Sau đó vội vàng mở ra nhìn nội dung bên trong, cả người kích động nhảy dựng lên. Tôi nhận được thiệp mời của lâu đài Thủy Tinh rồi." Hồ Vũ Tinh lớn tiếng hô lên. Người đang bận rộn trong công ty nghe thấy tiếng hô của Hồ Vũ Tinh, lập tức quay đầu nhìn về phía cô ta, không ít cô gái vội vàng chạy đến vây lấy, nhìn chằm chằm thiệp mời trong tay Hồ Vũ Tinh, trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ. "Đây là thiệp mời của lâu đài Thủy Tỉnh thật sao? Vì sao lâu đài Thủy Tỉnh lại mời cô?" lúc này có người lên tiếng hỏi vậy chắc chắn là bởi vì tôi đây trời sinh quyến rũ không chừng là ông chủ của lâu đài thủy tinh coi trọng tôi đó nha trên mặt hồ vũ tinh lập tức lộ rõ vẻ tự luyến mà trả lời người xung quanh đều khinh bỉ nhìn cô ta rất rõ ràng là không tin lời cô ta nói nhưng mà hồ vũ tinh đúng thật nhận được thiệp mời điều này khiến bọn họ hâm mộ không thôi hồ vũ tinh vô cùng đắc ý nhìn chằm chằm thiệp mời trong tay sau đó hai mắt híp lại tự nhủ hứa bích hoài Lâm Thanh Diện, chắc chắn hai người không ngờ tôi sẽ nhận được thiệp mời của Lâu Đài Thủy Tinh nhỉ, tôi nghĩ thiệp mời cao giá như vậy, chắc chắc hai người không có tư cách nhận đâu. Mặc kệ vì sao ông chủ của Lâu Đài Thủy Tinh này lại gửi thiệp mời cho tôi, đây chính là cơ hội của tôi, không chừng trong tiệc rượu lần này tôi có thể câu được một nhà triệu phú, đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ hung hăng dẫm đạp hai người dưới chân. Hãy đợi đó, đặc biệt là Lâm Thanh Diện, sớm muộn gì tôi cũng để cho các anh biết rõ. Chọc vào hồ vũ tinh tôi sẽ có kết cục như thế nào. Khu chung khu hẻo lánh nào đó tại Hồng Thành. Trong nhà hứa Bích Huyên, ba hứa Quốc Diệu và mẹ Lý Thục Phân của hứa Bích Huyên đang ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chăm thiệp mời trên bàn, khuôn mặt vô cùng cảm khái. Đã rất lâu rồi bọn họ không có tin tức của hứa Bích Huyên. Sau khi hứa Bích Huyên đi huyện Yên Vân không bao lâu, điện thoại di động của cô ta không gọi được. Hai người từng đến huyện Yên Vân tìm kiếm hứa Bích Huyên nhưng ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Lần cuối cùng hứa Bích Huyên liên lạc với bọn họ có nói mình tìm được một người bạn trai có tiên, sau đó thì mất tin tức. Có một dạo hứa quốc diệu cho rằng sau khi hứa Bích Huyên tìm được bạn trai có tiền thì không cần bọn họ nữa, dù sao ngay cả chuyện hại bọn họ tán ra bại sản mà hứa Bích Huyên cũng có thể làm được, vậy chuyện bây giờ có tiền rồi bỏ mặc hai người vướng víu bọn họ thì cũng không phải là không thể. Chỉ là bọn họ không biết, bây giờ hứa Bích Nguyên đang ăn xin ở một góc nào đó trong huyện Yên Vân. Thật không ngờ chúng ta cũng có thể nhận được thiệp mời của lâu đài thủy tinh này, chẳng lẽ là nhà chúng ta sắp đổi vận rồi sao? Hai tay hứa quốc diệu khẽ run rẩy nói. Chắc chắc là sắp đổi vận rồi, chúng ta bị đuổi ra khỏi nhà họ hứa, tán ra bại sản, con gái lại chạy theo kẻ có tiền, trên đời này còn ai có thế đáng thương hơn chúng ta chứ? Chắc chắn là ông trời cũng không nhìn nổi nữa rồi, vì vậy cho chúng ta một cơ hội trở mình, Lý Thục Phân son sắt nói. Hứa quốc rượu hít sâu một hơn, hai mắt híp lại, Kích động nói, nếu như tiệc rượu lần này là một cơ hội của chúng ta, chờ đến khi chờ mình, chúng ta nhất định phải dồn tên chết tiệt lâm thanh diện kia vào chỗ chết, sở dĩ nhà chúng ta biến thành như thế này đều là do lâm thanh diện làm hại. Đúng vậy, nhất định phải giết chết cậu ta, còn cả hứa bích hoài nữa, một nhà bọn họ đều không phải là thứ tốt lành gì, đến lúc đó nhất định phải khiến cho cả nhà bọn họ hối hận. Lý Thục Phân ở bên cạnh nói phụ họa. Gia viên chăn tụy, trong nhà hứa trai hiệp. Lúc này cả nhà hứa trai hiệp đều ngồi vây quanh trước bàn nhìn trăm trăm thiệp mời trên đó, trên thiệp mời viết tên cả nhà bọn họ. Thiệp mời này là mời cả nhà bọn họ cùng đi. Trai hiệp, thật không ngờ tiệc rượu của lâu đài thủy tinh này lại mời cả nhà chúng ta đến, ba cũng từng đến nhìn lâu đài thủy tinh kia rồi, quả thật là một nơi vô cùng xa xỉ, chắc chắn ông chủ của nó không phải là người bình thường. Người ta có thể mời chúng ta, thật sự quá nế mặt chúng ta rồi, trên mặt hứa quốc đống tràn đầy kích động, nói. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút coi con của chúng ta là ai, chắc chắn là việc làm ăn gần đây của trai hiệp càng ngày càng tốt hơn. Ông chủ của lâu đài thủy tinh kia cảm thấy trai hiệp nhà chúng ta tương lai tươi sáng, vì vậy mới gửi thiệp mời này cho chúng ta, tin rằng sau khi tham gia tiệc rượu lần này, trai hiệp sẽ giành được nhiều cơ hội hơn, đến lúc đó một nhà chúng ta có thể lên như diều gặp gió rồi, khuôn mặt lô quế mai tràn đầy đắc ý nhìn hứa trai hiệp, rất hài lòng về con trai mình. Trên mặt hứa trai hiệp cũng mang vẻ tươi cười, rõ ràng là không ngờ mình sẽ nhận được thiệp mời của tiệc rượu lâu đài pha lê. Có lẽ đây thật sự là một cơ hội của nhà chúng ta, nếu như có thể nhận được khen ngợi của ông chủ lâu đài thủy tinh trong tiệc rượu lần này, vậy ngày sau chắc chắn con có thể một bước lên mây, đến lúc đó hứa bích hoài, lâm thanh diện cái gì chứ, trong mắt con, đều không đáng nhắc đến. Hứa trai hiệp tự hào lên tiếng. Lô Quế Mai vội vàng hùa theo, không cần đến lúc đó, bây giờ bọn họ đã bị con giám đạp dưới chân rồi, ngày đó mẹ nhìn thấy Tống Huyền Khanh đã không chịu cho đồ vô dụng lâm thanh diện kia vào cửa, chắc chắn là nhà bọn họ không nuôi nổi đồ ăn bám này, đoán chừng không bao lâu nữa, nhà bọn họ sẽ phải bán đi căn nhà ở nơi này rồi. Hứa trai hiệp nghe thấy lời Lô Quế Mai nói, lập tức nở nụ cười lên tiếng không ngờ bây giờ nhà bọn họ lại như vậy đúng thật là báo ứng mà ông trời giáng cho bọn họ mà hai người nói xem liệu nhà bọn họ cũng có thể nhận được thiệp mời này hay không đột nhiên hứa quốc đống lên tiếng hỏi một câu tuyệt đối không thể nào hai người hứa trai hiệp và lô quế mai lập tức đồng thanh nói ông không thấy sắc mặt mấy ngày nay của tống huyền khanh đâu phải nói là đen như đít nồi sao nhà bọn họ có thể nhận được thiệp mời cao cấp như vậy chứ bây giờ sợ rằng cả nhà bọn họ đều đang lo lắng cho cuộc sống. Sao lâu đài tùy tỉnh người ta có thể mời gia đình xa suốt như bọn họ đến tham gia tiệc rượu chứ? Lô Quế Mai son sắt trả lời. chương 365, tôi cảm thấy anh ta nói rất đúng. Trong nhà Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh ngồi trên ghế sofa, trong tay cầm thiệp mời hôn lễ lâm thanh diện phái người đưa đến, sắc mặt xâm lại khói coi. Một lúc lâu sau, bà quăng tấm thiệp mời kia lên bàn, lớn tiếng quát, tên Lâm Thanh Diện này thật sự khiến người ta tức chết, cậu ta lại còn muốn tổ chức hôn lễ với Bích Hoài tại lâu đài thủy tinh thật, chắc chắn là Bích Hoài bị lời ngon tiếng ngọt của Lâm Thanh Diện lừa gạt. Chẳng lẽ Lâm Thanh Diện không biết bây giờ lâu đài thủy tỉnh này là tiêu điểm của người dân toàn thành phố sao? Cậu ta cử hành hôn lễ ở nơi đó là muốn cho nhà chúng ta mất hết mặt mũi à? Tôn Tuệ Phương đang quét dọn và hứa quốc hoa đang chọc chim trên ban công nghe thấy lời Tống Huyên Khanh đều giật nảy mình sau đó bọn họ vội vàng đi về phía bà ta lẽ nào tiệc rượu của lâu đài thủy tinh đang vô cùng sôi nổi gần đây chính là hôn lễ của bích hoài và lâm thanh diện lâm thanh diện cũng thật bạo tay có thể tổ chức hôn lễ ở nơi như vậy chắc chắn cậu ta phí không ít công sức nhỉ hứa quốc hoa lên tiếng ông ta vẫn cảm thấy vui vẻ thay lâm thanh diện và hứa bích hoài tôn tuệ phương cầm thiệp mời trên bàn lên nhìn thoáng qua trên mặt cũng nở nụ cười vui vẻ cất lời Lâm Thanh Diện và Bích Hoài cử hành lại hôn lễ là chuyện tốt nha, chỉ là sao mấy ngày nay bọn họ không về nhà ở nhỉ? Tôn Tuệ Phương còn không biết chuyện hứa Bích Hoài trở mặt với Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh nghe thấy lời Tôn Tuệ Phương nói, lập tức trừng mắt lườm bà ta, lên tiếng: Đây là chuyện tốt chó má gì chứ? Lâm Thanh Diện lại muốn vứt hết thể diện của nhà chúng tôi một lần nữa đây mà. Bây giờ bà còn có thể ở trong nhà chúng tôi đều là bởi vì tôi tốt bụng. Lâm Thanh Diện đã không còn là người của nhà chúng tôi rồi. Về sau nếu bà còn dám nói chuyện giúp cậu ta, cẩn thận tôi đuổi bà đi." Tôn Tuệ Phương biến sắc, không ngờ Tống Huyền Khanh lại có thể nói ra loại lời Lâm Thanh Diện đã không phải là người nhà bà ta, như vậy, bởi vì cũng không biết rõ rốt cuộc lý do là gì, bà ta cũng không dám nói thêm nữa. Quan trọng nhất chính là, con gái bà ta gặp phải phiền toái không nhỏ ở đại học, bây giờ bà ta rất cần tiền, vì vậy tuyệt đối không thể để mất công việc này, mặc kệ Tống Huyền Khanh đối xử với bà ta như thế nào chỉ cần không đuổi bà ta đi thì bà ta có thể nhẫn nhịn. Tống Huyền Khanh lại là bởi vì đã quen có tôn tuệ phương xử lý việc nhà, bà cảm thấy dù sao bây giờ mình cũng là bà chủ của khách sạn quốc tế Thiên Thành, trong nhà mời một người giúp việc cũng là chuyện bình thường. Vì vậy sau khi Lâm Thanh Diện rời đi, bà cũng không đuổi Tôn Tuệ Phương đi mà cho bà ta ở lại. Hứa Quốc Hoa đảo tròn mắt, lên tiếng, như thế nào đi nữa thì Bích Hoài cũng là con gái của bà, hôn lễ của nó bà cũng không thể không đi, cho dù bà có thành kiến như thế nào với Lâm Thanh Diệt, thiệp mời này cũng đã gửi đến rồi, chắc chắn chuyện này đã không thể thay đổi. Hơn nữa Lâm Thanh Diện có thể tổ chức hôn lễ cho Bích Hoài ở lâu đài thủy tinh cũng đã chứng tỏ cậu ta lợi hại, lần này cậu ta nguyên vẹn từ Kinh Đô trở về, bà biết cậu ta có giành được cái gì ở Kinh Đô hay không, lỡ như cậu ta trở thành người thừa kế của nhà họ Lâm thì sao, cho nên đấy à, bà cũng đừng tức giận với chúng nó nữa. Tống Huyền Khanh hừ lạnh một tiếng, trả lời, cậu ta có lợi hại hơn nữa thì cũng là đồ tai họa, bây giờ tôi không lo áo cơm, không thèm cậu ta có thể mang đến cho tôi cái gì nữa. Cậu ta có thể cử hành hôn lễ ở lâu đài thủy tinh thì sao chứ, bà đây cũng không phải ăn chay, cậu ta muốn làm ở đó, tôi lại cứ muốn khiến cho cậu ta không làm được đấy. Hứa quốc hoa bất đắc dĩ thở dài, đối với người vợ này của mình, ông đã hoàn toàn không còn bất kỳ cách nào rồi, cũng chỉ có thể thầm cầu nguyện ở trong lòng, hôn lễ lần này của Lâm Thanh Diện đừng bị Tống Huyền Khanh quấy rối. Trong khi Tống Huyền Khanh suy nghĩ xem làm thế nào phá hỏng hôn lễ của Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện đã bắt đầu chọn áo cưới giúp hứa Bích Hoài rồi. Anh dẫn hứa Bích Hoài đi dạo hết tất cả tiệm áo cưới của Hồng Thành, nhưng không nhìn thấy chiếc nào hợp mắt, thấy hôn lễ đã sắp đến rồi mà hứa Bích Hoài vẫn chưa chọn được áo cưới phù hợp, trong lòng anh hơi nôn nóng. Nhưng mà cũng may hướng vấn thiên quen biết mây nhà thiết kế áo cưới cao cấp trong nước, những người này đều có nhóm thiết kế của riêng mình, chỉ cần đưa ra bản thảo thiết kế, trong vòng 2 ngày là có thể làm xong áo cưới. Vì vậy trước hôn lễ, chắc chắn hứa Bích Hoài có thể mặc vào chiếc áo cưới đẹp nhất. Buổi sáng hôm nay, Lâm Thanh Diện không cho hứa Bích Hoài đi làm, mà dẫn cô đi vào tòa nhà công ty con của tập đoàn Thiên Dương. Thanh Diện, anh dân em đến nơi này làm gì? Hôm nay công ty còn có một cuộc họp quan trọng đấy, hứa Bích Hoài oán trách còn 5 ngày nữa là đến hôn lễ của chúng ta rồi mà em vẫn chưa tìm được chiếc áo cưới nào thích hợp, sao em lại không nôn nóng như vậy chứ? Lâm Thanh Diện mỉm cười. Không phải trước đó chúng ta đã có mấy lựa chọn thay thế rồi sao, em cảm thấy mấy chiếc đó cũng rất đẹp, nếu thật sự không tìm thấy chiếc đẹp hơn, đến lúc đó em sẽ chọn một cái trong chỗ đó, hứa bích hoài thở ơ nói. Sao vậy không được, hôn lễ lần này, anh nhất định phải làm thật hoàn mỹ, áo cưới của em cũng phải là hoàn mỹ nhất nếu như không chọn được cái thích hợp, vậy anh tìm người làm theo yêu cầu cho em, như vậy chắc chắn sẽ là thích hợp nhất, Lâm Thanh Diện nghiêm túc lên tiếng. Trên mặt hứa Bích Hoài nở một nụ cười ngọt ngào, nhìn thấy Lâm Thanh Diện còn quan tâm chuyện áo cưới hơn cô, trong lòng dâng trào hạnh phúc. Vậy hôm nay anh dẫn em đến chỗ này là muốn tìm người thiết kế áo cưới cho em sao? Hứa Bích Hoài hỏi. Lâm Thanh Diện gật đầu, nói anh bảo hướng vấn thiên tìm hai nhà thiết kế áo cưới cao cấp trong nước, chờ lát nữa bọn họ đưa ra thiết kế của riêng mình em nhìn xem thích cái nào rồi điều chỉnh một chút sau khi xác định bọn họ sẽ lập tức bắt tay vào làm đến hôn lễ chắc chắn có thế làm xong áo cưới hứa bích hoài gật đầu đối với sắp xếp của lâm thanh diện từ trước đến giờ cô đều không có ý kiến gì hai người lái xe vào trong gara tâm ngâm của tòa nhà sau khi đỗ xe xong đang đi tìm thang máy đi lên lúc này đột nhiên phía sau bọn họ truyền đến một loạt tiếng bước chân ngay sau đó chính là tiếng la hét của một người người phía trước nghe đây mau chóng tránh đường bà chủ của chúng tôi rất gấp làm lỡ thời gian các anh không chịu nổi đâu Lâm Thanh Diện quay người nhìn sang phát hiện là năm người đi về phía này của bọn họ đi ở chính giữa là một người phụ nữ ăn mặc rất khác người giống như là nhà nghệ thuật có tính cách kỳ lạ trên TV mà xung quanh cô ta có bốn người đàn ông bốn người đàn ông này sách theo túi lớn túi nhỏ xem ra là trợ lý của người phụ nữ kia Đường trong bãi đỗ xe cũng không được rộng lắm, năm người này đã chiếm trọn cả con đường rồi. Khi đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, có hai người trợ lý còn lườm bọn họ một cái, giống như là đang muốn nói rằng bọn họ thật không biết điều vậy. Có một trợ lý khi đi ngang qua bên cạnh Hứa Bích Hoài, cố ý va vào Hứa Bích Hoài một cái, nếu không phải Lâm Thanh Diện phản ứng nhanh mà đỡ lấy cô, có lẽ bây giờ cô đã ngã xuống mặt đất rồi. Lâm Thanh Diện cau mày liếc nhìn người trợ lý này lạnh lùng nói, vừa rồi anh va phải người khác, anh không phát hiện ra sao. Người trợ lý này quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, nhếch miệng nói, và một cái thì sao chứ, chẳng phải cô ta không có chuyện gì sao, đừng làm lỡ thời gian của bà chủ chúng tôi ở chỗ này nữa, làm lỡ các anh không chịu nổi. Người phụ nữ kia cũng lườm Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài, sau khi nhìn thấy trang phục trên người bọn họ, lập tức cho rằng bọn họ là hai tên nhà nghèo, trong ánh mắt lộ vẻ khinh thường lâm thanh diện nhìn chằm chằm người phụ nữ kia chất vấn người của cô va vào người ta chẳng lẽ cô không cần giải thích gì sao ít nhất thì cũng nên có lời xin lỗi chứ người phụ nữ cười ha hả trả lời mấy người nghèo các anh cũng xứng để trợ lý của tôi xin lỗi sao đừng làm loạn lên nữa anh biết anh làm lỡ mấy phút của tôi đã là tốn thất lớn thế nào với tôi không lát nữa tôi phải đi bàn bạc một cuộc làm ăn lớn anh mau ngậm miệng lại đi đừng giả vờ giả vịt ở chỗ này nữa Nói xong, người phụ nữ cũng không để ý đến Lâm Thanh Diện có phản ứng gì, sau đó lập tức đi về phía trước. Người trợ lý này giống như là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, biểu cảm trên mặt cũng là đắc ý, hoàn toàn không để Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài vào mắt. Trong lòng Lâm Thanh Diện đã hơi nổi cáu, lập tức muốn đi lên tranh luận với bọn họ, nhưng lúc này Hứa Bích Hoài kéo anh lại, lên tiếng, "Được rồi, đừng chấp nhặt với bọn họ nữa." Những người này thoạt nhìn xinh đẹp cao sang, nhưng thái độ đối nhân xử thể lại hạn hẹp như vậy, cho dù có tiền thì sớm muộn gì cũng sẽ phải chịu thiệt, không cần chúng ta lãng phí sức lực. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời của hứa Bích Hoài, thoáng cái nở nụ cười lên tiếng, không ngờ vợ anh lại tốt bụng dịu dàng như vậy. Đó là đương nhiên, hứa Bích Hoài cười đắc ý, cô không muốn Lâm Thanh Diện lãng phí thời gian vào loại chuyện không có ý nghĩa này. Lâm Thanh Diện cảm thấy hứa Bích Hoài nói rất có lý, cũng không tiếp tục đuổi theo tranh luận với bọn họ nữa, mà dí nhẹ một cái lên mũi hứa bích hoài, sau đó dẫn cô đi tìm thang máy đi lên. Trước tiên hai người đi đến văn phòng của hướng vấn thiên, hướng vấn thiên đã sớm ở trong văn phòng chờ hai người lâm thanh diệt, thấy bọn họ đến cũng nhanh chóng bước lên nhiệt tình chào hỏi. Hai nhà thiết kế lần này tôi tìm đến đều là nhà thiết kế cao cấp trong nước, bọn họ đã từng giành rất nhiều giải thưởng quốc tế. Một người trong đó tên là trinh dung, là một nhà thiết kế rất có phong cách. Lần này tôi nghiêng về trinh dung hơn một người khác tên là Châu Vũ Thành, mặc dù cũng là một nhà thiết kế xuất sắc, nhưng cũng không khiến người khác chú ý bằng Trinh Dung. Tôi dẫn hai người đi gặp bọn họ, cụ thể chọn ai thì phải xem sở thích của chị dâu, hướng vấn thiên cười nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, cùng với hứa Bích Hoài đi theo hướng vấn thiên về phía phòng chờ vip bên kia. Phòng chờ vip là trong suốt, bốn phía đều là pha lê, Lâm Thanh Diện liếc mắt là có thể nhìn thấy những người trong phòng chờ vip có 5 người trong đó chính là người phụ nữ và 4 trợ lý của cô ta mà bọn họ vừa gặp trong bãi đỗ xe. Người phụ nữ ăn mặc thời thượng kia chính là Trinh Dung, ý tưởng thiết kế của cô ta khá là xuất chúng, đương nhiên, giá cả cũng đắt hơn chút, ngồi bên kia thì là Châu Vũ Thành, ý tưởng thiết kế cũng vô cùng xuất sắc, chỉ là kinh nghiệm kém Trinh Dung một chút, Châu Vũ Thành cũng mới chỉ nổi tiếng 2 năm, mà Trinh Dung đã là nhân vật cấp cao trong giới thiết kế rồi, hướng vấn thiên giới thiệu. Lâm Thanh Diện gật đầu, cũng không đi vào vội, mà bước đến trước hai chậu cây lớn ở cửa, để cho người bên trong không nhìn thấy mình, muốn nghe xem bọn họ ở trong đó đang nói gì. Châu Vũ Thành, lần này người mời chúng ta đến thiết kế áo cưới chính là bạn của ông chủ tập đoàn Thiên Dương, cậu chỉ mang theo một trợ lý, cũng thật quá qua loa rồi, Trình Dung nhìn chem chằm Châu Vũ Thành, hơi khinh thường nói. Trước đây hai người bọn họ có quen biết, Trình Dũng cũng coi như là tiền hối của Trần Vũ Khanh, nhưng ở trong căn phòng này, Quan hệ giữa hai người bọn họ là cạnh tranh, vì vậy thái độ của Trình Dung đối với Trần Vũ Thành cũng không được tối cho lắm. Tôi chỉ cần mang bản thảo thiết kế tốt nhất đến là được rồi, dù mang theo nhiều trợ lý nhưng lại không đưa ra được tác phẩm tốt, cũng chỉ là nuôi một đám ăn không ngồi rồi mà thôi." Trần Vũ Thành không hề tỏ ra yếu kém. Bốn người trợ lý của Trình Dung đều trừng mắt nhìn Trần Vũ Thành, rõ ràng lời của Trần Vũ Thành khiến bọn họ rất khó chịu. "Trần Vũ Thành, lời này của cậu là có ý gì?" cậu nói là tôi không lấy ra được tác phẩm tốt bằng cậu sao? Cậu cũng không nhìn lại mình xem đã làm thiết kế được mấy năm, trong giới này tôi cũng coi như có tuổi đời, mà cậu chỉ là một thằng nhóc mới ra đời. Thật ra tôi cảm thấy lần này cậu cũng không cần phải đến làm gì, dù sao đi nữa người ta cũng sẽ chọn một người thiết kế có tuổi đời như tôi, chứ không phải cái đồ kiêu ngạo có ý tưởng hào phóng như vậy, sắc mặt trình dung khó coi nói. Hào phóng tự do chính là thứ mà thiếu kế cần có, cô sống trong giới thiết kế nhiều năm như vậy, hẳn là hiểu rất rõ đạo lý này, lần này tôi muốn dùng thực lực để nói chuyện, dù cô nói nhiều đi nữa cũng không có tác dụng gì, Châu Vũ Thành bình tĩnh nói. Hừ, miệng lưỡi trơn chu, xem đến lúc đó người ta không chọn thiết kế của cậu, cậu còn muốn ngụy biện như thế nào nữa, Trinh Dung lấm bẩm một câu. Lúc này Lâm Thanh Diện đi đến, mỉm cười nói với Trinh Dung và Châu Vũ Thành, tôi lại cảm thấy anh ta nói rất đúng. Thực lực và kinh nghiệm không liên quan đến nhau, Kinh nghiệm của cô cũng chỉ có thể nuôi dưỡng ra tật xấu không coi ai ra gì của cô mà thôi, đối với thiết kế mà nói cũng không có lợi ích gì. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 365.